Trái đất đã có gần 8.000 vị Phật ra đời. Như vậy, thời kỳ Ngũ Công và Kỷ Băng Hà, lúc đó xã hội loài người như thế nào? Giờ cái đất này thì 10.000 năm nó hủy diệt lại một lần. Mà trái đất này á, theo cái quyền ký Đức Phật nói là 10 tỷ năm. Còn vấn đề nào khoa học mà nói mấy triệu năm là cái chuyện đó, ai kiểm chứng? Bây giờ tôi nói thành ra cái tổ tiên của mình đây nè, hồi này ông Kinh Dương Dương tới bây giờ là nó đương đương lại với cái Tần Tử Hoàng ở bên nước Trung Quốc. Nước Trung Quốc mà bây giờ mà người ta thấy cổ mộ xưa mà Kinh Dương Dương bây giờ không biết cái mộ mộ ở đâu, thì còn cái chuyện mà những con này con kia thì khoa học có đó vậy thôi, nó không hiểu cái quy luật gì. Cái đất này tồn tại 10 tỷ năm không qua, tại vì do con người, cái chu kỳ thành trụ và diệt của cái đất là do con người tạo ra. Chứ đi theo cái này, một học có nói mấy triệu năm rồi nói chuyện mò mà chơi thôi. Nhưng mà có thể là cái đất này, có thể là cái đất này nó không phải có cái thời gian là 10 tỷ năm, là vì khi nó bể ra của không gian thì từ cái dương lực kéo lại tạo thành cái tình mới, thì cái đất này cũng của nó, đất đá này cũng của nó chứ đâu. Nhưng mà nếu mà nói mà nếu con khủng long tồn tại mấy triệu năm là không cách nào được hết. Bây giờ nói thật đó, giờ siêu bất cứ con gì thì khoảng 10 triệu năm cũng không, 10.000 năm cũng chưa chắc đã còn, chứ đừng có nói gì mà nó tồn tại mấy triệu năm. Đây là để nói thuyết mà nói thôi. Còn khoa học bây giờ nó chứng minh rõ ràng từ chi li một, thiền tông đầu Phật mới dám nói được cái này mà chứng minh thật rõ ràng. Còn cái kia là người ta tưởng mà ta nói vậy thôi, thấy không? Thì bây giờ khoa học nếu mà nó nói mà nói mà chứng minh được, tại làm sao bây giờ, tại sao bây giờ khoa học mới phát minh con người có điện từ âm dương cách đây mới có 6 năm, ngành y học mới phát minh rằng con người có điện từ mới có 6 năm rồi, mà cái này Phật nói trước mấy ngàn năm rồi. Thì câu này thì hỏi thì trả lời thôi, chứ sự thật là người ta cũng tưởng người ta nói. Còn khoa ông Phật không nói có cái chu kỳ. Bởi vì tại sao mà trong cái đạo Phật nói là tinh hoa nhân loại là cái gì? Là Đức Phật nói cái gì cũng phải bằng chứng cứ khoa học mà kiểm chứng rằng là chứ không phải có mù. Thì cái câu này trả lời thì con cái người hỏi không thỏa mãn thì cứ hỏi đi. Câu hỏi kế tiếp: người tu thiền tâm khi làm kinh doanh bị lừa tiền thì nên ứng xử như thế nào? Nên tìm cách đòi lại hay buông hết để mọi thứ vận hành theo nhân quả? Muốn lập cho cái rõ này. Người tu theo thiền tâm khi làm ăn kinh doanh bị lừa tiền thì nên ứng xử như thế nào? Nên tìm cách đòi lại hay buông hết mọi thứ để theo vận hành theo nhân quả? Cái tu thiền tâm không thiền tâm, thiền tâm gì cũng không thành vấn đề. Thế giới này nếu mà anh mà thiếu nợ người ta bằng cái lý do gì mà ta cướp anh lại không lấy được, đây là do là cái nhân quả đời trước. Còn nếu mà nói về vấn đề mà ta cướp anh về hiện tại thì anh sử dụng thuốc gì anh lấy ra được, nếu không phải là nghiệp thì anh lấy được nè. Còn nếu đã nghiệp rồi lo hoàn toàn không lấy ra được, nó mình phải hiểu này. Tất cả những gì đến với mình rồi đi ra khỏi mình đều do cái nghiệp mình. Thuyết nhà Phật nó là vậy, mà thuyết nhà Phật nó chứng minh rõ ràng chứ không phải nó mơ hồ. Bây giờ nên là mình thấy là tại sao mình sanh ở chỗ này mà không ở mà đi qua chỗ khác nữa, là do cái nghiệp nó kéo mình đi. Nghiệp đó là cái gì? Là do thần tự tin nhân quả làm ra cái chuyện này. Mình phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này gọi là thế giới vật lý âm dương. Đạo Phật chủ trương là nghiệp, chứ không phải có ai ban phúc giả quả ra trên đất này hết. Đó là nghiệp. Mà bây giờ thì tâm ra đời nói có 60% còn 40% nói là không dám nói đâu.
mà cái này chỉ cho cái gì bằng thực tế nói được thì chùa nó nhiều sẽ nói ra hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi cái tiếp là tu sao được quả thanh văn? Thanh văn là tu thanh tịnh thì nó có hai cái. Hai cái là nghe trong thanh tịnh, rồi tứ quả thanh văn. Thanh văn là việc nghe tiếng nói bằng thanh tịnh. Con kêu là trong cái đạo Phật mà nó gọi là tứ quả thanh văn thì nó tu được giai đoạn một. Ở đây là nó gọi là dụng công của chữ thừa. Muốn tứ quả tinh văn thì nó còn từ tu đà hoàng tu đà hàm ba đà hàm ba đà hàm, nó nằm trong tứ quả tinh văn bốn cái cấp để mà đạt được cái quả gì. Quả gì sau cùng là thanh tịnh, là tức như a la hán, gọi là người sống trong tịnh tịnh, đó gọi là tứ quả tinh văn. Mà tu bằng cái gì? Bằng cái này, cái nhĩ căn kia thôi. Quan âm là gì? Quan âm tu tứ quả tinh văn, nhưng mà tu quan âm chứng được hai quả là nhãn căn viên thông và nhĩ căn viên thông. Rồi có ai tiếp được tu sao được quả duyên giác? Duyên giác là mình tập mình cái chữ duyên giác là gì? Chữ viên là tròn, giác là biết bát tròn vậy. Thì là trong đạo Phật nói là viên giác tánh là gì? Cái đó là chỉ cho cái tánh Phật của mình nó tròn này, gọi là viên giác. Thì cái tu nó đúng là nó tu để mà đạo thôi. Nhưng mà cái mà nếu mà không tu viên giác, nếu mà thực sự mình tu viên giác là bị lừa, bị thánh lừa liền. Trong đạo Phật là gì? Trong cái tu Lăng Nghiêm có 28 vị thánh tu, mỗi người thành tựu một cái. Nhưng mà sự thật ở đây khi mà Đức Phật còn, người nào tu là ông kiểm chứng, cái đó là do ai ngự, ông nói là nghe. Còn bây giờ nếu mà vì thế mà khi mà Đức Phật không còn thì ông mới đưa ra cái quyển kinh Kim Cang. Ông đưa một câu là phạm sở của tướng danh thị hư vọng, nghiệp kiến tướng phi tướng, tức kiến như là tất cả đưa cái bộ kinh Kim Cang ra để mà nó cảnh đứng cái hình ảnh này. Đó mình phải hiểu, truyền tâm phải khai thác truyền để mấy cái quyển kinh đại thừa này. Chứ không phải là tất cả những gì Đức Phật dạy hoàn toàn nằm trong cái đại thừa, chứ không có nằm ngoài hết. Nhưng mà có một điều là người ta không làm, ta không hiểu được, rồi mình làm ở trong cái này. Bởi vì cái đạo Phật nó ba thời kỳ làm đạo. Thời kỳ thứ nhất là một vị thần lập, thứ hai là vị toàn năng toàn giác đạt, thứ ba là vị thánh lập. Các ngươi chú ý cái chỗ này, muốn hiểu được cái này thì muốn hiểu đạo Phật thì ta phải hiểu ba thời kỳ lần đầu thì mới hiểu được cái đạo Phật thì tâm mình gặp để là cái gì. Đó, có hỏi tiếp đi. Người tu theo đạo mẫu giờ cũng chuyển sang thiền tâm thì có được thấy không, và phải thực hiện như thế nào? Đạo mẫu không? Đạo mẫu qua thiền tâm thì chỉ số 20% thôi, không đâu, không đâu, 100 người chỉ được có được 20 người thôi, còn bao nhiêu lui nữa. Bởi vì đó nó là quy luật vật lý nè. Muốn đi vô cái thiền tông, kể cả đầu tu mật trú hoặc là tu tịnh độ mà vô đây nó cũng phải rớt hết. Bởi vì tại sao trong lúc truyền thiền Đức Phật nói là 100 người lui là 95 người, còn đạo mẫu đó là hồi xưa là tu để mục đích là gì? Để tu để làm con của mẹ. Mẹ là cái gì? Mà bây giờ đi qua thì giải thoát là khỏi vòng tay của mẹ thì coi chừng khó thoát lắm. Nếu mà những gì mà tu thứ nhất là mật chú mẫu mẫu, không nên tu cái chuyện đó. Người tu thiền tông phải là trong trắng tu được, còn nếu dính bất cứ cái gì đừng có nên tu vô thiền tông, khó lắm. Mà vô đây rồi bỏ đủ chuyện đó chứ mày không, chứ đừng có tưởng được thấy vô dễ thì vô tu dễ, coi khó. Thế giới vật lý này, những người đã dính vào vật lý là khó mà bước qua cái thiền tông này là. Thành ra tại sao mà thiền tông ra đời là bảo ra nên là phải nhớ là phải là
nghiên cứu cho kỹ, tu chịu tâm phải tu một trí tuệ. Anh liệu tu nổi là không, bọc nổi không, chứ đừng có vô vô đây rồi không đủ chuyện hả? Có thể là hại mình luôn. Rồi có hỏi tiếp theo. Ban tệ trời thứ thiên dương là nằm ở cõi trời dục giới, là nơi cực mạnh, vậy trời thứ thiên dương có hình dáng như thế nào? Tất cả hình ảnh thiên dương là ta sử dụng bằng cái điện từ âm dương, là tùy theo đó hình thể giống như một vị thần nhưng mà rất lớn, nên nhớ là hình dễ. Một vị thần cõi trời dưỡng đế thì nó là 10 lần của thân của cái con người trái đất này. Từ tứ thiên dương gấp 100 lần, đặc biệt cõi trời dưỡng đế chỉ trời thiên dương mới lớn, hình lễ lớn. Cho vậy vì thế gặp là vì nó có điều khiển được cái các hành tinh trong tâm giới. Nếu mà nhỏ không điều hành được, giống như mình ở đây mấy người mà ta chơi cái bóng rổ thì phải có người cao ta mới chơi được, chứ người lùn lùn chơi được. Thì trời chứ tiên dương cũng nằm trong cái dạng này, muốn điều hành vũ trụ tam giới này thì phải điều lần giảm dở và lớn. Vì thế mà trong cái lời dặn dò, khi nào mình nghe trong người mình rất mạnh thì mình chắc chắn là giảm sanh được trời chứ tiên dương rồi. Còn nếu mà yếu yếu thôi, thích cúng rúng đại lượng thì đi vô quả trời khác không, không vô quả trời tứ thiên dương được. Rồi có ai tiếp lý do gì mà người tu theo pháp môn thiền tông mà không tạo được công đức? Tại ta muốn tạo chứ. Nếu đúng là tu thiền tông ra là tạo công đức rất dễ. Bây giờ mình tu mà tu suốt là tu cầu vãng sanh, nó gấp 10 khó khăn 10 lần hơn cái tạo công đức. Công đức tạo rất dễ mà đại ta không hiểu thôi. Có những khi người ta chắc người ta không hiểu chứ tạo công đức rất dễ, khỏi có tốn tiền. Còn mà nếu mà tu mà giảng sanh thì bắt buộc nó có tiền mới có tạo giảng sanh được. Giảng sanh là gì? Anh tạo phước là anh phải là phổ thí cho nhiều, mà có tiền mới phổ thí, chứ còn có tiền sao phổ thí. Còn cái công đức anh không cần có tiền, nhưng mà chỉ anh kiếm một quả hai ba miễn sách hoặc hai ba cái máy cho người ta mượn, nó không có tốn đồng nào đâu mà tạo công đức được. Mà chỉ có phần một phần công đức thôi là đã về. Mình phải hiểu cái thế giới này, đi chơi thì tốn tiền nhiều hơn đi về nhà. Nên nhớ một điều, phải hiểu cái nguyên tắc này. Anh đi về nhà tốn cái gì thì khó là khổ thôi, không có gì đâu. Mà còn đi chơi là gì, đi chơi đâu? Thứ nhất đi cực lạc, đi bằng cái gì đây? Tây phương cực lạc là khác, mà Tây phương không là khác. Mà phải có tiền nhiều anh mới đi hưởng cái này được. Người ta làm là tưởng rồi đi Tây phương cực lạc là dễ hơn đi cái để về Phật giới. Về Phật giới giống như về nhà mình mà làm thì khó, tại mình không đi đâu chứ đi rất dễ. Người ta hiểu lầm thế này. Thành ra có nhiều người không? Vừa rồi có nhiều người hỏi như thế, nếu mà tôi thiền tông khó quá, hai bác tu rồi con ăn no không thì mà còn khó có cái gì? Còn bên kia thì phải đi làm phước thiện tối ngày, đi đây đi đó, lẩu sông đậu biển đi, dẫu đâu thấy cứu trợ là phải đi. Rồi cực thì mình ngồi nhà không xứ thần chết, nó khó gì. Rồi hỏi tiếp đi. Người theo pháp môn thiền tông khi chết có cần phải tập định thời gian từ 8 đến 12 tiếng rồi mới nhập quan hay không? Đó, thiền tông nói rồi, chết thì xong rồi mấy phút sau sống lại rồi. Thì mình có công đức thì mình về. Bởi vì cái thiền tông xóa đi tất cả cúng tụng cầu xin thì nó mất cái độ làm gì cái chuyện mà 8 tính ngày. Nếu làm cái ngày này là phải đợi cho cái đời ngã quỷ, ngã quỷ phải đến 8 giờ 3 ngày phải cúng 49 ngày. Giờ nếu mà ông bà mình đang tu giảng sanh cũng cúng đi, vừa sống rồi thì thân thiên nhân quả còn đâu ăn. Anh mới hiểu cái này. Thiền tông bây giờ nó cắt nghĩa ra từng chi tiết, từng sáu pháp môn một, 37 pháp quán, có cái gì nó ra cái gì. Thiền tông duy nhất chỉ thiền tông mà có cái này. Vì thế mà gọi là thiền tông là tinh hoa nhân rồi.
Còn các cái chuyện khác thì không có tinh hoa đâu. Mà các cái chuyện khác gọi là hại nhân loại, đưa con người trở về u tối. Tôi dám khẳng định thế. Bây giờ nếu mà nó tinh hoa nhân loại cái chuyện đó chứ không phải là tinh hoa nhân loại. Chứ còn nếu mà không làm được cái gì cho người ta chứng minh bằng khoa học có thể thì nó không nói là tinh hoa nhân loại. Giờ có hỏi để biết vị nữ thần tự do là vị thần nào ở trên thế giới này? Nữ thần nào? Nữ thần tự do. Nữ thần tự do thì trong này có bên Mỹ có nữ thần tự do. Chứ ở trong này không có vụ thần tự do. Thần phải tự hành, hoặc thần là lãnh đạo, chứ có vụ thần tự do. Trong này có câu này người ta nói về cho nữ thần tự do ở New York. Đi từ New York qua cái chạy qua cái đảo để bảo vệ đảo đó, ngon bảo nói về Bắc Đại Tây Dương, tức như là ám chỉ rằng nước Mỹ thành lập ra gốc từ Bắc Âu giữa các nước châu Âu và nước Anh. Qua đó thì làm cái chữ thần này là vì ngày xưa đó ở bên châu Âu á là người ta thời kỳ quân chủ. Những cái người mà ta không chịu đấu ra quân chủ người ta mới chạy qua cái đảo của Mỹ á, cái sông Colón đi qua đó đó, qua đó thành ra Mỹ thành lập ra cái thượng nữ thần tự do, có nghĩa là nhìn về Bắc Đại Tây Dương, nó từ đây tôi tự do, tôi không bảo ra quân chủ nữa. Ta biểu tượng cái nữ thần tự do mà nó là cái nước Mỹ mà vậy thành ra nước Mỹ đó là họp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tất cả các người nào đó đều tự do. Họ ngày xưa họ đã bên Bắc Âu, Tây Âu hoàn toàn là quân chủ. Thành ra nó qua đây ta tự do thì ta nói là nữ thần tự do. Lấy cái mục đích đó chứ không phải là tới đây để con thần là tự do, thần là nhân vô làm. À, còn thần chủ thế giới thì lo chuyện thế giới, quốc gia là quốc gia, dùng là dùng. Giống như mình, ở trong một quốc gia mình lớn phải đi làm, mỗi người công dân phải có việc làm. Chuyện nào lớn thì nó hung. Chứ trong này nếu mà không có ông làm tự do đó, ông nào phải làm, phải ràng buộc, ở nhà phải giữ cái nhà. À, chứ không ông làm tự do đây đâu. Đúng chủ quyền phép của nước Phật, không ai là tự do ở đây. Còn về nữ thần tự do là tự do với người Mỹ. Tên đặt ta nhớ lại ngày xưa họ sống ở trong cái thấp trị của quân chủ. Bây giờ tôi qua đây là ở tự do để làm biểu tượng nữ thần tự do. Chứ trên thực tế còn con thần là tự do đó. Rồi có ai chứ? Người đã đạt được thanh tịnh, tất cả sáu căn đều đồng một thể, bản thể chân thật là như như. Sau khi tịch diệt sắc thân trở về với đất nước gió lửa bốn đại, đất nước gió lửa đồng thành một thể, không sanh không diệt. Bản tánh của mình đến từ đâu, phải trở về vị trí đó, người đó có được giải thoát chưa? Nếu chưa thì người đó đi vào đâu theo nhân quả? Này chưa đọc hết mười quyển sách. Cái câu hỏi này chưa đọc hết. Câu hỏi này họ là chưa hiểu cấu tạo tánh của người là gì. Nếu hỏi hiểu được cấu tạo tánh của người thì không hỏi cái này. Câu hỏi này nó sai nhiều lắm. Đặt câu hỏi này sai. Bây giờ tôi nói tứ tại như vậy đâu? Là tại sao? Là cái chân cái gì, đất nước cho được cái gì, nó trở về cái vị trí của nó và đi lên đi về trong cái thường của nó, còn nó vô trong tạo ra con người gọi là nó đi di chuyển. Mình trên cái căn cứ nó trở về đất, gọi là đất không khí thì trở về không khí thì làm sao mà chung được. Chung là nó ở chung một cái đất này, trong một không gian này, gọi là chung là vậy. Câu hỏi này chưa đọc hết mười quyển sách. Giờ chỉ trả lời sơ đọc hết đi. Thắc mắc cái gì thì tôi sẽ trả lời cho nghe. Dạ con ơi,
tánh giới và tướng giới. Thiền gia và Phật gia có cần giữ hai giới này không ạ? Tánh giới và tướng giới. Tánh dạ. Yeah. Thiền gia và Phật gia có cần giữ hai giới này không ạ? Tánh tướng. Bây giờ thì tại không hiểu thiền tông. Tánh là cái gì, tướng là cái gì, tướng giới là giới cái gì? Cái tướng đây thì phải nằm trong luật pháp, thấy không? Còn cái tánh là đã là tánh con người, nó không có nằm trong mà đâu. Cái tánh con người nó phát cái hành động, nó suy nghĩ ra cái tướng của hành động, tất cả đều phải trong luật pháp. Trong thế giới, trong này có giới chưa hiểu được cái thiền tông, muốn hiểu thiền tông hiểu cho sâu tánh là cái gì, tướng là cái gì, là cái giới là cái gì, phải hiểu cái này đọc cho hết thì ta mới trả lời được. Giống như mình không hiểu cái cốt truyện mà mình đi mình hỏi làm sao ta trả lời cho mình được. Rồi hỏi thế gì? Thiền gia và Phật gia sống hàng ngày như thế nào cho đúng giới tôn chỉ thiền tông? Thiền gia, Phật gia, Phật gia là chỉ cho một cái người phải là hiểu biết cái đạo Phật thiền tông này thôi. Còn thiền gia là một cái con người giúp được nhiều người khác. Đây là cái cương định, cái cương vị của người ta, gọi là cái phẩm cấp của người ta. Đây là nó tạm đạt vậy thôi. Chứ còn mình có nhà phải lo nhà, có gia đình phải lo gia đình, tổ quốc lâm quy phải giúp tổ quốc. Chứ tướng sống với tạm đạt người ta nói rồi, đói ăn mệt bụng, có chặt đến phải dí dặn dài, sống như thế nào bây giờ? Bởi vì người ta lầm cái lệnh để đạo Phật tu và ghép mình vô tu, hoàn toàn thì nó không cho tu, mà phải đúng sống với quy luật nghịch lý. Mà cái bảo vệ cái quy luật nghịch lý này là hiến pháp và luật pháp của một quốc gia đó. Người tu thì không có hiểu cái này thì mới hiểu thì không được, còn không hiểu ngồi đó tưởng tượng ra thì làm sao được, tưởng tượng thì hoàn toàn bị sai hết. Thành ra cũng không hiểu tập, không hiểu cái này nên mới hỏi vậy. Cứ gì cố gắng đầu lại 12 quyển sách chùa Thiền Tông Tân Diệu xuất bản ra, mục đích chỉ một quyết về là sự thật của trái đất này, từ con người giảng dạy tam giới Phật giới, quy luật nhân quả luân hồi. Chùa Thiền Tông Tân Diệu có cái nhiệm vụ này, nó không có nằm ngoài này, không có luật lệ gì, thiền không có luật lệ gì, nhưng mà luật lệ này là áp dụng cho cái trong cái phạm vi của cái sinh hoạt của người thôi. Chứ nếu mà bây giờ anh muốn về Phật giáo, anh có công đức anh về, mà anh biết được về xong, không cần luật lệ, không còn ai đưa cúng đưa tụng cho mình, không cần ngày này tôn từ tôi đi được. Nhưng mà nghĩa là có công đức thì chư Phật sẽ đến giúp mình, bởi vì cái Phật mình không thấy thì mình nói chứ bây giờ nói không là phải đi về phải đưa ông thầy tụng rồi bà thầy tụng, có cái gì đó cái lỗi ông bà con chưa lo, bà ông bà đâu rồi lo để lo cho mình, ông Phật còn không lo được mình nữa. Bởi vì đạo Phật thì không ra đời để làm chủ để hết tất cả những gì mà Đức Phật dạy mấy ngàn năm về trước, vì sau này vì nó sai nhiều quá cái tình lại. Bây giờ mình hiện tại sao là cái thời mạt pháp này, cái đạo Phật nó biến dạng vì thế mà quyền kiến phải xuất hiện để chỉnh lại, có vậy không? Mà danh từ chuyên môn gọi là chủ hóa rôn ra đời để mà nói cho đúng lại, đúng là cái tinh hoa đạo Phật. Chứ mà tinh hoa đạo Phật không phải là một kiểu mô hồ. Nếu là đạo Phật, nếu mà nói về tâm linh là sai, đạo Phật là khoa học chứ không phải là tâm linh. Mà đạo Phật có quyền giải thích tâm linh là cái gì, lý do gì có mặt ở đây, chủ nhân quả luân hồi như thế nào, đạo Phật nói rất thật rõ cái này. Rồi có hành tích trong quyển số 11 có đoạn: khi giặc đánh quân Nguyên mong xâm lược nước ta, chẳng sử dụng tánh thanh tịnh của con người để đánh, chứ tánh thanh tịnh của bậc tánh
chẳng không sử dụng. Vì vậy chẳng khi đánh giặc là sử dụng tánh người thanh tịnh. Vì là thanh tịnh nên toàn quân và toàn dân của chẳng không ai sợ quân giặc cả. Nhờ vậy mà quân dân Việt Nam đánh chắc và thắng chắc quân thù. Xin Thầy dạy rõ cho chúng con hiểu và phân biệt rõ giữa tánh thanh tịnh của con người và tánh thanh tịnh của Phật tánh ạ. Con người á, nếu mình suy nghĩ á, thì nó không thanh tịnh. Suy nghĩ là mình ra cái tưởng thì mình sợ. Còn mình đừng có suy nghĩ là nó thanh tịnh thì lấy gì sợ đó. Phải hiểu cái này, cái tánh Phật là tự nhiên thanh tịnh, rồi nó nói rằng dù có cái gì cũng thanh tịnh. Còn cái tánh người là tại vì nó có tưởng, vừa tưởng suy nghĩ ra là phải sợ. Vì thế mà Trần Nhân Tông có để một câu rằng cứ nhằm thẳng quân thù mà đánh, đừng sợ. Vì thế mà trong binh thư Việt Nam, đại tướng Võ Nguyên Giáp có nói một câu: trong binh thư Việt Nam không có chữ sợ đâu này. Đây là tuyệt đỉnh của cái quân sự Việt Nam nằm ở chỗ này. Bởi vì nếu bây giờ này bên kia dùng 100 người, đây có 10 người thôi mà cứ sầm đánh, nó thấy cái bực lũ lũ đó nó sợ chạy, nó có cái tưởng nó sợ. Còn nó mà không có tưởng nó đánh chết mình luôn. Còn mình không có sợ, không có cái tưởng thành không sợ, thành là đối phương sợ. Vậy bởi vậy thầy, bởi vậy tại sao trong minh thư của nói là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng là cái chỗ này. Đó là tất cả gì cơ bản quân sự nó cũng nằm ở trong cái dọn dẹn là của cái sợ và không sợ. Chứ không có gì gì lạ. Tưởng không là vũ khí lớn là mình sợ, anh không sợ. Anh vũ khí có lớn lớn là mà thấy mình ra có cũng sợ. Thấy mà cứ sợ là nó chạy. Giờ con hỏi tiếp đi. Khi chung ấm thân, trợ tánh Phật và khối công đức rơi ra khỏi trái đất, Thầy có nói là nếu rơi đúng là khi nhận ra được cây núi càng xa, nếu rơi sai là rơi vòng vòng, cứ thấy cây núi ở gần. Nếu gặp trường hợp rơi vòng vòng cứ thấy cây núi ở gần sát bên, lúc đó thì chung ấm thân phải xử lý như thế nào ạ? Bây giờ là muốn ra khỏi cái thế giới vật chất này thì em phải có một vị phụ huynh làm qua tiêu dẫn mình đi, chính là Phật đó. Chứ bây giờ giống như đi du lịch mà cứ đi vòng vòng hoài, qua dẫn mình cứ đi vòng vòng hoài và biết sao, không có xử lý gì nữa. Bây giờ người ta nhận đúng kỹ, khi ra thì phải thoát ra mà phải qua tiêu dẫn đi mới được. Cái này nó chạy rất rõ, nhưng mà tại vì không để. Bây giờ mình rơi mà mình cứ thấy đi vòng vòng, thấy cây núi hoài là nó đi quay vòng cái đất à, nó không ra được. Thì bắt buộc phải có quan tiêu xuất hiện dẫn mình đi ra ngoài khỏi cái quy luật này thì mới về còn giới được. Chứ còn mà mình không hiểu cái này thì tôi cũng đặt câu hỏi thì cũng hay, nhưng mà điều là nghiên cứu cái câu trả lời của ta lợi. Ta chỉ rất rõ, phải bắt buộc phải có một quan tiêu dẫn, giống như mình đi du lịch phải có một cái anh hướng dẫn. Còn hướng dẫn đi đâu? Đi vòng vòng hoài, có đường nó đi hoài, bắt buộc phải có người dẫn đi. Thì về Phật giới phải có một vị Phật dẫn đi. Chúng ta vô thế giới này nó minh mông mà làm sao biết được đâu, trung tâm thiền hành nó nằm ở chỗ nào. Cái đất nó to như thế này mà cái trung tâm thiền hành có bằng chiếc đũa, làm sao mà biết được đâu mà. Một vị Phật toàn năng toàn giác ta mới nhìn thấy được cái trung tâm thiền hành và thời gian cái trung tâm thiền hành nó đi, nó cái đất nó quay ngang cái trung tâm thiền hành được ngồi. Phải hiểu cái này rồi mọi tiếp đi. Trong nhiều giải đáp con có nghe Thầy nói là người nhận ra Phật tánh của chính mình thì không có công đức. Nhưng hiện tại có rất nhiều người học thiền tâm, họ không nghe được giải đáp ấy mà cứ thực hành theo sách của Thầy viết, và có tuyên truyền trên mạng xã hội, và có sự tranh cãi rất nhiều giữa những bạn đồng tu thiền tâm với nhau về vấn đề này. Xin Thầy giải thích rõ vấn đề này và có sự chuẩn hóa rõ ràng.
vì có nhiều người họ không có điều kiện để nghe giải đáp của thầy và cứ thực hành và áp dụng những gì trong sách thầy viết. Và tất cả người tu thiền tông ghép cái tưởng này là sẽ đi vào cái thiền tông đó luôn. Thiền tông nó nói cái gì thì làm ơn nghiên cứu thực hiện, bỏ cái tưởng đúng mà là sai thôi thì nó sẽ đi vào quỹ đạo đi. Còn cứ người ta trả một đường mình học mình tưởng một nẻo thì làm sao vô được. Vì thế mà truyền thiền không truyền thiền phải làm sao tìm xin được cái quyển kiểu này, lời giảng dò về Phật giáo xin được cái này, phải cần truyền thiền như thế tạo công đức tự về được. Đó là cái công thức á, cái lời giảng dò đây gọi là công thức trở về Phật giáo, chứ không phải giảng không phải dễ đâu. Đừng có tưởng tu truyền đâu nghe cái tưởng đi. Thứ nhất, tu truyền tông hai cái chữ tối quan trọng nhất là tưởng và tham, và hai cái thứ này thì vô truyền tông được. Còn mình tưởng mình cầu là mình tưởng rồi mình tham thì đừng có mong vô truyền tông mà không. Bởi vậy Phật nói rằng 100 người truyền thiền 95 người rút lui, chỉ còn có 5 người vào thôi chứ có dễ đâu. Tuy là theo truyền tông cả chục năm nó như vậy không về được, là vì có cái tưởng, bỏ cái tưởng đi. Thì tự nhiên là mình có thể một ngày nào mình sẽ hiện ra. Chứ giờ còn kiểu lung tung rồi giờ làm sao mà kẻ tánh Phật mở ra được. Không tưởng tánh Phật có mở được. Tánh Phật mở được thì đây là cái trợ duyên. Tánh Phật mở được nhưng mà nó còn nằm ở trong cái thân bất tịnh và cái bất điện từ. Chừng nào mà qua được cái bất tịnh rồi nó còn cái điện từ thì nó nhẹ hơn. Thì mới tu thiền tông nó đúng được. Thứ nhất, tu truyền tông mới quan trọng, dù có đừng có khi nào nghe nhạc vô liền, đừng có làm việc nghiên cứu thực kỳ, dùng cái đầu trí tuệ sản xuất mình đúng mới vào vô đúng thôi. Thế nhưng tuyệt đối đừng có tu mù, tu có đúng mà mình không hiểu cũng gọi là tu mù. Thế là truyền tông bắt buộc mình phải nhận cho rõ ràng từng phần một, chứ đừng có đụng đầu trên đó. Truyền tông nói hay nhưng mà chưa chắc hay chịu hay đừng phải nghiên cứu của nó đúng không, còn có phải tinh hoa của đạo Phật không thì mình có tin của họ mới thôi, chứ đừng có nhào vô thì coi chừng nó sai. Thứ nhất dẹp cái tưởng và cái tham mình, người nào tu thì không mà có sử dụng tưởng và tham hoàn toàn sai hết rồi. Còn hai tiếp đi. Vậy người nhận ra được Phật tánh của chính mình thì có công đức không ạ? Công đức là mình giúp người ta, còn mình nhận của mình thì có gì đâu công đức. Giống như mình làm việc nhà mà ai đã lương cho mình, mình làm cho người khác người ta mới đã lương. Mình tự mình tu mình đạt được cái gì là cho mình thôi, mà cái ảo giác của mình thôi, chứ ai đã lương cho mình công đức đâu. Công đức là mình giúp được người khác thì mình có công đức, còn mình giúp cho mình công đức gì? Giống như mình làm nhà mình mà kể công với ai, thấy không? Phải hiểu cái thế giới này nấu có nhiêu đây mình còn không hiểu nó mới thì hỏi chứ sao đi sau nhận thiền tông vô hiểu được rồi. Có hỏi thế gì? Thưa thầy, ngày trước con chưa nhận được pháp môn thiền tông, trong con luôn phát ra suy nghĩ là con rất chán sống cuộc sống ở cái đất này, vì con nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều rất vô thường. Nay có mai mất, con tự hỏi chính bản thân con, vậy cái gì là mãi mãi, chân thường và sẽ tồn tại mãi mãi đây? Và tự trong đầu con phát ra ý là mau mau tìm ra, sắp hết thời gian rồi. Lúc đó con không hiểu tại sao con lại phát ra suy nghĩ đó và phải tìm ra cái gì. Sau thời gian đó con nhận được pháp môn thiền tông. Thưa thầy, thầy cho con hỏi tại sao tự nhiên con lại phát ra cái suy nghĩ đó ạ? À? Do cái tưởng, do cái tưởng suy nghĩ đó chứ đâu có gì đâu có. Bây giờ mình cứ căn cứ vào lời ông Phật đi. Ông cũng sanh ra, ông hỏi tại sao mình có ở đây, ông cũng thắc mắc, ông cái người hỏi ai cũng được thì do ông tưởng. Bây giờ ông tìm ra được cái này rồi thì ông nói à nó lên vậy. Thì thật đó tại mình tưởng, ông đã phát ra cái câu tại mình tưởng mới có cái thắc mắc này. Mà cái này để được thắc mắc này để dẫn cho mình đến gặp
gặp coi là thiền tông không có cái tưởng đẹp vô được. Trên cái đất này cái gì cũng phải tưởng, nhưng mà tưởng được rồi thôi bỏ tưởng đó thì mình hiểu cái thế giới này. Tại hồi xưa không có giấc mình tưởng, bây giờ mình biết nó thôi bỏ tưởng đi. Thiền tông là nhất tưởng thiền, buông chừng thôi dứt hết liền được sanh. Và xài có một chữ đó, đừng bỏ tưởng đi. Trong bốn chữ nào có chữ đó tưởng đó. Rồi hỏi tiếp đi. Và từ khi con nhận được pháp môn thiền tông, sự chán chường cuộc sống vật lý ở đây càng cao hơn, và trong con cứ phát ra ý nghĩ thúc giục và nôn nóng muốn được trở về Phật giới càng mãnh liệt hơn. Đôi lúc con nhận ra rằng con bị tánh tham tạo công đức để mau mau có vật tư để trở về. Thưa thầy, thầy giải thích giúp con có đang đi đúng đường không ạ? À? Con cảm ơn thầy. Đã tôi nói là biết máy bay này đi qua nước nào 5 tiếng, 10 tiếng thì cứ để nó bay tới xuống. Nó chưa tới giờ nó nhảy ra thì nhảy sao đây? Thì nhảy ra. Ta bay 5 tiếng mới có 2 tiếng không có tới, rồi nó nhảy ra nhào ra. Rồi đi đâu? Có nghĩa là quy luật cái phải tuân thủ nó, nên đừng có tưởng. Bởi vì tôi nói là tưởng và tham gian đi. Và trong thiền tông có tưởng ta bỏ thì sống ngày nào còn hít thở thì là gian tình thường. Nghĩ thở khỏi làm chuyện rồi có công đức tự nhiên. Ông thần đó ông có công đức tự chấm rỡ, ông đi đâu đi gì để Phật rước mình về luôn. Bây giờ ta thở rồi mà phước có một đống thì nó kéo mình đi lên đường phước, hoặc là mình bị cái nhân quả gì thế trong cái đất này gọi là lục đạo luân hồi, mà có cái gì nó dẫn đi cái đấy, cái đường số 7 người về một nhớ. Bây giờ có nghĩa là thiền tông ra đời thì nó cắn ra là nếu anh có công đức đức trọng quỷ thần kinh, quỷ không dám ở gần mù mình, thần không dám thực thi nhân quả, là mình tự động về. Nhưng mà tự động về nhưng mà biết cái quy định của nó, ở vừa đi về thì có người rước về, lỡ gặp cái ông rước dĩa thẳng luôn thì con rước cũng bỏ về luôn. Đã chứ hiểu. Bởi vì tất cả thì nó phải tưởng, suy nghĩ ra vậy thôi. Đã thiền tông ra đời thì chỉ dùng một chữ thôi, và bỏ cái tưởng và cái tham. Tất cả người tu mà tưởng và tham thì chắc chắn hậu quả xấu sẽ đến với mình, còn xấu sẽ làm là tự mình biết chứ tôi nói. Rồi hỏi tiếp đi. Phật tử Cao Thị Hương ở Gò Vấp có hỏi như sau: người nữ trong tam giới này thì luôn thiệt thòi hơn nam, vậy luật nhân quả có bù trừ đến người nữ hay không? Đây hơn cái thế giới lý nó là vậy, tánh phật nào cũng là tánh phật, không vô có nam nữ nhào vô địa luôn, địa âm nó quét thành nữ, địa dương nó quét vô thành nam, để cho nó cân bằng cái thế giới này. Chứ vô nam không là làm gì, nữ không vô làm gì, làm sạch sạch quá được, nó phải đi đúng cái quy luật đó đó. Đừng có lo, tất cả trong thế giới này gọi là cân bằng, là thở nghĩ người nữ âm nhiều là tại sao? Nó còn có tháo giác của người nam, nam thì dương mà nó tần số cao, nó phải nhanh nhẹ, còn nữ tần số âm bắt buộc phải nhẹ thôi, cái đó quy luật nghịch lý. Chứ không làm sao mà chặt đổi cái này được. Mà muốn đổi cái này thì chỉ có đứng về Phật giới xóa được cái này. Còn ở đây thì có một thôi, nữ một triệu đời nó cũng là nữ, nam một triệu đời cũng là nam. Đừng có tưởng nó tu. Bởi vì có nhiều cái chùa nó là tu người nữ, tu để thành nam. Tại là tu nó chỉ không hiểu với thế giới vật lý. Bây giờ giống được là giống được, giống cái là giống cái, giống nói cái chuyện mà nổi. Bây giờ khoa học nó có thể đâu được, nhưng mà cái sự sống nó tạm bỡ thôi, chứ làm sao mà được đâu được. Bây giờ vô thế giới này gọi là mình hiểu thế giới này vật lý nhân quả âm dương và tu tổ này thì đừng có lo. Bởi vì là nó cân bằng được là gì? Nhà nước mới tuyên dương mẹ Việt Nam lên hùng để có bà mẹ anh hùng chứ này. Ông nam cũng anh hùng được. Tuyên dương mẹ Việt Nam lên hùng.
nó định nâng nâng đỡ lên, nâng đỡ là nâng đỡ đó để nó cân bằng. Nhưng mà đây là thế giới vật lý thôi, chứ còn anh hùng thì cũng nữ, nam là nam, nữ nữ, đừng có lo cái chuyện này. Giờ có hỏi tiếp đi. À, vì sao các đức Phật đều chỉ là nam giới, chưa bao giờ có đức Phật nào là nữ giới? Ai nói thì bà thi là chúng ta chứ có chứ sao mà nhưng mà tại người ta không có hiểu, người ta không biết. Nhưng mà nên nhớ là một vị Phật mà thành Phật phải là người nam mới được, nhưng mà sao có người nữ thành Phật được? Là vì người nam khi mới lăn lộn ra ngoài rừng ở mới thành người nam được, mà người nữ giáo là rừng ở được ta đang bị cảm không ra được. Mà khi mà một công bố quyền ký nhớ là người nữ công bố, nó đã cân bằng. Một người nam tu thành Phật, một người nữ công bố này chính mình thiền sư Lý Thảo đã đảm nhận cái chuyện này. Mà cái câu chuyện mà ngày xưa người ta công kích vấn đề cô đồng gái ở cái chùa Tịnh Diệu, tại người ta không có hiểu cái câu chuyện ngày xưa đó. Đức Phật đến Lâm Cung, Lâm Cung là người vua cung rồng mở đầu. Vua rồng mới tặng cho Đức Phật hạt minh châu, thì Đức Phật không có nhận mà giao lại cho con của Lâm Cung mới 8 tuổi thôi. Nữa con nhận cái mạc này đi, rồi nữa con nói cho ta nghe như là một đêm. Cái đó là cái chuyện gì? Có nghĩa là cái mà cái hạt minh châu là gì? Xóa đi cái bốn tấm. Vì thế mà nữa mà con phục cái người nữ mới nhận được cái tập quyền ký này, đưa Phật đưa cho người lái xe, nó phá được bốn tấm. Chính cái câu mà Lâm Cung Lâm Nữ này nó nằm ở trong cái dạng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, do người nữ đưa tập quyền ký để phá cái vô minh. Chứ đâu có phải vậy, chứ đâu phải như mấy ông thầy con rồng cái thành Phật, con rồng cái giả thành Phật là đúng. Nhưng mà nên nhớ, nếu mà thành Phật cũng đúng như vậy không, nhưng mà nó hai cái giới. Khi mà Lâm Nữ phổ biến này đó, biết biết bao nhiêu con đứng chứng về lúc nào về mấy em lâm nữ mà nhận này ra muốn về lúc nào thì về. Nó còn dạy thành Phật cũng đúng mà thành Phật cũng đúng, giới nào cũng đúng hết. Phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Đạo Phật nó có cái hệ thống rõ ràng chứ không phải mù mờ. Ai muốn tu cái gì thì nó có cái đấy, ai muốn tu thành cái gì đều hoàn toàn đạo Phật đều áp đáp ứng đầy đủ hết, không thiếu một chút nào. Chứ đừng có kêu bằng ở một bên rồi đó, tất cả các tình cá đầu cá nó không có đầy đủ cái đạo Phật. Đạo Phật rất đầy đủ, anh muốn cái gì cũng có, muốn thành thông cũng có, con cá anh là thành, anh muốn nói giỏi thì cũng có cách cho nói giỏi, anh muốn thành a la hán cũng vậy, cũng có cách gì, anh muốn thành Phật cũng được, anh muốn thành lên trời ở bởi vì đạo Phật nó đa dạng, nó hay cái hai cái chỗ này. Mà cái nào nó có công thức nào mà chứ không phải nói nó suông. Mà muốn kiểm chứng Đức Đạo Phật dẫn cho kiểm chứng lắm. Rồi còn hỏi chứ gì? Vậy về việc cầu công đức cũng như con đường giải thoát của nữ giới có khác gì nam giới hay không? Nữ nam về cái giúp người ta hiểu thì có công đức như nhau. Cái công đức với cái phước đức nó không có phân biệt nam nữ. Ví dụ giờ đi có 1 triệu đi du lịch thì nam 4 triệu, nữ 1 triệu, chứ có nam là đóng hơn là nữ đóng hơn đó. Có nghĩa là bằng nhau, không có phân biệt cái này. Còn phân biệt cái thế giới là người âm âm dương để sinh hóa, gian trần phải âm dương để sinh hóa, con gà thì phải con gà mái, gà trống, con chó cũng vậy. Tất cả gì trên kể cả cái cây nó cũng phải có kỳ định để cài, chứ không phải đâu. Nên thế giới vật lý nó không định được, tại vì người ta không hiểu cái sự thật mà đi sâu vào ta thấy từng cái cây nó vẫn có, con kiến nó vẫn có, con đực, con cái, con vi trùng nó cũng vậy. Tuy nó đơn vào vi trùng, tuy nó đơn vào nhưng nó cũng có được con cái đâu, chứ không phải đâu. Rồi con mà tiếp
Hiện tại anh câu hỏi, tôi đang đặt câu hỏi trực tiếp. Hỏi giờ nhắc cái ghế. Tôi nói tóm tắt nè, cho nó gọn lại, cho nó gọn. Con xin hỏi thầy cho nói là đời minh triết, nhưng mà con cũng hiểu mặt mà con xin thầy giảng cho con nhìn hiểu rõ hơn đời minh triết. Dạ, cô không hiểu gì trong sách ghi là đời minh triết, mà cô hiểu nó như thế nào? Cái gì? Hiểu chưa rõ lắm. Cô chưa hiểu cái trong sách viết là tới thời minh triết. Thì trong kinh 24 câu kệ của thiền sư Đức Thảo: đến đời minh triết nên xây chùa thiền. Thì giờ ai hiểu gì thì hiểu cho ta biết sao. Đến đời minh triết nên xây chùa thiền. Thì bây giờ nó ẩn vào hai chữ là ông minh triết làm chủ tịch nước. Chủ tịch nước là ông là chủ này rồi coi, thì đến đời minh triết chứ không để mình tay ngang thì đến đời mình sao biết. Cái câu này: qua thiền ở tại Linh Sơn, thầy đã nhận được quý hương ngọc vàng. Quê hương chưa được bình an thì tâm chưa được mở mang nơi này. Các con ghi nhớ lời thầy Giang Sơn nói lại nơi đây phổ thiền. Giảng dân xung hợp bình yên, dòng chảy buồn thiền phải bắt buồn xa. Đó, đây là cái lời 24 câu kệ của thiền sư Niên Thảo đã nói dặn dò cho cái đám đệ tử của bà, trong đó có tôi có cái nhiệm vụ là phải phổ biến cái này. Thì đến đời minh triết nên xây chùa thiền, khởi đầu tuy có đạo phiền, nhiều người muốn phá cái phiền mà chi, đúng không? Chùa thì tâm phá kìa, chuyên gian giúp đỡ tức thì. Tiền thầy thì chỉ sau này chẳng lo, dù cho chùa nhỏ chùa to, miễn sao ghi lại để cho mọi người. Thiền tông lợi ích mọi nơi, nhiều người ngộ đạo tươi cười thiền tông. Chánh pháp giảng tạng trong lòng, niết bàn chi diệu hiện phần ra đây. Tiền thầy thì để gốc cây, đến đời minh triết nên xây Phật đàn. Hồi đó cái này nó nói thiệt, cái trồng cây thì tôi bán 23 cái, tôi xây. Hồi đó là tôi bán cái cây ở đây là gần 800 triệu, hồi xưa 800 triệu mắc tiền. Hồi trước công thợ là có 80 ngàn, bây giờ công thợ 300. Mà nếu mà cái thời này cây bán phải mua thì giờ nó lên. Mấy ông ở bên Bình Dương nó mua dầu gỗ nó đem dùng hết. Mà không biết tại sao lúc đó nó tìm cái cây để nó mua. Thì câu này đó và nói là bà có chân cây giống như cái kiểu mà trận trình nói. Thì mình cứ nói đến đời minh triết nên xây chùa thiền. Thì minh triết là mình làm minh triết. Nhưng mà có một điều nè, khi tôi xuất bản cái quyển này ra đó, nhà xuất bản tôn giáo không cho, nó biểu để chữ thường thì nó cho, còn để chữ qua là nói minh triết không cho. Tôi nói không muốn để gì để, nghe là đừng có để, đừng có sai cái chữ thôi. Đây là cái quyền ký của thiền sư Ni Đức Sảo để là tôi ghi lại thì thôi, còn muốn qua thì chuyện không thành vấn đề. Nhưng khi tái bản lại nó cho qua, còn đầu tiên nó cho qua đó. Rồi đã là vậy, có hiểu không? Thì thắc mắc hỏi đi. Con hỏi xin câu hỏi thế này à, tất cả coi như là mình đã đầy đủ công đức là một phần, thì cái quan tên sẽ đến con thần nói công đức phước đức tạo nhân cũng thấy cái vị thần. Rồi thứ ba là công đức hết, nhưng mà phước đức với lại ác đức gì
Nhưng bây giờ mình thử hết, mình luôn thử ba lần như vậy. Nếu mà mình thử, lúc mình thử rồi mình nhận thấy là cái hoa tiêu giả của vị thần, thì lúc đó mình sẽ chấp sự trí ra sao, xin thầy chỉ đỡ cho con. Mình thử mà nó đẹp là mà thì mình đi theo cái hoa tiêu, mình thử mà nó giả thì đừng có đi theo. Nó đúng là cái ông thần hoặc là con hồn nó có giả gì giả, nhưng mà đã sau cùng đã có nói một câu như này trong cái hoa tiêu mà nó không cái gì cho con là nó giả, cái đấy căn bản của mình. Nhưng mà sở dĩ người ta nói phải nói cho hết vậy thôi, chứ nếu mà bất cứ một người nào có công đức ít không cần thì có công đức là thành Phật rồi. Chứ còn tự chỉ mà tại sao nói là công đức ít không chịu rồi làm chờ lớn, tức như đã thành Phật rồi mà có lớn kể tôi biết về bởi tôi ở đi cho an toàn đi. Còn tại mình cũng tham tham công đức cho to để làm cho Phật lớn thì nó cũng bởi vì nó đúng ra nói ra đó thì mấy người tạo công đức nhiều ta buồn, chứ sự thật đã thành Phật rồi lớn nhỏ thành như này sự về bởi tôi ở đi cho nó chắc ăn đi. Còn qua bởi lớn nhỏ giống như xe lớn thì chạy nhanh chút, xe nhỏ chạy chậm chút cũng tới. Mà tốc độ di chuyển bằng điện đường quang nó nhanh lắm chứ không phải gì đây. Thành ra tạo công đức mình cố gắng tạo được thôi nha. Ông thần ông để mà mình thả mình ra nhiều đó đủ rồi, không bởi vì tạo công đức không có cái không có gì dễ dàng hơn trong tạo công đức, mà tại sao người ta không hiểu tạo phước đức người ta chưa nhiều. Ví dụ muốn đi du lịch đó, một ngày là 1 triệu đi, mà đi 10 ngày có 10 triệu. Còn đây đi về đây có đồng nào đâu, có chút xíu được đi về được. Về nhà mà, về nhà còn chưa đi chơi là phải đủ thứ đó. Tiền di chuyển, tiền khách sạn, tiền ăn, tiền ở, thời gian. Còn về nhà có gì đâu, tin chỉ có đồ bộ chút tới rồi đó. Thành ra phải người ta không có hiểu được cái tạo công đức này. Tưởng đồng tạo công đức ta to để không đừng có làm cái chuyện này. Một cái chùa ở đây nó còn còn gần chết nữa, ai cần cái chùa lớn sao làm sao giữ nổi. Bởi cái giới vật lý đây là cái thiền tâm nó nằm ở trong cái lượng sống vật lý khó mà thoát ra được. Mà chùa thiền tâm nó chịu rồi kêu và nguyễn chuyển mà nó được mấy chục năm nay nó tạo được công bố này là rất mừng. Mà mừng nhất đó là biết cái gì không? Mừng nhất là giáo hội sư cấm cúng sao tôi rất mừng cái này. Còn cái này chùa Tân Diệu nói lâu rồi, lùi mấy năm rồi, bây giờ ủng hộ thì rất mừng. Mà tất cả những cái diễn đàn vừa rồi cũng cô ca thì được mấy ông thầy ủng hộ tôi rất mừng. Mừng nhất là mấy ông thầy ủng hộ, chứ ngày xưa khó tìm ông thầy ủng hộ nên khó lắm, chứ bây giờ mà giờ nó có thì thôi nó cũng mừng đi. Thì đây là nó kêu rồi cái thiền tâm nó đã chuyển mình. Giờ rồi có một ông tiến sĩ ấn vương, ông chuyên nghiên cứu về khoa học ở ngoài Hà Nội, ông sinh năm 1953, ông nói tại làm sao cái chùa này thời gian ngắn thì thiền tâm sẽ không còn. Tôi nói cái chuyện thế giới vật lý ông đừng hỏi tôi, sức tồn không có thì do cái người hiện giờ người ta mất quyền lợi, người ta có đồng ý cho tiếp tục này không? Thì ông muốn trường tồn thì ông nói ông tiếp, tôi chỉ bảo biết Đức Phật ông nói là cái thời gian không biết thì ông không dài được, là vì sao? Nó nằm ở trong quy luật vật lý, nó phá vật lý, người ta tôn theo vật lý, ta không chấp nhận cái này thì ta phải tìm cách ta phá. Cái đó là ông Phật nói bằng cách tự nhiên, còn thời gian không lâu quá là do mình, do cái ban quản trị điều hành. Ban quản trị ra thì tiếp tục không ra thâu thì tới giờ chó cũng phải chịu thì sao? Bây giờ cái là cái bảo vật vật lý mà trong cái đất người là bảo vật lý, tiền tài danh lợi địa vị là trên hết, không ai giải thoát. Cái này giải thoát đi ra, muốn giải thoát bởi vì muốn tu giải thoát phải học ông Trần Nhân Tâm ngay già bỏ lên núi rồi ngồi trở để là khi nghe khỉ nghe dữ nó kêu
có cái gan không, ai gan giống như mình, ở gan đỡ mẫu, gan như thái tử tất đặt ra, vợ đẹp con sinh trong hoàng cung chạy ra các bộ đề rồi, rồi đi lê chân từ nước, từ chỗ này qua chỗ kia đi kiếm ăn từ Mỹ, ai vậy? Xin lỗi mà nói, nếu mà tính là cái mà cái gương của Đức Phật và gương của Trần Nhân Tông, mình nghe mình rất cảm động, mình có thể khóc với ông luôn. Chưa có ông nào dám làm cái chuyện này. Mình con người bình thường vẫn nói đi, con người ta là vua, là thế tử mà ta đã làm được cái này. Đó, mình suy nghĩ nó khó, mình thấy bình thường thấy nó khó vậy chứ sự thật nó cực kỳ khó đối với con người bình thường. Con người đó là siêu phàm, siêu phàm siêu thánh thì mới làm được. Rồi có hỏi gì hỏi đi. Thưa thầy, nếu mà theo thiền tâm thì ba cái điểm chánh của con như vậy thì cho con sẽ bỏ cái cảnh tức là mình phải ham muốn mạnh liệt trở về Phật giới. Thứ nhì là phải tạo công đức trong sáng dù ít dù nhiều. Điểm thứ ba là phải học hỏi công thức rành rõ, hiểu cho tường tận pháp thì mình biết cái công thức đó mình phải trở về Phật giới được. Con xin hết, tôi thấy cũng như vậy ạ. Cái trở về Phật giới thì nó có công thức của nó, đâu cũng vậy thôi. Từ giảng sanh hay là thần hay là người giàu sang, ai cũng phải có cái công thức. Vì thế mà Đức Phật gọi là gì? Đạo Phật rồi là dạy công thức. Đạo Phật không có nói về đạo mà dạy công thức. Có nghĩa là bây giờ cái công đức của mình đó, thì giống như cái khối điện đi. Cái khối điện mà nó đang là ở 200 vôn, đâu có dám rời nó đâu. Mà nếu mà có cái gì nó bao lại thì mình rờ bình thường. Thì ông thần quản lý này cũng nằm ở trong quy luật này. Có nghĩa là nó cường lực mạnh cỡ nào, nhưng mà có cái bôi đen rồi thì ông được quyền cầm mình. Không có nghe. Mà nên nhớ rằng công đức sáng thì nó mới đi xuyên qua được cái thế giới vật lý này. Còn nếu mà công đức không sáng không đi được, không Phật cũng không biết được hơn nhận. Phải sáng ra mới nhận được. Vì thế mà mình tạo nhiều không có đen cứ để đó đi. Có một sáng là Phật là có tiêu dẫn đi. Giống như ông sẽ lãnh pháp á, ông có thật nhiều nhưng mà ông không biết về sao. Ông về trung tâm nhận hành ngồi tự động nó mở ra. Thì ông về bởi ông thành Phật lớn. Còn cái gì mà mình tạo một cách bình thường không? Bởi vì hiện giờ nhiều thấy có nhiều người tạo nhiệt tình quá thì, nhưng mà nó nguy hiểm. Tạo công đức mà nhiệt tình quá cũng rất nguy hiểm chỗ này. Mình phải hiểu thế giới này, cái người mà xung quanh mình có ưa, mình nhiệt tình quá, sự người xung quanh có ưa, đó là nói về con người thực tế. Rồi cái địa phương đó người ta là cái gì, những cái người phúc bóng ở đó là ai, ta thờ cúng tối ngày mình đưa vô nó chịu không, mình đi ra thì nó kiếm chịu, nó xô mình, hoặc là nó che mắt mình cái mình chạy xem rụng liền là ai. Khẩu nhất là cái này, có nghĩa là mình thiền tập thiền tâm đi không biết mình đi, tu không biết mình tu, có người tu thiền tâm, tu tâm ra ngoài đường nó khoe này khoe kia học được. Nhưng khi nào có cần thì mình mới nói cho mình biết thôi, còn cần không là tin ra ngoài là tin. Đó, phải thiền tâm nó phải vậy. Bởi vì cầu công đức mà cho sáng ít cũng được, gọi là ít. Nó có hai cái trường hợp là ít. Điện là không có bọc cơ su thì ông thần không nắm mình để cho mình đi về. Thứ hai nó có phát ra một cái dương lực vô quan thì ông Phật mới thấy đường tới dẫn mình đi. Chứ nếu mà mình đấu thù thì mình biết đâu, mình làm sao mình chính mình thấu, mình cũng không thấy được cái bóng của ông nữa, không thấy được cái hoa tiêu. Nếu còn đứng một đèn chính cái đồ mặt đất mình không thấy được quan điểm. Phải hiểu nguyên tắc này để về một cơ sở đúng cái bài bản đó.
Vì thế mà cái chuyện này mấy ngàn năm ông Phật cũng len lỏi thôi, truyền cho ông thế. Bây giờ mình biết được thì nói ra cho biết, nhưng mà cái chỉ số nó không có lớn, nó chỉ có 5% thôi. Thì bây giờ mình hiểu được thì rất mừng, chứ nếu mà khi mà cái này nó qua rồi đó thì rồi không thua luôn. Rồi họ chứ mà nếu mà trường hợp mà chùa Thiền Tông chưa công bố đề ra thì hỏi chứ ai biết, ai biết cái đầu giải thoát. Ông nào cũng nói giải thoát vậy thôi, giải gì tu đã đợi được 80 tuổi nằm một đống có giải cái gì, nó không thấy rõ ràng vậy. Rồi bây giờ mình mới hiểu, nó rất may mắn cho những người hiểu được cái này. Chứ nói đúng là sự thật á, hầu kia tôi bắt đầu tôi phổ biến này tôi không sợ. 2012 là khi mà tôi lễ lập thành cái Thầy Tông hiện tại, tôi cũng bị cú rất sức rất mạnh mà tôi không cầm hỏi nói thì sợ đem sợ. Tôi nói là cái bữa đó đó, tại sao ban bể của tôi là 6 người đứng ra mà có người trốn, là cái ngày đó tôi phải chết. Ngày đó cũng ngoài là có gì tôi bắt thế, không có gì tôi chết luôn cái bài đó. Bởi đó tôi không kiếm được người, thành ra nhờ gì nó đọc tình cũng cảm ơn đó. Bữa đó có gì với tôi bỏ mà cái bài rất quan trọng mà tôi nói à, thì tự nhiên là biết nó ra là nó cực kỳ khó nhưng mà dễ đâu. Thế giới vật lý này không có chấp nhận cái này. Ông Phật nói ra nó cũng chửi lắm. Thì ông Trần Nhẫn Tâm ở Hà Nội đâu dám nói đâu, trèo lên tới núi ai có lên Yên Tử biết. Bây giờ đi cáp treo nó còn dễ, ngày xưa đổ bộ nổi lên đây mình ở đây lậu nó xin lậu nó gấp rửa cái núi Bà Đen mà gấp rửa núi Bà Đen mình leo tới để là thở thở không hơi tan nổi đấy. Nó mà tại sao ông là vua mà tại sao dám nói, vua cũng nói gì cũng nói gì là không dám. Thì bây giờ tôi là cái gì, bà Thảo bà một giờ bà chạy trốn trước chào lại cho tôi, mà tôi phải âm thầm giấu kín đây bao nhiêu năm. 50 năm sau bắt đầu mò nói chuyện ra. Tôi nói á, khi mà cái tập quyền ký mà chùa nó hiểu có rồi, rất nhiều người đến đây, tôi biết đi bằng con đường nào tôi biết, nhưng mà rất nhiều người đến tiếp cận được đây thế này. Nhưng đặc biệt là cái Nguyễn Giáo Lý tôi giữ riêng, tôi không để chùa, thành ra không tiếp cận được. Vì thế mà bây giờ tôi nói là có nhiều người nói là cái quyền ký mà của ông Dân á, họ biết 60 năm, có người giờ đang 40 năm. Mà trong anh em này nhiều người biết người đó là nó để ở quả hội. Thì tôi rất cảm ơn, họ biết thế tôi cảm ơn. Nó vậy, mà xin lỗi tôi viết ra ăn cắp, mà tôi đã thiệt thế này. Ngày đầu mới viết ra quyển số 1 rồi, tôi bắt đầu chuyển qua số 2, có một ông thầy. Ông lấy nguyên số 1 của tôi đem về nhà xuất bản, xin xuất bản. Nhà xuất bản nó biết. Ông đổi tên rồi, ông đến danh hiệu để tên. Ý cha, không có trật chữ nào đó. Thì nhà xuất bản nói thầm giờ cho xuất bản, cho thầy xuất bản, viết điều kiện thầy làm cho viên một cái cam kết. Nếu có người nào có thầy đạo văn người ta đó thì ta chuyển ra tòa. Thầy với người đó ra rồi giải quyết tù giải quyết nào. Nhà xuất bản không có tham gia vào cái này, đưa tài giấy cam kết đứng dậy đi về. Em mới ra nó đầu năm như vậy, bởi vì ta tưởng đâu là nó bình thường, nhưng mà xin lỗi ông có copy cái quyển số 1 với số 2 số 3 ông làm sao biết. Rồi bây giờ tôi cho hết luôn 12 quyển đó, còn 40% chồng đi. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi đề nghị ông tranh luận tôi với cái này. Cái chuyện mà tôi chưa nói ra là sợ quên. Thì biết ai chuyện đã giải đi. Bởi vì mình tu rồi mà mình cũng không chịu tu. Vô đã vô đạo rồi còn mất một đêm cứ thiện cấp rồi thành ra nó khổ rồi. Cái người bình thường thì cũng nói đi, mà cái người tu là mà làm cái chuyện đó thì bọn nó còn sao được. Vì thế ở phần đó là thế gian, thế giới gian, cái gian mình sợ ra. Cái gì vậy? Mà bây giờ xuất cái này
tôi bán, tôi có mục đích của tôi bán để tôi dư tiền tôi xây dựng cái chùa, chứ mà tôi lấy tiền để tôi ăn, tôi đâu có dám, mà tôi đâu có đủ đâu, tôi làm gì tôi phải bỏ nữa. Đó, mình thấy động cái chuyện nhiều đó, mình thấy chuyện cái khó cho cái chuyện. Rồi bây giờ bao nhiêu người hùng nữa, tới cái chùa tôi nói thiệt đó là kiểm tra 3 lần. Mà tôi mày nói kiểm tra 3 lần để kiểm tra này, tức là có phạm pháp gì thì tôi bắt, đâu có sao đâu. Cái mà mình á, mình phổ biến là phổ biến bằng thực tế, chứ không phải tôi nói, chứ phải tôi đi lợi dụng cái chùa tôi 4 sao thì đi kiểm tra thì đúng đúng dễ hết, không có gì, không có bất kỳ nhà luôn á. Khi mà tôi không muốn mình nghĩ là cái chùa chưa có, không có bất kỳ nhà hồi trước là gì không, mình chưa có nói ra thì ai muốn tốt muốn làm gì làm, khi tôi nói ra rồi mấy cái người kia họ tự nhiên họ tới, nó vậy thôi. Chứ tôi đâu có cấm đi và cứ mở cửa hàng cũng đúng nha. Nhưng mà tôi bữa hôm tôi nói thiệt, cái đường này hiệp nó mua ra mười mấy triệu, tôi nói nó đời là con tạo con cái đồng tham của người ta, cái này chú mất không biết bao nhiêu, nó tin này nên là mất mẹ. Thì nó hỏi sao chứ giờ sao, và chú ta nói thì ta giác ngộ rồi đó con, nó thấy ngộ nó giác rồi thì chúc mừng ta. Thế không có vậy đâu, giác ngộ người đó giác ngộ thì thấy ngộ nó giác nó chạy mất rồi. Hỏi vậy chứ tôi là một phật tử ở phía Bắc, kính xin vị trụ giải đáp nhất. Hiền gia luận sư Lê Quang Vinh có đăng đàn giảng pháp và giải đáp tại một đạo tràng Thiền Tâm Thất ở Hà Nội, được tổ chức bởi Hiền gia Thị Ân. Vậy tôi có một số thắc mắc như sau. Một là Thiền Tông gia mặc áo tràng gây phái Thiền Tông có được phép đăng đàn giảng pháp giải đáp tại một đạo tràng hay không? Nó đúng là một Hiền gia thì được quyền, nhưng mà nên nhớ là biết thì là không biết thì coi chừng, giống như biết chạy xe thì là lên xe chạy, không biết được lên. Ai cũng làm à, bây giờ nói là anh muốn nói gì nói, nhưng mà nên nhớ trên cái đất này là nó rất nhân quả, anh phải chú ý chỗ này. Chạy xe một mình thì được, mà chạy xe có nhiều chiếc đó thì coi chừng mình chạy sai rồi nó đụng mình đáp mình chịu. Cái này là thì tôi cũng nói cho lực sư Lê Quang Vinh, thì thế này khi mà chùa Thiền Tông bị giáo hội cấm thì ông có lên trên cái mạng ông minh dịch, thì ông vô tôi và ông năn nỉ tôi để mà không cho, tôi thấy có cái công đó là tôi không, mà giờ thì nó phản thế không ra chịu chứ sao giờ. Nên nhớ tất cả đi chơi cái chuyện đâu đừng có vi phạm bất cứ gì, coi chừng nói cho biết vậy thôi, chứ còn ai muốn nói gì nói. Thiền Tông chửi còn được chứ đừng có đồ nói để làm gì. Bây giờ tại làm sao bây giờ đa số người tôn Thiền Tông mà chứng thánh rất nhiều, Thiền Tông chứng thánh hiện giờ Thiền Tông chứng thánh rất nhiều, chứ nóng trời là trên Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống thực đủ thứ. Thiền Tông á, Thiền Tông là chứng thánh, người ngoài chứng thánh thì cũng nói Thiền Tông chứng thánh luôn. Rồi đây ai biết thánh là cái gì thì tự hiểu, tôi thấy chứng thánh là tôi nói chứng thánh đó. Còn cái phần Lê Quang Vinh thì không, thì cái chuyện bây giờ chùa có một phần là cấp thôi, còn cái chuyện mà nói trật nó cũng chuyện do những người xung quanh người ta đánh giá. Mình là một trí thức không thể làm vậy được. Trí thức trước khi vào cái này bảo tôi bảo là vô bằng trí tuệ, chứ đừng đi vô mù mờ. Mình đi vô mù mờ thì không tốt, mà nên nhớ rằng cái nhân quả bên ngoài nó rất đơn giản, còn nhân quả thì tâm nó nặng lắm. Tôi chỉ nói vậy thôi. Rồi không ai biết đi. Thiền gia Quang Vinh có giảng như sau: vấn đề của thiền tâm nói thật sự môi mép
Vấn đề là mọi người có đạt được thanh tịnh không? Người tu theo thiền tông muốn thật sự thanh tịnh phải đạt được thân thanh tịnh, nghiệp thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Thiền gia Quan Nhân giảng như vậy thì có đúng hay không? Có nghĩa là chưa có đọc hết sách. Có nghĩa là chắc có lẽ đọc cuốn quyển hay quyển thôi, hoặc là có đọc và đọc khó qua không hiểu cái cốt truyện nữa. Cái này đúng lúc tôi đã làm. Bây giờ tất cả những người mà hiểu về thiền tông thì tự đánh giá. Luật sư Huynh nói đúng là sai từ mình đi, chứ tôi không phải được. Bây giờ nếu mà tôi nói sai cũng không được. Nó đúng là nếu nói sai là tôi có cái ngã chấp nhắc là tôi qua. Tôi chỉ nói ra như vậy rồi ai muốn hiểu gì thì hiểu, hoàn toàn trật trúng tôi không sửa. Thắc mắc hỏi gì tôi nói cho nghe. Nhưng mà nếu Lê Quang Vinh hỏi trực tiếp tôi nói, còn người khác hỏi tôi không nói. Lê Quang Vinh mà đến đây hỏi tôi sẽ nói, tôi chỉ cái chỗ sai tôi đúng đó, còn người khác hỏi tôi không nói. Tại vì nếu mà tôi hỏi là không được thì tâm không có thể mà nói xấu người khác được, nói người khác đúng người sai được. Thì tâm tuyệt đối không có sai cái này. Vì thế mà ông Nhật Từ ai cũng chửi chứ tôi không thể đáp chửi. Tôi khen ông thôi chứ tôi đáp chửi. Đó rõ ràng đấy. Với con Kiều nói cười cười nói nặng nói nhẹ tôi hoàn toàn không nói. Ông hỏi tôi nói đúng rồi, tôi không tu một chữ, tôi là người không tu, nói ba sạc ba đáp là đúng rồi, tôi đồng ý, để tôi có sao. Thì chứ tôi đâu có cãi lời, nếu mà tôi cãi lời thì bởi vì cái ông Phật nói là cái thiền tông này ra đời thì phải chịu cái công kích của người ta, không được quyền nói lại. Tôi đã hứa với thiền sư Đinh Đức Thảo rồi, nó nói gì nó cũng cười thì mới được, chứ người ta nói một mình trả lời mười thôi chết rồi. Rồi nó hỏi tiếp đi. Mà có giảng rằng là muốn cho nghiệp thanh tịnh thì phải trì giới, mà nếu không làm được thì trong cái Đức Phật có dạy là trong cái lấy cát mà để nấu cái thành cơm. Vậy thì cha giảng như vậy có đúng không? Thiền tông không có trì giới, thiền định nhẫn nhục diệt trần trơn á. Thanh ra thiền tông không có tu mà trì giới cái gì? Mà thiền tông có biểu tình chỉ hiểu, học cho hiểu, tập công đức về, biết con đường về thôi, đơn giản thôi. Thiền tông không có trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định cái gì hết, dẹp hết thế gian này, tiêu diệt cái gì dẹp hết mới gọi là thiền tông. Có nghĩa là ngày xưa mình không hiểu cái tánh mình có cái tánh Phật, bây giờ mình hiểu mình có tánh Phật rồi, mình muốn mang đi về thì mình trở về thôi, tìm cách về, ta chỉ công thức về rồi. Bởi vì đạo Phật gọi là đạo công thức, phải hiểu thế này nè. Đầu tiên vị thần gọi là lập đạo, đạo thần. Vị thứ hai lập đạo là một con người toàn năng toàn giác dạy công thức. Mà vị thứ ba lập đạo là cái gì? Dạy hiển linh, linh thiêng. Ba thời kỳ này, ba thời kỳ lập đạo cũng khác. Không đạo chứ mà đạo, nếu mà đầu tiên gọi là đạo, còn ông Thích Ca dạy đạo không phải là đạo mà ông dạy công thức. Còn cái người thứ ba gọi là dạy đạo, mang mọi dạy tôn giáo thành một tôn giáo. Người thứ ba dạy thành là một tôn giáo. Người thứ hai gọi là dạy công thức. Người thứ nhất gọi là đạo. Nó phải hiểu cái thế giới này là vậy. Ông Thích Ca không phải ông không hiểu đâu, ông hiểu ông mới sắp đặt được cái chuyện này đó. Thì vì thế mà nếu mà nói về đạo Phật là một tôn giáo hoàn toàn sai, mà một đạo cũng sai. Thích Ca còn năng còn giảng dạy công thức, nhưng mà tới giờ nó quy tụ lại nó gọi là đạo, chứ sự thật nó là dạy công thức. Tôn giáo thì các vị thần là tôn giáo. Tôn giáo là phải có ba yếu tố mới thành lập tôn giáo được. Một là đứng trên gọi là thượng đế, còn hoàng mà đứng trên tôn, đứng bề trên thì đó là làm cho đấng được cái tôn sùng. Còn cái người thừa hành
rồi cái người ăn theo cũng có thành lập tôn giáo. Nó tiền đạo Phật nó chỉ là nói cho đúng đạo Phật chỉ là cái đạo dạy công thức. Anh muốn luân hồi đi còn dạy đi giảng sanh ở đâu thì có công thức, muốn thành thần thành thánh thành cái gì nó cũng có thức, thành Phật nó cũng có công thức của nó chứ không phải là không. Vì thế mà Phật nó ra đạo Phật tinh hoa nhân loại là dám nói cho được cái công thức và phơi bày lên được trong cái vũ trụ này, trong trái đất này hữu hình vô hình, dần nhỏ lớn như nguyên tử mà Đức Phật gọi là vi trần. Chưa có cái đạo nào gọi là vi trần mà chỉ biết vì đạo Phật vi trần. Mà bây giờ khoa học nó chứng minh cái vi trần đó là gì, là nó gọi là nguyên tử. Nó khoa học đi theo có nghĩa là nguyên tử mới phát hiện ra là nhiều 7, 8, 10 năm thôi. Chứ nguyên tử xuất hiện cho 80 năm mà ông Phật đã nói trước là 2000 năm trước. Ông đã nói chứ nguyên tử mà ông nói với dạng vi trần. Vi là nhỏ nhất, cái tầng nhỏ xíu à. Thì thôi bây giờ ta tu cho đạo Phật là mình phổ biến ra, nhưng mà để nhớ rằng tất cả những người tu cho Phật không phải ai tu vô đây mà tu mà vì giác ngộ giải thoát hết. Vô đây một số người để tìm cái gì, một số người để mục đích gì nó riêng. Thành ra bây giờ muốn làm cái gì làm, nhưng mà vô tiền trong cái nhiều có nhiều vụ phổ biến ra là cứ phổ biến thôi, ai hỏi gì trả lời đó. Nhưng mà có một điều là đụng chạm người khác tôi không trả lời, mà tôi tất cả đụng chạm tôi mà ai ở ngoài đụng chạm luôn về đụng chạm tôi hoàn toàn không có đụng chạm. Ví dụ ai nói gì đó hoàn toàn tôi cũng khen thôi, thế tôi không chê ai. Rồi câu hỏi đi. Và thiền gia có giải thích là người tu phải ly gia cắt ái kinh thân, dứt trừ bản ngã đảnh thần độ sanh, nghĩa là phải độ được chúng sanh thì mới có thành tựu, còn chưa độ được thì không thể thành tựu được. Cái câu này nó nằm ở trong cái chùa nói thôi, chứ cái này đó là cái này gọi là một thánh tăng mới làm cái câu này, chứ Phật Vô Tăng không làm này, mà Thiền Tông cũng không làm cái này. Thánh Tăng nên nhớ là chư Thánh Tăng công dày vô hạn độ chúng sanh bao quản vào trần, phải độ được người ta. Mà có một Thánh Tăng nào độ đâu, một Thánh Tăng độ tiền thôi chứ không độ vậy thôi. Nó, cái này là tiêu chuẩn của một vị Thánh Tăng. Thánh Tăng phải ly gia cái sinh thân, dứt trừ bổn ngã lãnh thần độ sanh, Thánh Tăng phải làm này. Vì thế mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương cúng dường 100 phàm phu tăng không bằng cúng dường một vị Thánh Tăng, là cái chỗ này. Cúng dường 1000 vị Thánh Tăng không bằng cúng dường một vị A-la-hán. A-la-hán là chứng được thanh tịnh đó. Cũng được 1000 ông A-la-hán không bằng cúng dường một Bích Chi Phật. Bích Chi Phật là một người tu đạt được một trong 6 phần gọi là đắc giác, giác ngộ một phần gọi là đắc giác Bích Chi Phật. Mà cúng dường 1 triệu Đức Phật không bằng cúng dường một đạo nhân vô tôn vô chứng, thì nên tìm cái ông đạo này. Mình cúng cái này mới xin cái sướng đó. Cúng ông này có đồng bài không có cúng nhiều mà lớn hơn 1 triệu Phật. Có nhiều khi cúng cũng này không có đồng nào mà vẫn có bằng sao đi xin quyển sách đưa cho ông coi, đưa xin cái máy cho ông coi, nó đâu tốn mà nó truyền tâm rất hay. Cái hay là rồi là không, ngày mình đi tạo phước đức á phải có tiền nhiều mới tạo được, còn tạo công đức không cần tiền, cần công thôi, cần công thôi. Mình phải hiểu cái này. Rồi con là thế gì? Dạng là Phật tánh thì không sanh không diệt, nó không có thọ tưởng hành thức vân vân, nhưng cũng không lìa thọ tưởng hành thức. Vậy thì gia giảng như vậy có đúng hay không? Này nó sai, sai hoàn toàn. Có nghĩa là cái thân mình là cái gì mình hiểu, mình hiểu trên cái đất này. Tánh Phật
ham kiếm một kim thân Phật mới vô mượn cái thân người. Thân người đâu có đâu, linh gia nó mạng nó tốt rồi, rồi hiện tượng âm dương nó quay nó trở thành cái tánh. Con người là công cụ của tánh Phật, mà tánh Phật vô đây nó bị quên, vô tử cung mẹ quên và bị cái quy luật nhân quả nó quên, cái nghiệp nó quên, rồi tánh người nó quên. Thành ra cái sự sống của tánh Phật là làm việc công cụ cho cái tánh người, mà tánh người đã có rồi, không có đâu mà phải có thì phải tưởng tánh người sự tưởng nó có, tại nó quy tụ lại thì nó tạo thành tánh người, tánh người nó phát ra cái tưởng. Tánh tưởng tánh Phật phải làm theo, chết là chết cái chỗ này. Bây giờ học thiền tông ra đời học cho biết để được gì, để được thực thi cho đúng, không cho tu thì không cho tu đó, mình phải hiểu nguyên tắc này. Chứ ở trong này có làm gì ta, có nghĩa là bây giờ tánh Phật thì học cho hiểu nghĩa thông rồi xong rồi, rồi làm đúng. Bây giờ mình có thân mình phải để làm sao có tiền nuôi cái thân này, chứ không thể không đi lừa gạt đâu. Mà nên nhớ cái thế gian này tiền của mình tạo ra mà còn bị nhân quả, chứ đừng có nói tiền, đừng có nói tiền của người ta đưa cho mình mà khỏi nhân quả. Nên nhớ một việc, thế giới dần thế giới này nhân quả đúng không, anh làm cái gì? Bởi vì trong kinh Địa Tạng Đức Phật có nói chỉ một máy động là đã bị nhân quả, một cử chỉ nhỏ là bị nhân quả. Thì làm sao thoát ra cái quy luật này? Mình đạo Phật rồi phải hiểu cái này. Đạo Phật thì tông là chỉ tồn cùng tất cả tương vật hữu hình và vô hình mới gọi là đạo Phật thì tông. Bởi vì nãy tôi nói đạo Phật thì tông là cái năng chỉ công thức và quy luật, chứ không phải đạo Phật thì tông là tôn giáo hay là có đạo gì rồi. Đây là một cái công thức và cái quy luật của nó. Còn đạo thì là đạo thần, còn tôn giáo là đạo thánh. Đạo thánh mới được xếp vào tôn giáo theo tâm nghĩa của đạo Phật. Đạo thánh mới xếp vào tôn giáo, còn Phật hoàn toàn không phải là tôn giáo. Đạo thần cũng không gọi là tôn giáo, mà duy nhất về cái vấn đề tôn giáo xếp vào đạo thánh nó có. Nếu mà nói về cái văn học nói cho đúng thì chỉ có đạo thánh mới là tôn giáo. Còn đạo Phật chỉ là một cái đoàn thể tạo công dạy công thức thôi. Rồi con hỏi tiếp, tập kinh Thủ Lâm Nghiêm là để luyện tâm, nghĩa là hàng ngày tập sống bằng cái chi chứ không phải sống bằng cái thức. Vậy thiền gia Hoa Nghiêm giảng như vậy là đúng hay sai? Kinh Thủ Lâm Nghiêm nó thuộc về kinh Đại Thừa, nó thuộc về kinh Phật lý. Nếu mà tại làm sao Đức Phật nói trong 49 năm Như Lai không nói ra cái này? Trong vật lý ông nói, nhưng mà phi vật lý ông hoàn toàn phủ nhận hết, ông nói. Lực sư Lê Hồng Minh này hiểu là chỉ là nghiên cứu về kinh vật lý thôi, không hiểu được cái quy luật, không hiểu được cái quy luật vật lý của đây này. Muốn tìm hiểu đạo Phật phải tìm hiểu cái quy luật vật lý hữu hình và vô hình và công thức từ Phật. Trong tiểu thừa nó có 37 pháp quán, có 37 cái công thức của nó riêng, chứ không phải đâu. Đại thừa quyển kinh nào nó cũng chỉ vào một khía cạnh của cái công thức này, nhưng mà nó chỉ trong một ý là nó khó phát hiện ra đâu. Nói mà cái con rồng cái mà giờ người nào cũng chạy lộn á, mà giờ chùa Tân Diệu nói ra thì mới hiểu con rồng cái nó là vậy. Con rồng cái nó bằng sự thật chứ không phải là phải. Nhưng mà khi mà con rồng nữ này nhận được là sao? Hết đời rồng sẽ đặt cái người này, cái con rồng nữ để trở thành con người ở đất rồng tiếp nhận cái này. Vì thế mà bà đã có cái hạt linh châu sẵn rồi. Vì thế mà người ta mới đưa cho bà, ta mới đi tìm, ta mới hiểu cái ông kia mới tìm. Không biết ai đưa thì không biết, nhưng mà cái người đó mới đưa được cái quyển giáo lý và cái quyền ký cho bà đồng tử này, bà đất rồng này. Chứ sao mà ta nước Việt Nam thì bao nhiêu người nữ mà tại sao không đưa, mà sao đi tìm cái bà này đưa? Đó là cái nhiệm vụ vậy. Còn cái tất cả những
vì mà lấy trong kinh để dạy ra hoàn toàn tu tưởng thôi. Được sư Lê Văn Minh không hiểu cái này, đừng có đem cái kinh vật lý trường lên để bàn tới cái chuyện giác ngộ giải thoát, hoàn toàn không có bàn được, mà phải bàn trong chân lý. Tất cả trong kinh mà nếu muốn bàn thì phải bàn chân lý, kinh vật lý phải bàn là chân lý, chân là chân thật, cái lý luận chân thật của vật lý, chứ không phải nó. Bởi vì cái văn học Việt Nam phải phân định cho rõ ràng, nói những chữ gì nó mới ra chữ đấy, chứ mình không phải mình thấy đọc hai cái kinh rồi mình tưởng ra mình nói. Chính tất cả kinh Thủ Lăng Nghiêm đạo của tôi đã chỉnh một lần, chính cái câu mà không luôn tập giữ thế gian, cái câu này cái người dịch đã sai sẽ hoàn toàn đó. Tôi nói rồi, cái trong cái quyển nào tôi để nhớ là điện âm cầm giữ thế gian, điện dương buông quản thế gian, trường tồn. Đây là tôi đã nói rồi, không phải là không lưng cầm giữ thì không lưng là để cho sự sống con người thôi, cái gió đó thôi, nó là để cuộc sống con người thôi. Khoa học nó không biết tại làm sao cái đất này có không khí gió mà vừa rồi nó biết mà nó mới có nghĩa là cái đất nó quay cái tốc độ cả ngàn cây số một giờ đó. Mà cái đất to thì cái ngàn cây số giờ nó mới phát ra vài chục vài cây số không khí di chuyển không. Nó còn chưa có hiểu, bây giờ nó nói về khoa học nó mới biết, nó bắt được cái này, nó xác nhận là chùa tôi chịu rồi. Mở con mắt về tốc độ trường không khí mà vừa tôi đồng nó đã nói rồi, nó là tại là cho có bảo hồi xưa nó không hiểu, bây giờ nó hiểu. Mà bây giờ điện tử chung thì nó mới phát hiện ra cách chưa tới 120 năm nay, điện tử nó phát hiện được. Khi nó phát hiện ra được một lý rồi thì nó mới hiểu được cái điện tử như đó, khoa học nó chứng minh rồi. Giờ con hỏi tiếp đi. Đầu tiên thì pháp sách Thiền Tông đó là tu tập, và sau thì là không tu gì cả. Nhưng các vị đừng quên rằng pháp môn Thiền Tông có câu tu theo pháp môn Thiền Tông tốt để thành Phật. Chữ tu là nằm đầu tiên rồi, thành ra là phải tu. Thiền gia giảng như vậy là cái câu này là nói cho thế giới vật lý đã nói tu thì phải nói tu để ta nhào vô, phải tu sao đói ăn mệt ngủ mà tu cái gì. Thì tu vậy đó, đói ăn mệt hết tiền phải đi làm, tu là tu của nó đó. Bây giờ mình không nói chữ tu ai biết. Bây giờ tu người ta tưởng là tu là nếu tiếng Việt Nam mình tu gọi là sửa họ sửa gì cái thân tôi á, nếu mà nó bệnh thì vô bác sĩ không sửa chứ tu sao cho hết bệnh, thấy không? Hoặc là cái giò tôi nó què vô bác sĩ cạo cái nó què tu được đó. Còn vô trong đạo Phật tu thì được, tu để về nước lên thiên đàng được, nó có công thức tu về giảng sanh được, có công thức hết. Tu làm thần, tu làm giảng sư, tu làm kỹ sư, tu làm thần ý thì mình phải có tu. Thiền Tông cũng nói tu, nhưng mà ta dạy có chữ là buông tu gì mình chẳng dính đâu chứ buông tu gì. Nhưng phải nói cái tu để cho ta biết là cái này là cái đạo, chứ mình không nói tu mình sợ ai biết. Vì thế mà ông Phật khi ông dạy xong rồi ông nói 49 năm Như Lai có dạy chữ nào là nhớ chỗ này. Muốn về với tìm công thức mà học chứ không có tu. Muốn đi đâu thì tìm công thức mà học, không có tu. Bây giờ nó lên nước Cực Lạc là tu cái gì? Ông nói động tưởng rồi đi ngồi đây niệm A Di Đà Phật rồi lên còn lâu rồi. Bây giờ muốn xuống Sài Gòn thì tôi Sài Gòn tôi đích ra muốn đi Mỹ chơi á. Cứ ngồi đó lợi lại với ông đi. Cứ thấy ông giám đốc hoặc là ai, cứ ngồi lại đi. Ông chửi, làm gì khùng ở đây kia lại hoài. Muốn đi, đậu, nạp tiền đó, tôi dẫn đi. Nhưng mình muốn lên nước Cực Lạc thì giờ có công đức, có phúc đức thì lại đây. Ông thần dịp đạt quang đi. Chứ lại ngồi lại hoài, thần đâu có được. Ông Phật nếu mà mình ngồi mà lại ổng mà để ổng cho lên nước Cực Lạc, ổng là gì? Ổng dạy chứ sao không đúng.
có nghĩa là muốn hưởng phước con phải có phước, con thành thực thi nhân quả quăng anh đi, con nói không có đập phước mà được lần chứ nếu ít quá thì cũng đi Tây Phương được, đi có khúc đường xuống Tây Tạng mà chứ đâu lên Tây Phương đâu, còn nếu ít quá thì cũng còn tới Tây Ninh thôi. Ừ, có mấy chục ngàn, giờ đây cũng đi Tây Ninh mấy chục ngàn, 600 ngàn tiền xe tới phước mình 600 vạn, còn Tây Phương cực lạc xa lắm mới được 1 tỷ mà chưa đi, chưa chắc đi tới. Giờ mình hỏi tiếp đi. Tôi và một số người dự đạo tràng này thấy quan mang và mâu thuẫn với những gì tôi đã đọc trong sách Thiền Tông. Vậy tôi xin hỏi thêm, Thiền Tông gia luật sư Lê Quang Vinh giảng như vậy thì có xứng đáng với một Thiền Tông gia hay không? Nên Thiền gia là xứng đáng thì ông xứng, nhưng mà nó trúng nó trật thôi chứ sao. Có nghĩa là anh phải làm anh bác sĩ làm giỏi đâu, anh tiếp tục chết người như thường. thì Thiền gia anh giảng cũng sai là chuyện bình thường, đâu có gì đâu. Nhưng mà ông giảng này là rất đúng với vật lý chứ không phải giải thoát không có. Ông đi bắt chữ từ tu theo Thiền Tông cố thành Phật, ông không có hiểu, chưa có đi học. Thì đúng rồi, tu thì vô chùa Thiền Tông là phải tu, nhưng mà tu cái gì? Tu nhất tự thiền, hay là kia, ở đây tu nhất tự thiền. Rồi còn chỗ tu theo Trần Nhân Tông, tu gì? Đói ăn mệt ngủ thì cũng tu. Thì có nghĩa là tu, nhưng mà cái cách tu mỗi người cũng khác, tu vật lý nó khác mà tu giải thoát nó khác. Nên cũng tu có nghĩa là thực hiện là tu á. Thì nó đúng ra mình không trách là gì, có nhiều cái năng, cái khả năng ta dạy thì ta giải thích vậy, chứ đừng sao trách ta được. Giống như nếu mà mình trách thì nói bác sĩ là phải ngang nhau cũng được. Tại sao bác sĩ có chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 rồi tiếp bác sĩ thường, rồi bác sĩ, rồi cử nhân bác sĩ, rồi thạc sĩ bác sĩ, rồi tiến sĩ bác sĩ, nó có từng đẳng cấp của nó chứ đâu phải đâu. Thì Thiền Tông này cũng vậy, nó có từng bậc của nó, tùy theo trình độ của người mình phải hiểu. Cái nguyên tắc thế giới này tất cả gì nó cũng được có cái phẩm cấp hết. Thật Thiền Tông nó có phẩm cấp, tu vật lý có phẩm cấp, chứ không có cái gì. Rồi con hỏi tiếp. Và như vậy về phía chùa Thiền Tông Tân Diệu có nên thu bằng phong Thiền Tông gia và lại hay không? Làm gì có quyền phát rồi, giống như anh thi đậu lái xe rồi tôi phát rồi, rồi là tự nhiên tao có chuyện rồi thâu tập sao được. Chùa Tân Diệu có nghĩa là đã nói trước rồi, 100 người 5 người đậu thôi, còn nhiều lần mới kia giả hết. Bây giờ nếu mà nói thâu quá thì tại sao mà mấy cái ông mà thiền gia chứng thành phải thờ hồn mấy ông đó trước đó, nhưng mà thôi mình vô Thiền Tông mà được thánh là mừng rồi, sao cho đi luôn thôi, cái gì mình phải giới thiệu luôn. Thiền Tông xưng thánh mà trong kinh đó là nếu kẻ nào xưng thánh là kẻ đó tà đạo thật vô cùng tà, có nghĩa là phát ra rồi không thu lại, trừ trường hợp ta đem tới trả lại thì mới lưu vô bảo tàng. Lưu vô cái bảo tàng để kỷ niệm, ghi cái gì ông này được bây giờ ông trả lại. Thì bây giờ là tất cả những người nếu mà tu cho đầu Phật Thiền Tông mà không trả lại thì tôi cấp hơn là tôi ghi nhận là bây giờ đã tu cái gì phải nói cho tôi biết, đã ghi Thiền gia này bây giờ nó chuyển qua tu trình độ qua tu một chút gì đó, hay là tôi khi mình nói rõ ràng tất cả thì cũng chúc mừng cho người ta, chứ hoàn toàn mình không có tư cách thì mình thu lại đâu. Nhưng mà trả thì không trả thâu. Rồi câu hỏi thứ vậy đạo tràng Thiền Tông thất của Thiền gia Thị Ân ở Hà Nội có được phép tiếp tục hoạt động hay không? Này hỏi tập vậy bắt đầu là do nhà nước xin xin cho chùa Tân Diệu làm như có quyền này, có nghĩa là mình sống theo luật pháp muốn hoạt động thì phải nhà nước cho phép thì mình cứ hoạt động, mà nó không bây giờ ta cho phép mà nhà tổng chịu được
ông nói bộ ông lớn hơn tôi vậy, ông lớn hơn chính quyền hoạt động là do nhà nước chính quyền địa phương người ta cho, đó là không là của người ta, đừng có hỏi vậy không đúng. Tuy là tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo như vậy mà đúng cái luật. Anh làm gì phải xin phép, chứ muốn tự do đâu muốn nói gì thôi. Bây giờ muốn xin cái gì mà tôi xin phép, nhà nước chính quyền ta cho tới mức độ nào đó, chứ đừng có hỏi gì. Giờ chùa tôi chịu có quyền gì cho, có nghĩa là nếu một cái chùa nào mà có đầy đủ pháp lý thì chùa thắc cần cái gì chùa thì tôi có chịu hỗ trợ cho thì được, chứ chùa tôi chịu không được quyền, không được cấp phép cho ai hết. Mình là phải chính quyền mà cấp mà cho này, hỏi gì nó hỏi sao rồi hỏi tiếp đi. Có một đạo tràng ở miền Tây mỗi tháng thường tập trung lại một lần, và ở mỗi lần thấy các thiền gia Phật gia mặc áo tràng đeo dây thái thường tổ chức tụng kinh thiền tông và ca hát, thì xin hỏi như vậy có được hay không? Thiền tông người ta đâu có tu, không có tụng. Đây là cái hình thức, có nghĩa là hiểu thiền tông là tìm bằng cách nào giúp người ta thôi. Tụng kinh gì ở trong thiền tông nó mới tụng kinh trong cái đoạn đầu, khi nào mà trong cái quyển kinh tụng nó có là nó có từng người, chứ không phải ví dụ cái quyển kinh sám hối đi, cái công nó ngày hôm qua đi làm gì tầm bảy thì mình đâu có sám hối thôi, chứ còn mà mạnh đông làm sao ổng làm tầm bảy vẫn cũng 400 người sám hối với ổng sao được, cũng được. Có nghĩa là thiền tông riêng rẽ, nó không có tập trung nữa, nó làm cho mất an ninh quốc gia, không được cái này. Mất một mình anh, một mình anh sám hối là một mình anh thôi, anh ở nhà anh bỏ mỏ làm gì làm, nhưng mà một mình không được đủ người khác đi theo, người ta đâu có làm gì đâu bắt được sám hối, thấy không? Mình phải giữ nguyên tắc này. Còn cái tập thể nó khác, tập thể nó khác. Còn mình ở đây thiền tông nó không lưu dấu vết, mà tại sao mình được kéo vào đông lại? Cái như đông đại là ý gì? Nó đã vi phạm lực an ninh, năm người tập hợp là phải xin phép rồi, mà mình tập hợp nhiều vậy được sao, để làm gì? Mà nếu mà tập hợp vậy phải xin phép đi, nhưng mà 10 người tập hợp hỏi chứ 10 người này là có lỗi hết không? Lỗi hết thì vô làm một được, còn đâu tôi có lỗi vô, tự nhiên tôi không có lỗi gì, có bắt tôi sắp hỏi làm sao? Tôn thiền tông không biết, đầu sơ lạnh sợ lạnh cái thiền tông phật không biết thì nó là sai, mình nên làm sợ lạnh đúng là. Giờ câu hỏi tiếp đi. Tổ Bồ Đề Đạt Ma có nói về công đức là trí phải được thanh tịnh hoàn toàn, thế phải được trống không vắng lặng, như vậy mới là công đức. Xin hỏi thầy có phải vậy không? Này đâu phải Bồ Đề Đạt Ma đó. Này lính Bồ Đề Đạt Ma đó, một vị tổ thì tâm nó có nói gì được. Cái này ai nói là cái người đó nói chứ làm sao. Trong Bồ Đề Đạt Ma có một cái sứ mạng đem dẫn thiền tông từ phương Tây về phương Đông, mà ông đi đang nói chuyện tào lao và đang được tầng chi tổ mà thiền tông ông thiền tổ Bồ Đề không có nói nghe, mà ông kêu ông chỉ qua trước khi qua tới Trung Hoa ông có nói không? Ta chỉ đem cái dấu ngoại vị truyền trực chỉ trên tâm kiến tánh này mà thôi, chứ không ông nói, ông không nói cái gì đấy. Ông chỉ nói được có 4 câu, muốn nói là gì? Là vì cái người Trung Hoa hỏi chứ giờ thầy qua đây truyền cái gì? Ta nói truyền cháu ngoại truyền truyền. Hỏi gì? Hỏi cái truyền đó ta bị truyền rồi mà hỏi ta hỏi gì? Rồi trực chỉ trên tánh, thấy mình thấy được cái tánh này nè, rồi thấy bằng cái tánh Phật á thì mình mới hiểu đường trở về Phật giới. Nhưng mà tại trong cái văn kệ nó ngắn gọn chứ phân tích ra nó dài lắm, cứ là ông qua đi. Vì thế mà trong kinh Đức Phật cũng nói là Như Lai ra đời vì một đại sự nhân duyên, khai thị con người ngộ nhập Phật tri kiến. Có là Như Lai ra đời để chỉ con người thấy được cái thấy và biết của cái tánh Phật.
có vậy thôi. Thì ông Tổ Bồ Đề cũng lập lại vậy thôi, lập có cái chậm vậy thôi. Chính là cái này, cái tài liệu sự thật nó có ghi trong phim ảnh, nó đã ghi luôn chứ đâu phải nó không ghi. Nhưng mà tại vì về sau mấy vị thầy nó tưởng cái đó sai, bởi vì tu thiền tông mà tưởng đưa cái tưởng vô là sai, có nghĩa là ngày xưa Đức Phật nói cái gì thì bây giờ nói là y vậy thôi. Nhưng mà vì thế là thiền tông có cái chuẩn này, này nên nhớ rằng có một vị hỏi cái tu tướng niệm xứ là tu như thế nào, thì mình tu là sửa, tướng là cố, niệm là nhớ, xứ là thân. Rồi tính rằng tôi sửa bốn nơi, tôi sửa bốn xứ ra, rồi xứ nào đây? Rồi giờ đem cái tứ niệm xứ ra giảng tùm lum tà ra. Mà trong kinh ta nói rất rõ, tứ là bốn, niệm là nhớ, xứ là nhớ bốn nơi nào. Mà không chịu nhớ, không nhớ Phật giới mà là nhớ, nhớ lá cờ lá sao chết, nhớ cái chùa to Phật lớn được. Thì cũng nhớ. Cái nhớ này là mấy người sau nhớ lại, chứ ngày xưa ông Phật nói tu cái này để nhớ lại cái xứ mình ở đâu, cũng nằm ở Phật giới á. Bây giờ mấy ông tu mà không nhớ mình Phật giới, mà nhớ chỗ nào, cái đất nào tốt, xây cái chùa đẹp, xin tiền chỗ nào tốt, chỗ nào có tiền nhiều. Nên nó bây giờ nhiều thầy, ông sử dụng cái chùa này rất hay, tứ niệm xứ. Giờ cái đất này bốn xứ nào, bốn xứ nào giàu nhất? Một xứ Mỹ, hai xứ Tây, ba xứ Nhật, bốn xứ Úc. Bốn xứ này ông thầy qua mở hấu bạc rồi, giờ được về các chùa nhiều được đó. Tu tiếp được xứ là tu đó đó. Tu mà tìm hiểu được bốn cái xứ này và nó giảm tiền để mà bổ vậy. Rồi ở thế này. Lần đầu Đức Phật trở về hoàng cung khai thị thiền tông thì chỉ có Hoàng Thúc Tịnh Thanh nhận được, và sau đó ngài Ananda là được truyền tổ vị. Xin thầy cho con biết còn có người nào trong dòng tộc của Đức Phật nhận được pháp môn thiền tông này nữa không ạ? Cái này thì sách nói sao tôi ghi nhận vậy, chứ sao tôi lục vào đó tôi biết. Có nghĩa là hồi đó sách sử sao tôi viết tôi nói lại vậy. Chứ nếu mà nói tôi nó có rồi họ có ông đó làm rồi làm biểu tôi làm chứng cho tôi biết được. Sách sử viết sao tôi nói lại vậy thôi. Ha, còn ai đó tôi không biết được. Bây giờ nè, đạo trái chùa tôi hiểu bao nhiêu đây thôi. Bây giờ truyền thì bao nhiêu người đạt được 100%, làm sao tôi biết? Bài thơ thì rất hay đó, trình rất hay đó. Nhưng mà thiệt của mình lại là mướn cả là đó, mình phải hiểu vậy đó. Thì giờ mình chỉ biết vậy thôi, mà mục đích cái chùa thì cái thiền tông ra đời để là chỉ lại cho rằng cái dòng tiền nó dạy như vậy đó. Đạo Phật nó có cái tinh hoa là pháp môn đạo Phật này nè, thiền tông là cái tinh hoa như vậy, nó giải thích được vậy thôi. Mình phải có một phần vậy, còn nếu mà ai hiểu cái tiêu chuẩn ba phẩm cấp của cái đạo Phật thiền tông, anh hiểu căn bản về đạo Phật thiền tông thì cấp giấy chiếu chỉ, anh làm kệ làm thơ giải trình được, trả lời câu hỏi được, thì ta truyền thiền cho mình, gọi mình Phật gia. Còn có nhiều duyên tình thì ta có phong thiền tông gia rồi, nhưng mà nên nhớ là phong rồi thì cố gắng đi nói cho đúng, đừng có nói chuyện tưởng tượng. Thiền tông gia không nói tưởng tượng được, có sao nói vậy, thiền tông gia mới sinh ra. Còn nếu mình tưởng tượng thôi thì đừng có xưng thiền tông gia, đừng có tưởng tượng. Thiền tông gia không tưởng tượng, có một là một, hai là hai, nói bằng chứng minh đàng hoàng chứ không có chứ nói bằng chứ không có nó mơ mộng được. Rồi có hỏi chứ Phật gia Trần Linh ở Huế có hỏi, có thắc mắc như sau là thiền gia Quan Trinh có giảng là quyền khí là từ trong kinh Diệu Pháp. Thì ta phải theo bây giờ mỗi người hiểu ý. Bởi vì tại sao cái quyền khí này tôi cũng chứng minh ở trong mấy quyển kinh ra chứ không phải đâu. Nhưng mà nên nhớ rằng tất cả gì
từ kinh này kinh nọ kinh kia, lấy từ đâu? Lấy từ trong quyển giáo lý ra. Giống như luật pháp nước Việt Nam mình lấy từ đâu? Lấy từ trong hiến pháp ra. Luật này luật kia phải lấy tiết từ trong hiến pháp ra mới thành luật. Hiến pháp cho vậy, cái luật có nghĩa là bổ túc, nghĩa là người ta gọi là thi hướng dẫn thi hành luật đó, nằm ở dưới luật đó. Các cái bộ này hay là luật kia nó nằm trong hiến pháp đó. Thì tất cả những cái gì trong 12 cái quyển kinh Đại Thừa, 37 pháp quán, 22 tiểu thừa, một cuốn lấy nằm trong cái quyển giáo lý đạo Phật thì không ra trong đâu khác. Thì nói vậy cũng đúng, nhưng mà có một điều đó là 40 phần điều mà không chưa lấy ra, 40 phần điều mà trong giáo lý chưa dám lấy ra, chứ không phải. Thì bây giờ ví dụ bây giờ hỏi chứ mẫu một quyển kinh nó có nó kỹ thôi, kim cang là phá chất, diệu pháp thiên quan là cái gì, 28 phẩm, mỗi một phẩm nói một đề tài, kinh Đại Bát Niết Bàn nói gì, ta thành thì Phật xác định là ta đã thành Phật, các ông cụ thể thành Phật. Thì trong thiền tông là dạy để thành Phật thì cũng nằm trong đó thôi, nhưng mà mỗi người ta một lối hành văn nó khác, nhưng mà có mục đích nó khác, nó không có sai. Tu thiền tông cốt để thành Phật là nằm ở đâu, nằm trong cái quyển giáo lý, nhưng mà nằm ở đâu, mà cái trong kinh nó lấy ra là nó lấy trong kinh Đại Bát Niết Bàn ấy. Phật tuyên bố ta đã thành Phật từ nhiều đời trước, các ông bà sẽ thành Phật sao? Cũng thành Phật đến năm đây, có nghĩa là tất cả kinh đều lấy trong quyển giáo lý, nhưng mà quyển giáo lý 400 người năm mới lấy ra 60%, mà 80% mình viết ra được 12 quyển sách rồi. Mình hiểu cái thế giới này nó là vậy, tất cả gì cây cối dầu ảo đâu cũng phải mọc từ đất lên, nó ra cái gì ra kể đó. Cây sòi nó là sòi cổ đất, cây mía ra cây mía, cây ổi ra cây ổi. Thì tất cả những cái kinh sách nó lấy từ trong giáo lý căn bản của Đức Phật ra, mà cái giáo lý này Đức Phật lấy ở đâu? Lấy từ trong không gian, lấy trong không gian dạy ra chứ không có đâu nữa. Mình phải hiểu tột cùng cái này thì mới hiểu được. Giờ bây giờ mình chết đó, trong Phật chết đó rồi, giáo lý đạo Phật làm đâu cũng trở về không gian. Rồi không gian người nào mà có đủ tài liệu lấy ra sẽ tin. Giống như bây giờ này, những cái diễn đàn bây giờ nó phát, hiện giờ mình tưởng là nó mất, chứ có mất đâu, nằm ở trong không gian này. Ở Mỹ bật lên nó cũng thấy, ở đây cũng thấy, bên Tàu cũng thấy, bên Úc cũng thấy, nằm trong không gian nó trở về. Bây giờ nếu mà cái thế giới này mất hết thì những cái lời mà YouTube hay là Facebook hay Google nó phát nó nằm trở về không gian đó. Cái máy của Google là cái máy nằm trước khổng lồ trong không gian chứ đâu. Thiền tông ra đời mới dám nói cái điều này. Ta tưởng rằng cái Google đó, cái máy chút xíu là sao mà chứa cả cái này. Vì thế mà trong kinh đó Đức Phật có nói là người nào mà lấy nhìn trong không gian thấy có một hạt bụi, lấy hạt bụi đặt ra lấy được quyển kinh chứa bằng tam thiên đại thiên. Mình đây chứa có cái gì cầu gì nhỏ đó. Cái quyển kinh nó chứa bằng tam thiên đại thiên thế giới là làm cái gì? Ông muốn nói cái gì? Là nói nền văn minh không gian bằng kinh sách đàng hoàng, ai giải thích được đâu? Họ nghe họ đọc vậy thôi, biết đâu. Đó, thì bây giờ nói ra rồi để cho mọi người biết rằng đạo Phật là tinh hoa nhân loại đi trước mà. Dám nói mấy ngàn năm trước nói về điện từ âm dương, bây giờ khoa học khi nó chế được điện từ âm dương, điện từ vật lý nó mới nói ở trong không gian đó. Đó, mình phải hiểu này. Bởi đạo Phật nó khoa học hơn thì các tôn giáo khác. Tôn giáo khác chỉ là nói linh thiêng quyền bí hồn, tôn giáo làm vậy ra là linh thiêng quyền bí,
có nơi thì nói chữ đế, có nơi thì nói ngọc hoàng, có nơi đứng bề trên, có nơi đứng chí tôn, cũng là cái ông trên đó mà không biết cái mặt ngoài bài ông sao không biết, mà chỉ nói thôi. Rồi nó hỏi tiếp, các chư Phật không vào trái đất được, vậy tại sao chư Phật đến được chùa Tân Diệu vào những buổi chỉ thiền? Phân thân, Phật ta còn nói mà giá ta phân thân đó chứ không có đến đây đâu. Bây giờ mà ai có còn cái phim mà Tề Thiên không? Khỉ nó đâu có đến. Đúng quá phép rồi, mấy chị còn chạy đến. Nó là cái phép, cái thuộc phép thôi. Mà bây giờ cái khoa học cái văn minh là mở hiểu này ta mới chấp nhận. Bây giờ mình ở đây, thì dụ mình cài mình làm ruộng, mình nó chạy ra mình cài, thằng Mỹ nó cũng cài, chiều tới mới ngồi ở nhà nó cho cái máy muốn chạy chạy muốn ngừng ngừng nó bây giờ nó điều khiển từ xa, còn bây giờ Phật điều khiển từ bên kia để qua, muốn điều khiển từ xa nó. Mình bây giờ mình nói điều khiển từ xa thì ta mới hiểu, chứ ngày xưa mà nói cái này nó chửi mình nó điên nó. Bây giờ Phật họ vẫn là điều khiển từ xa, thì người bây giờ trên thế giới châu Âu với Mỹ với Nga nó có điều khiển từ xa nó gieo lúa mì hay là này kia nó hoàn toàn không phải bằng con người, bằng máy nó ngồi đây nó coi cái màn hình rồi nó điều khiển cho chạy đó. Rồi nó chỉ mướn mấy cái người Mỹ hay là cái người Việt Nam mà thích lao động đó, mà phải mướn được làm ngày tám một giờ tám đồng, nguyên cái đồng 1,000 mẫu mà có 2 người làm thôi, còn mình ở đây chắc là cái cán bộ 5,000 người. Bởi vì tại sao nó sản xuất ra rất rẻ hơn mình. Con trâu, con bò nó sản xuất thịt, nó không phải giống như mình. Mình phải đi gần cho ăn, nó không có đâu. Một ngày nó gạt đi mấy thứ rồi cho ở ăn hết rồi, ngày mai gạt mấy thứ. Nó đi một vòng, rồi nó tưới từ đâu mà đi một vòng, nó lại 3 năm 6 30 ngày trở lại chủ. Nó đi, nó cho, nó chạy vòng tròn. Mà cho đến khi vô lò mổ nó cũng không dẫn đi, dẫn tới đó nó trèo vô rồi chết, thì ra có thịt cho đóng mọc tự động hết. Bây giờ gọi là điều khiển từ xa, thì bây giờ mình phải hiểu ông Phật ông nói ông điều khiển từ bên này ông lên, bởi vì cái nhiệm vụ ông giao cái này phổ biến đâu, ông phải trực tiếp đến đó. Mà cái này là chỉ nói thôi chứ mà tôi chưa thấy bằng. Giờ hỏi tiếp đi. Long nữ là người nữ ở đất đồng, vậy Long Dương trong kinh nói ẩn ý là nói ai? Long Dương thì nói đúng ra bây giờ mình đi tìm đi. Có vua nào ở dưới nước không? Không có. Long Dương người ta nói là Long là gì? Rồng. Dương là vua rồng. Ám chỉ là trên thế giới chỗ nào là nước rồng. Tôi chỉ nói vậy thôi. Cái chuyện mấy ngàn năm trước, tôi nghĩa là cái quốc gia của Việt Nam mình đó, thành hiện tới hiện năm 2019 là làm tồn được 4879 năm, trừ lại với 2563 năm. Thì hỏi vậy chứ lúc đó là nước của mình là nước gì? Nước mình nó nằm trong Lạc Long Quân. Ông Lạc Long Quân bảo kê thì con đồng cháu tiên nằm ở chỗ đó. Không biết hồi trước ông có đơn có gặp, ông có gặp ông Lạc Long Quân không biết, nhưng mà ông nói là ông đến nước rồi. Thì bây giờ mình nếu mình nói mà ông gặp ông Lạc Long Quân hoặc là Lạc Long Quân thì là vị vua thứ hai của 18 đời vua Hùng. Vị thứ nhất là ông Kinh Dương Vương. Thì tôi tin rằng không biết thì mấy ông vua của Hùng Dương đó có gặp ông Thích Ca. Tôi không biết ông gặp được cái nào không biết, nhưng mà trong kinh đã nói ông biết như vậy, có nghĩa là ông đến nước rồng gặp con gái của nước rồng, ông giao cái này lại. Có thể là bà này ngày xưa là con của mẹ mình. Của mình là quân 100
trong con 50 nam và 50 nữ chắc lễ quả có một cái không đó một cái phần nữa đó, nhưng mà nó đỡ đẻ tụi tôi mà không nói không biết. Thì giờ đây mà căn cứ vào sự sắp nói vậy thôi, chứ bây giờ nếu mà nói thực tế về cái lâm cung giờ nó về tàu lặn xuống dưới có thấy chỗ nào rừng có ai dưới đâu. Thành ra cái này ám chỉ rất rõ ràng, có nghĩa là quốc ta đã từng đến nước rồi và gặp long nữ rồi, chứ không phải giờ mấy ông kia nó rồng cái mới vậy đó, là giải mã vậy. Nhưng mà hỏi tôi đâu tôi trả lời tôi đó, giờ hỏi thế à, vị tên Lê Thị Xuân ở Yên Bái hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, người tu theo thiền tông khi không theo thiền tông nữa thì có cần chú ý những điều gì để không bị lực đánh trả của vị thần Kim Cang? Tu không tu nữa hả? Dạ. Mình tu rồi giờ mình không tu thôi. Mình đi vô đây á thì phải chú ý thần Kim Cang thôi. Nhưng mà mình để ý cái này này. Thần Kim Cang không phải đụng ai cũng đánh đâu. Có nhiều người mình thấy á, cái người ta chửi á, không đánh mà cái chửi chê nó đánh. Mình nên chú ý cái thần Kim Cang. Cái người nào mà nên nhớ là trước nào mình chửi cho mạnh thật mạnh hoàn toàn thần Kim Cang đánh. Cho nó là tình báo chân phẩm chân mình phải hiểu như vậy. Còn mình đã đi ra rồi thì thần Kim Cang không nói, đi ra ngoài tu bất cứ cái gì thì thôi không nói. Còn nếu ở đây mình để ý á, hơn nữa nếu mà cái người mà cái phước lực ít quá mà về đánh đánh, còn nếu phước lực nhiều cũng để cũng để nha. Rồi trong này nó có nhiều cái dạng, nhiều dạng mà chơi thắng luôn là ở đó là kêu là ông phẩm của gài vô để cho cái thiền tâm này nó phát triển mạnh lên. Không phải người ta chửi cái thiền tâm mà là ta ghét thiền tâm, mà do cái sứ mệnh. Thì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là phẩm Đề Bà Đạt Đa là thách thức đến Phật, là chửi đến Phật. Sau cùng Đức Phật nói là sau đó Bồ Tát, Bồ Tát giới Đức Phật. Mình phải hiểu cái này. Còn mình tu thì tâm học tu không, đi ra tu khác thì đâu tôi tu một lý. Thế giới này là tự do. Ông Phật nói đúng là cũng là tôn trọng tất cả những ai muốn về Phật giới thì ông giúp cho về, còn không muốn về thì thôi. Chứ ông không khuyến khích tu, người ta không khuyến khích tu cái này. Chứ đâu phải là cái tu mà một lý thì người ta khuyến khích tu, còn ông thì không hoàn toàn không khuyến khích tu. Ai muốn về Phật giới thì tìm hiểu về, không tìm hiểu thôi. Để chú ý cái này. Rồi con hỏi tiếp. Câu số 2, con thấy trên YouTube có chia sẻ tựa đề Chủ tịch Cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ xác nhận là thông linh. Vậy cho con hỏi thông linh có nghĩa là gì? Nói đúng mà thế gian này nó lầm ở chỗ này. Ở thế gian nó mình giàu. Ở Cà phê Trung Nguyên là ông sao? Mới 25 tuổi bắt đầu phát giàu. Ông sinh năm 1972, tuổi Tý, là 50 tuổi. Ông phát vậy đó, nhưng mà đều cái nên nhớ là tất cả những người mình giàu ngang xương đó, là ai giúp đỡ cái này là thánh giúp đó. Mà khi mà tàu đến với cái đỉnh cao rồi đó thì phải tìm qua cái tâm linh. Tiền qua tâm linh đó là ta là giàu về vật chất, rồi về tâm linh ta phải số 1 vì mới giàu được tu. Tu bất cứ ông Thích Ca ngồi 49 ngày tu để được thành. Thì giờ ông thành thánh rồi, ông Cà phê Trung Nguyên thành thánh rồi. Vì thế mà ông cũng dùng cái thuật y như ông Thích Ca. Ông Thích Ca là sao? Bỏ vợ con ra tu. Thì ông vợ ông Trung Nguyên này cũng bỏ vợ con tu và để làm thánh là tôi để được thành thánh. Cái đó là ông nói tốt rồi, nói rung ra ông là thánh là đắc quả thánh rồi. Còn ở thánh gì thì tùy theo quý vị nói, cái tu thật không phải
tôi xác nhận ông là thành thần. Còn thánh gì thì tự mấy ông mấy người đặt, đặt cái cầu sau lưng thánh không phải cái thánh gì đâu. Cái câu thánh là nói chung, còn cái câu sau cùng mà cái chữ sau cùng bổ túc là thánh gì thì tự quý vị biết. Chứ mình không can thiệp vào cái phần ngôn thật. Rồi hỏi tiếp. Câu hỏi số 3 là bỏ tiền in sách thiền tông khi sách chưa in ra cũng như chưa đến tay người đọc, thì người bỏ tiền ra in sách đó đã có công đức chưa? Công đức là khi nào người ta đọc người ta hiểu, còn mình in 1.000 một thứ ngàn quyển mà người đọc thì cũng như đâu có thui vậy đó. Phải chú ý này, giống như con đi giúp cho người ta ăn cái gì người ta ăn được, người ta lo thì con có phước, mà ta không ăn là làm sao con có phước. Sách kinh sách vậy in mà người ta đọc người ta hiểu thì cái công đức nó tự động nó chảy vậy nha. Mình hỏi cái này nó đúng là thế gian mình không biết, nhưng mà thần cũng biết, ông thần quản lý cũng biết, chứ không biết ông thần quản lý cái ông đó là làm cái gì giống như mình bây giờ. Bởi vì khi mà dân minh cao mình đi làm gì tài khoản mình có là bao nhiêu tự động nó chảy vô tài khoản mình. Bây giờ thì mà bây giờ thì tao mới rõ là tất cả những gì mình có phước đức ác đức công đức đều do vị thần biết hết. Mình phải hiểu cái này. Rồi trong đó khi nó kết thúc rồi người ta mới xem ở trong cái khuôn mẫu thân mình có cái gì thực thi nhân quả rồi đó. Bây giờ khoa học lên cao thì nói cái này người ta mới tin, chứ ngày xưa là các đạo các hai bên về giáp chấm điểm này cái điều họ tưởng mà nói vậy. Chứ đúng là thần thực thi nhân quả rồi. Câu hỏi tiếp, câu hỏi số 4. Vào đền đình chùa cùng mọi người con không thắp hương mà chỉ chắp tay cảm ơn đức Phật đã cho con biết trên con đường chánh pháp, con thấn như vậy liệu công đức con có bị bôi đen không? Vô cái gì đền đình chùa nói giữ chắp tay đền thì là những vị anh hùng dân tộc, vô mình cúi đầu mình cảm ơn được, mình một phần lòng con người vật lý cảm ơn thì rất đúng. Đình là cái gì? Là nơi thờ tự để mà giải quyết cái câu chuyện ở trong làng, trong xóm. Mình có chuyện gì đến, còn nếu mấy mình đến mình ngưỡng mộ cúi đầu Phật con xin, cho nên mình mở miệng mình xin cái gì thì đó có nhân quả. Còn xin thôi, còn chùa cũng vậy, chùa mình thấy Phật mình mới đến, mình hiểu đâu cũng được rồi. Phật cầm cành sen, không cầm cành sen, nhiều nói là Như Lai để cho thế giới này sống không tu. Và con thấy pháp môn truyền tâu nó hay, con cảm ơn Như Lai, kể cả cảm ơn Đức Phật mà truyền cái pháp này pháp kia vật lý cũng không sao. Được mình trường khi là mình cầu xin thì coi chừng, cầu xin được thì sẽ chắc chắn mình có một đức bị bồi. Nhớ lúc đừng cầu xin vậy, cảm ơn thì không sao. Kể cả cái chùa vật lý vậy, thấy Đức Phật coi tiền thì mình đã tu tịnh độ nhờ Đức Phật để lại cái pháp môn tịnh độ này nó hay thì còn thích cảm ơn Như Lai rồi còn chứ đừng nói lừa đó này. Vô con xin Đức Phật được rước một về từ làm cũng được, thế gian này không có ai giúp ai được đó. Phải hiểu thế giới này, nếu mình không hiểu là mình tin sai. Thứ nhất vô mà quỳ mà lại đâu là thua rồi, ông cỡ nào cũng biết mà vô mà quy mà lại là đâu tới nào. Bởi vì tất cả thì nói là tất cả các chùa ở đây hoặc là thế giới ai được hoặc có đâu ở đây được, mà tất cả chùa ở Việt Nam và thế giới đều là chùa linh hết, linh ai được. Mình phải hiểu cái này, một người mình là có một người mang tấn Phật mà đi lại trong việc là không được, tự mình đã có nghĩa là mình vừa cúi đầu hồi nãy mình phải là nó rờ đầu rồi câu đeo luôn để hiểu nguyên tắc thế giới vật lý này nó là gì. Vì thế mà Đức Phật ra đời để là chuẩn đại chuẩn hóa tất cả những Đức Phật muốn tu tịnh độ tu một chú Đức Phật cho khuyến khích chúng tôi. Bây giờ tại vì không bây giờ còn thích đi chơi nữa thì cứ đi, chừng nào chán thì chê
nhưng mà phải 10.000 năm mới có một vị Phật dạy cái đi về, chứ không phải muốn về lúc nào về. Khi chuyện tâm có qua đời rồi thì còn đâu làm sao ai chỉ cho mình được cái công thức để về. Mà chuyện tâm trước khi chưa ra đời ai dạy, mới vậy thành ra để ý này, tất cả một người tu cạo cái đầu là xưng ta, chứ ta là gọi là người dạy. Ta là gì? Ta chấp ngã rồi. Thành ra thầy nó có nhiều vị thầy ta tưởng nó cao, tu cao rồi này kia là bắt người ta lại, xin lỗi cái nó chết. Ai lúc Phật đã ra đời, ai cũng có Phật tánh, ta chỉ cho mình ông Phật đi dạy ông Phật. Nếu mà lại mình dạy thì được, ông nói hòa thượng á, ông hiểu cái này còn lại ông được. Nếu được nghe ông có chỉ cho tôi biết, tôi cảm ơn tôi lại ông. Còn ông phạm phu gần chết được, kêu mọi người là phạm phu tăng mà bắt ông bắt người thường lại không phải là bậc thánh tăng. Thánh tăng là thông suốt tất cả những gì lời Đức Phật dạy gọi là thánh tăng. Còn mình cúng tụng cầu xin lại được gọi là phạm phu tăng. Dù anh chị bao nhiêu tuổi cũng không biết, nhưng mà anh hiểu này được xếp vào phạm phu tăng. Vì thế mà đạo Phật xếp có hai loại, thánh tăng và phạm phu tăng thôi, không có cái gì. Còn cái phẩm cấp á thì liền giờ nói để cho biết thôi, để mà hòa thượng là điều hành lớn, thượng tọa là trên cao một chút, đại đức thì tháp xây di nó nhỏ vậy thôi, để xây di thì được xếp được lính. Còn đại đức cũng về chú ý, thượng tọa trung tá và thượng tướng có vậy thôi, có giống vậy thôi, cũng là con người thôi, chứ không khác. Đạo Phật phân định rõ ràng vậy, cái gì là luân hồi, cái gì giải thoát, cái gì vật lý, sống ở trên này có hiểu bởi vậy. Đạo Phật tu phải bằng trí tuệ, trí tuệ là trí tuệ bát nhã ba la mật, có nghĩa là cái trí tuệ này thanh tịnh và trùng thấp thì mới gọi là một người tu theo đạo Phật thiền tâm. Giờ con hỏi gì? Câu hỏi số 5, con có con bị bệnh, con muốn cho cháu đọc bài An Trì Mật để cháu sức khỏe, nhưng con có nghe thầy nói là đi theo pháp môn thiền tâm đúng là hay bị quên, và cháu còn đang đi học, lỡ như quên tất cả các bài vở thì phải làm sao? Khi quên đó là mình là tu thì nó còn nhỏ ra đi học trong cái kiểu này thì phải coi chừng, nó đi kiểm lại cái điện tâm đồ và cái hệ thống điện từ nó có ổn định không, nó trung trặc về cái điện từ vật lý thì phải đi kiểm bằng vật lý, kiểm bằng thầy thuốc. Còn cái An Trì Phật này nó chỉ bị được cái bệnh là người ta bị dâu nhập sát, hoặc là cái bệnh mơ tưởng, mình mơ tưởng mình đem những cái mê tín vô tụng cái này hết ngay từ mơ tưởng nó vậy thôi. Nó đối trị, cái An Trì Phật này gọi là đối trị chứ không phải là trị bệnh. Đối trị âm vô nhiều, An Trì Phật nó vô, dương nó vô, anh kia chạy ra là nó hết bệnh, chứ không phải là cái đạo đem vô An Trì Phật á, nghĩa nó đang có bệnh về thần kinh mà đem An Trì Phật tụng biết nó liền luôn. Nên phải hiểu bệnh gì uống thuốc đấy, đau gì trị cái đấy. Nhưng mà còn nhỏ mà nó có chuyện về đó tu thiền tâm đó, đứa còn nhỏ mà nó quên, nó là quên này kia đưa thiền tâm tụng riết nó khùng luôn. Nó chịu nổi, nó chịu mà nó không dám nói, bà già nó biểu vậy thì nó ức chế, mà ức chế nó sẽ bệnh. Rồi con hỏi tiếp, tu tập theo pháp môn thiền tâm có bị đổ nghiệp hay không? Tu tập theo pháp môn thiền tâm có bị đổ nghiệp nhanh hay không? Cái đổ nghiệp là nó tùy theo, chứ không phải đổ nghiệp nhanh được chậm gì. Bây giờ nếu mà đã chấp nhận vô thiền tâm rồi, nên nhớ một điều, tất cả những người ở trên đất này mà làm ăn, tất cả là đều có hồn ngũ hồn, tắc ế thì trong con hồn. Mà giờ tu cái này hồn của hồn nó lại giúp mình nữa là thì sao ta tự đổ nghiệp, chứ mà không giúp mình là sao đổ nghiệp. Tất cả những là kinh doanh bất cứ gì ở trên thế giới này là vô hồn giúp mình, thấy là bạn đắc thì đương nhiên phải cúng vô hồn.
đó, thành ra mình phải đỡ cái này nè. Còn cái nghiệp nó cái nghiệp là ví dụ cái nghiệp mà nghiệp dư không đủ được, mà cái nghiệp mà đã mình vô đưa vô cái này thì đương nhiên nó có đẩy cái gì vậy đó, thì nó đổ đúng rồi. Nếu đặt câu chuyện tôi với ngài già chấp nhận luôn thì mới là còn nước không thôi đừng tu. Thì nói đổ nghiệp cũng đúng mà không đổ nghiệp cũng đúng, nhưng mà tùy theo cái phước anh còn lớn quá nó không đổ đâu, nhưng mà phước mình yếu thì nó đổ đi. Tu thiền tông phải phân định rõ ràng cái nào. Tất cả những người mà tu thiền tông, mà tu mộng chú hay là tu mà hương cúng này cũng kia, tu là đổ liền. Còn trước giờ tu không có thái độ gì đâu, có gì đâu đổ chứ, trong cái bình này có miếng gì mà đổ nó đâu có ra, chừng nào này dắt đổ ra nó chạy ra thì nó phản này, nói theo cái khoa học gọi là phản khoa học. Cực dương nó vô âm dương thế giới, cái đất này đi ra nó phải hiểu thế giới vậy. Đây mà là thế giới vật lý, thiền tông là nó phá thế giới vật lý. Vì thế mà tôi nói là thiền tông đức Phật là không thể giải cho cái lời người được, mà đợi khi lời người dâm minh lên tận cao thì tìm trong 1.000 người tìm được 1-2 người, chúng không phải dễ đâu. Rồi cũng hình như tu tập theo pháp môn thiền tông, những người trong gia đình có bị đổ nghiệp cùng không? Đó là đổ nghiệp theo. Bây giờ cái gia đình này, cái làm ăn bây giờ mình tu thiền tông mà gia đình mình làm ăn thì đương nhiên là đã thiền tông ngữ vô gia đình rồi thì tất cả đều âm ra hết, ai trong đó đều ra hết, chứ không có cãi khỏi hết. Bởi vì Phật mở nói là nếu có tu thì làm ơn làm thinh, đừng có nói, chừng nào cả gia đình đồng ý thì cùng nhau, thì không có không sao, hiểu nhau thì không sao. Chứ còn ông chồng hoặc là bà vợ tu mà chồng hoặc vợ không tu thì nó xảy ra rồi lung tung, họ rồi có cái chuyện. Thành ra thiền tông nó khó thì nó khuyên mà. Giờ tôi nhớ còn cái quyển số 5 tôi có viết là gia đình mà không chịu đừng tu nha, còn nếu không tu phải làm sao mà chứ đừng có tu ngang. Nhiều cái gia đình sống dở chết dở gì cái đàn cái tu cái kia mà trong gia đình có người tàn hoàng phá tàn, cái này là cái quy luật vật lý chứ không phải không nào cả. Cái cô hồn nó giúp mình mặc dịch nó không dám vô giúp nữa làm sao. Cái đức nhân quả này là mình mới hiểu thế giới này nè. Thần quản lý tâm linh vô hồn là giải quyết vấn đề sinh tồn của cái đất này, chung nó nhỏ lắm. Con người mình chỉ là công cụ thôi, công cụ làm theo cái tham muốn của cái tánh Phật. Nhưng mà tánh Phật nó bị trao đảo vô theo cái quy luật vật lý thì tánh Phật không còn sáng suốt nữa, mà làm theo cái tưởng của tánh người. Tưởng đến người là nó là công cụ, họ thành ra tu chẳng không phải chú ý được kỹ. Và gia đình mà hai vợ chồng thì công một chồng là tu một chú, mà vợ vô đây cũng bảo là đánh đổ đi, nên là thành cái thế giới lý mà phải đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu mà được sai không được. Rồi con hỏi chứ con theo pháp môn thiền tông, còn người nhà của con thì không, nên thường xảy ra cãi giả, không biết là do nghiệp của con hay là do âm dương trái ngược nhau. Thì nãy nói rồi, hiện tại chồng người dương người đem cái công đức nó vô, nó thường có phá luôn cả phước đức dương ác đức luôn, phước đức dương của đâu phá thì nó đương nhiên nó phải sống ổn. Cái này đương nhiên nếu mình suy nghĩ rất kỹ là mà tại vì cái thiền tông này nó phá. Thành ra bây giờ muốn tu thì tông phải nghe. Bây giờ ngày xưa hỏi thành hỏi chứ con tu gần hỏi chứ con gan thì cho tu được chỉ cách cho trong nguyện nào tôi đã chỉ rất rõ ràng thì cách tu thì tông chứ đâu phải muốn thì tông. Tại sao cái hiện giờ nước Việt Nam mình gần 18.000 ngôi chùa mà có chùa nào dám tu này đâu,
mà vì thiếu tôn giáo nó khó, cực kỳ khó. Thì bây giờ trước khi mà công bố quyền nghĩ ra, công bố pháp môn này ra thì cũng phải nói từ từ cho biết, đừng có sốc. Nếu mình không biết sốc liền, không biết cái này thì gán cho thiền tông là tà đạo luôn, rồi cũng ma dương luôn, nó cực kỳ khó. Mà bây giờ trước khi làm mình kêu mà làm cho nó tư tưởng là ổn định mà còn nó còn bị vậy, chứ nếu mà tư tưởng chưa hiểu thì làm sao ai dám tu này. Bởi vì Đức Phật nói tại sao 2700 năm sau mới dám mới cho công bố vậy này. Ngày xưa tôi nói thật, cái hồi bà Võ Tắc Thiên công bố quyền ký chứ không công bố giáo lý. Những giáo lý hoàn toàn mật không không được công bố. Mà cái quyển giáo lý này nó đi theo cái con lân lửa, mà trong kinh Diệu Pháp nó đi theo lân lửa. Vì lân lửa đã dẫn từ lúc mà Đức Phật thành đạo, Đức Phật giảng đạo. Nó thì cái này bây giờ mới dần dần là cái tại làm sao mà trong kinh Diệu Pháp đi qua nói là lân lửa thành Phật, lâu nữ dạy thành Phật, nó có cái gốc rích của nó không phải không? Nhưng bây giờ chưa nói được, từ từ tôi sẽ nói rõ cái chuyện này tôi nghe. Nói lần này thì nó được phá, học không ai chịu đâu. Giờ tìm đi, cái thiền tông này học, giờ mình tính là 17.000 cái ngôi chùa, 18.000 ngôi chùa, giờ trung bình một chùa 10 người đi, tổng số ngôi chùa. Có nhiều thầy vô đây theo cái này xong chạy luôn không? Giờ ai có quen cái cô ở cần vô chạy luôn, vì ở ăn lâu xìa cũng chạy luôn, cái là nói luôn, nói mày đặt nói vô nó xong sung sung với nhào vô cái nó giảm chết luôn. Vô thì không phải bỏ dứt khoát bỏ, mà đây là bây giờ mới nào cái 60%, 40% những cái gì mà chưa dám nói ra, nói ra hết có đảo lộn hết cũng phải vậy, phải vậy. Vì thế mà ông thích Tiểu Thông ông bảo là không công bố 40%, ông nói cái mày ông trên là giả. Ông tiếp cận cái này là từ cái lời nào không biết hết nhưng mà không. Nếu mà trước khi mà chùa thì tôi chưa công bố ra không ai biết, nhưng mà có nhiều người biết nhưng mà biết không trọn vẹn. Mấy cái người mà biết trước chùa Tân Diệu công bố là lấy trong cái bài báo của bà Bút Trà viết ra, bà báo của Sài Gòn Mới ngày xưa viết ra, mà báo nên nhớ là phải đăng quyền ký giáo lý không có, mà không có giáo lý vua trần nhân không nói về giáo lý, mà vua trần nhân nói quyền ký thôi, nói căn bản quyền ký rồi. Rồi con hỏi tiếp, trước khi biết thiền tông con thường đến chùa và biết đầu năm thì đội bát hương cúng sao giải hạn, giữa năm thì cũng gặp tháng bảy, cuối năm lễ tạ. Giờ biết thiền tông rồi con không làm những việc đó nữa, thầy ở chùa nhắn tin như sơn với lên với con, vậy con phải làm sao? Có cần phải đến đó gặp thầy làm lễ xin ra hay con phớt lờ đi và cố gắng tạo công đức thôi? Giờ tất cả vị thầy mà mình đến thì đương nhiên mình đến cái tất cả các chùa mình đến, mình có cái cúng dường lớn tập cái chú ý mình. Còn mình đã tới không cúng dường không mình cũng đi đâu đi, thì bây giờ mình có đến không đến thì cái thuật của mình đó là trong đạo Phật nó nói câu là tu mặc tận rồi dứt khoát, đừng có nói tự nhiên ta bỏ. Trong đạo Phật có nói dạy câu là tu mặc tận, đừng ngơ, đừng ngó ngàng tới. Giống như ở trong, giống như ở trong cái chùa, ví dụ có cái người nào mà không ai ưa đó, bằng cách đừng có chửi ra ta, đừng nói bỏ, đừng có ngó tới đó. Mặc tận để làm cái gì là đừng xem vô. Đạo Phật chỉ cái này, nó không biết lòng ta, mà từ kia người kia đó, người ta từ từ ta tỉnh ngộ lại. Chứ tại sao bao nhiêu người mà không chơi với mình, ai bỏ mình hết, tự nhiên không phải xét lại. Để Đức Phật có dạy gọi là tu mặc tận, tu vật lý thiền tông cũng áp dụng cái này.
Còn bây giờ mình không đến thì không bây giờ gọi điện thoại riết mà hết tiền thì em tới tao cũng bỏ mình chứ nói sao vậy. Tuyệt đối đừng có trở lại nó ở con về tôi khẳng đừng có làm đừng có nói vậy. Nói vậy tao tức. Nó còn hoặc là nói á, nó khéo một chút, nói nhắn với ai nói vậy con ở đây nữa con đi chỗ khác. Ví dụ Hà Nội nói vậy con vô Sài Gòn quá mà ở Sài Gòn nó ra Vũng Tàu mà thôi. Cái đó rất im sung, đâu có gì. Người thấy ví dụ cái lời lẽ nhưng mà đừng có làm cho người ta buồn. Thế thế gian này bởi vì ai cũng là tham, ai cũng tưởng tham. Tu với lỡ tu tới chùa thì cũng tới thông chứ được. Mình tu là cái người nghĩa là không có đụng chạm đến trần chấp, ai tới thông, tới thì hỏi đạo thì giúp cũng hỏi tới thông lo chi. Giờ mình có hỏi chứ đi. Hoa tiêu của Phật thì sáng trong không có vết, hoa tiêu giả có vết. Nếu người mắt kém không nhìn rõ có vết để phân biệt, vậy chỉ cần thử ba lần đi rồi dừng lại, nếu dừng lại là được, có đúng như vậy không? Mình mang thân tứ đại á, thân tứ đại á thì cái những cái mây nó che thì mình thấy không rõ. Chứ trong âm tâm thì ba bằng điện từ âm dương giải thì ai giờ rõ cái điện từ âm dương thì ai cũng như ai không biết rõ. Nhưng mà phân tích vô cái này tại làm sao mà cái mây tiêu nó vậy, nên nhớ rằng phải hiểu cái này nè. Trong cái tam giới này á, nó có điện từ quang chứ hay không, nhưng không ai phát hiện được, mà chỉ ông Phật phát hiện được thôi. Mà ta tưởng là trong thế giới này điện từ âm dương không, cái sự thật nó có điện từ quang rồi. Vì trong cái không gian này đầu tiên là điện từ quang, nhưng mà nó quay một cái ấy, thì nó hút cuốn hút nó thành âm dương, một cái mà không cuốn hút nó là điện từ quang. Đức Phật cũng sử dụng cái chuột lấy cái điện từ này là tạo cái quang tiêu, thành ra quang tiêu nó sáng trưng. Còn cái ông thần hoặc cái hồn mà lấy cái điện từ dương nó tạo, thành nó thấy có cái màu nó khác. Cái đầu kia một kỹ thuật cao cấp á, nó nhìn được cái này à, nói bây giờ nói dần dần cho rõ ra vậy đó. Cũng lấy nhưng mà lấy bằng điện từ dương tạo thành quang tiêu, nó có vết ở trong đó, nó có vết âm ở trong đó. Thế như mình là điện từ dương chắc chắn là phải có hình ảnh, vì nó chủ còn nó là lấy cái chất đục, mà cái chất đục ở trong không gian này. Còn cái điện từ quang là lấy cái trong hoàn toàn, nó không có gì hết, nó phân biệt là vậy. Còn khi mà mình đã mang cũng muốn thân rằng ai cũng là mang, con mắt cũng bằng điện từ âm dương hết. Khởi chỉ con mắt mà không thấy là điện mắt, bằng thịt, thịt thì nó có lão quá rồi, nó có mây kéo, có gì gần nó kéo thành rồi mà có cái, thì mình gọi là mắt mờ, chứ nó làm sao mờ. Tại nó kéo mình không thấy, giống như mình đeo cái mắt kiếm, nó trong đi làm sao thấy, nhưng mà mắt kiếm nó dơ thì nó, mắt kiếm nó dơ thì nó không thấy, có vậy thôi. Vậy thế mà thậm chí cái thuật là nếu nó trong là ông lấy bằng niệm từ quan trong cái tâm giới này, còn nếu mà nó có hình ảnh gì đó là lấy điện từ dương của nó, chắc chắn phải pha cái âm thì nó có hình ảnh gì thôi. Rồi còn hỏi tiếp. Cõi bồng lai tiên cảnh có mấy nơi sinh sống, và người ở cõi này có được phép đi chu du ở trong trái đất này không? Thường thường á, mà nếu mình tu mà đền thành tiên ở bồng lai tiên cảnh, trái đất này là thì mình vào đó mình sống. Mà cái nơi nào trên trái đất nào mà có cái lục địa rộng á, mà không người ở, mà trong đó có cây hoa lá đẹp, nơi đó gọi là bồng lai tiên cảnh, là nơi tiên cảnh ở. Thì Việt Nam mình chắc không có, Việt Nam mình đất nó hẹp. Mà bên Trung Quốc á, nó có bồng lai tiên cảnh. Mà ngày xưa đó thì phái Nga Mi nó phát hiện cái này, nó mới vào trong đó nó tu luyện. Nhưng mà bị mấy bà tiên đuổi ra, mấy tiên đuổi ra. Khi mà tu mà nhìn thấy được chắc không dám. Có nghĩa là Thái Nga Mi mà nó tu luyện rõ mà nó thấy được rồi, nó vô hoặc còn đi ra thì không dám.
là tất cả vòng lai thiên cảnh, có nghĩa là lục địa lớn mà chỗ đó có cây hoa lá đẹp không ai tới, gọi là vòng lai thiên cảnh. Ở Úc có này, ở Mỹ có này, ở châu Âu có, ở châu Á có, châu Á có, duy nhất là của Trung Quốc thôi, chứ Nhật không có, Triều Tiên không có, mấy cái đảo không có, mà đảo là phải lớn như Úc, New Zealand không có, mà Úc không có. Bởi vì trong trên này có mấy cái châu, nó có một lai thiên cảnh, mỗi một vùng nó có, một vùng nữa là vắng người và cây cỏ hoa lá đẹp, ta gọi là vòng lai thiên cảnh. Nó có suối có nước, mình thấy được nó chi như cái đồng không gia ở Quảng Bình mình nữa. Mới phát hiện này có bao nhiêu năm, có mấy chục năm, chứ ngày xưa nó ai tới, nó rất đẹp, nó ai tới. Bây giờ phát hiện con người tới là cái kia nó tan, nên bây giờ đâu đi, mấy cái chỗ phải bây giờ đâu đi. Vì cái thế mà Trung Quốc nó lớn quá đi, không ai con người, cả 10 ngàn năm không tới, không ai tới được. Đó là vòng lai thiên cảnh. Còn ở trên tiên mà sống ở trên cực lạc thì gọi là tiên. Bởi vì trong tới 33 cõi trời giờ có 6 hành tinh tiên, hành tinh cực lạc gọi là hành tinh tiên. Còn mình ở đây, nhưng mà mấy châu mà chỉ có mấy cái châu nó có một lai thiên cảnh thôi, chứ không phải châu nào cũng có. Rồi câu hỏi. Chùa Bất Oai ở Hà Nội có giống với chùa Thiền Tâm Tân Diệu hay không? Chùa Bất Oai. Bây giờ đó thì tôi chưa đến chùa đó. Ở Hà Nội thì nó có hai cái chùa mà biểu tượng nhất của cái Thiền Tâm là chùa Bà Đá và chùa Quán Sứ. Là hai cái chùa này biểu tượng của Thiền Tâm đó. Ở Hà Nội là lâu đời nên còn chùa này thì chưa đến thiền không đánh giá được. Rồi con hỏi tiếp. Bây giờ chùa nào, bây giờ đi ra ngoài Bắc á, muốn biết cái chùa nào mà ta tu thiền tông á, phải vô cái chùa cái tượng Phật bằng gỗ muôn mộ kem thật đen đúng rồi không? Mà có cần là xem đúng là cái chùa ngày xưa của tác cổ ngày xưa làm ra, gỗ và gỗ muôn đen thui, nó bóng lượng bóng giống nó đen mà nó bóng, làm chùa đó là mới được tránh gốc là của thiền tông ngày xưa. Là vì ngày xưa cái gỗ nó về khó kiếm lắm, bằng mấy ông thầy thì mấy ông thiền sư mới kiếm được thôi, chứ người thường không kiếm được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, từ khi con mở kinh An Vị Phật nghe tới nay, con nằm ngủ hay mơ thấy bà con chồng họ đã mất. Người mất không nói chuyện trực tiếp với con mà thông qua người thân. Con thấy như vậy thì con đi đúng đường hay sai đường? Và tại sao như vậy? Xin Thầy giải thích giùm con ạ. Bây giờ đó, đúng ra mình ai như Phật phải dạy cái dùng nào, cái nhà nào thì cái loại âm nó mất hết. Những người mà mình thấy được là cái người đó là thích nghe, ta mới cho mình thấy. Chứ còn nếu mà ông tổ tiên mình âm rồi nó đi hết rồi. Nói đúng ra cứ nghe cái này là độ luôn. Mà trong kinh chùa Tân Diệu nó có cái kinh gọi là cúng cô hồn. Cúng cô hồn mà cô hồn nào chịu ăn thì cô hồn nó sẽ trở lại là người. Còn tổ tiên mình, ông bà cha mẹ mà chịu nghe cái này thì chắc chắn trở lại là người. Cái này là rất tốt. Cái này là rất tốt. 100 người tụng chỉ có 1-2 người nhìn được cái này thôi. Còn bao nhiêu ông bà mình không chịu nổi đi đó. Rồi con hỏi chứ. Mà ông bà cha mẹ mình không nguyên tắc á, khi làm rồi ngã quỷ, một mình vô cái dòng tộc để đi luân hồi, trả nhân quả nhau, làm vợ chồng con gái, hay làm cô hồn. Còn ông bà cha mẹ mình mà không đi làm ở trong gia tộc, ở đó họ không chịu lấy gì, ở trong nhà hoặc ra bồ hạ thôi, chứ không được là đi luôn hả. Mình phải hiểu cái nguyên tắc của nó. Rất hiếm mà có nhiều người á, nhờ cái này thì mới độ ông bà. Nếu vậy thì cái tụ cho ông bà mình nghe, rồi khuyên ông bà cũng nên đấy, khuyên ông bà cũng nên đầu thai số trở lại người để tu thiền tông.
Rồi câu hỏi thứ lỗ đen vũ trụ là sao, hải triều dương là sao, hải triều âm là sao? Cái lỗ đen vũ trụ là cái nơi mà trời đất thiên dương nó tạo thành cái lỗ đen để nó làm cái nhà máy sản xuất hành tinh. Nhưng mà nên nhớ rằng nó tạo có 50 cái lỗ đen, nó mới chọn được có một, nó sử dụng thuần hút điện từ, chứ đâu phải là mình thấy 50 cái lỗ đen cái sự thật nó sử dụng được con cái. Giống như mình đào giếng 10 cái con cái có nước, còn 9 cái kia nó có nước là nó bỏ. Thì cái tạo mà tạo luôn lỗ đen cuối cùng mà tạo đúng lực mà cái đó nó phát huy sản xuất được hành tinh thì trời thiên nhiên mới sử dụng, còn không thì cái lỗ đen nó quay không, trong đó sản xuất không được. Nói là cái lỗ đen là gọi là quay sức hút vật lý để tạo đến hút, nó tạo thành sự cuốn hút của vật lý để nó hút, nó xoay tròn cái hành tinh được và nó đi theo cái quy luật luân hồi được thì ta mới xài, còn không đạt tiêu chuẩn này là nó bỏ. Rồi câu hỏi tiếp, hải triều dương là sao, hải triều âm là sao? Trong cái đất này mình thấy mình lấy cái banh mình quay về nó bay một tròn thì cái từ trên nó hút vô, nó quay nó thành đi theo cái chiều, nó hút vô gọi là âm, còn chiều đẩy ra là dương. Thì mình giống như cái thác nước đi, cái trên nó đổ xuống rồi là âm, mà nó đi ra thoát ra gọi là dương đó. Thì nó tính theo vật lý, rồi hút vô là âm, mà mình không phải nó trên dưới được, bởi vì nó trái đất nó quay theo 84 hướng. Có lúc mà nó nằm mặt trên thì có lúc nó nằm ngang, mặt bắc, mặt nam, mặt đông, mặt tây. Có người hút, nghĩa là cái đầu nào hút vô thì gọi là âm, đẩy ra gọi là dương, không có trên dưới được. Mà biểu nó quay theo 84 hướng làm sao mình được, mình biết nó nằm ở nào đó. Rồi nói tiếp đi, thế nào gọi là rơi ạ? Cái lớp này là hút vô, mình nếm theo vật lý từ trên cây rơi xuống đất rồi là rơi, còn từ cái đất dâng ra rồi rơi ra. Thế giờ cái từ tiếng Việt Nam mình cũng phong phú lắm, thì thôi bây giờ nếu mà sử dụng đúng thì sẽ dâng ra khỏi cái đất, nó đi ngược cái sức hút, ngược sức hút vật lý của điện từ âm gọi là rơi ra, còn hoặc là nói dâng ra cũng được, muốn sử dụng gì sử dụng, có nghĩa là cái tập vào đó là giờ là hút vô, ra khỏi đó là đẩy ra, dâng ra, rơi ra thì mình sử dụng danh từ gì đó là mình sử dụng. Rồi con hỏi tiếp, thưa thầy, lúc con đọc kinh An Vị Phật lần đầu con nghe thấy đọc, thầy đọc con đọc theo sau, sau đó con tắt con tự đọc, liền khi đó nghe như có ai đang đứng kế bên mình, sau đó con đọc thêm lần nữa, con khóc như một đứa trẻ, tay chân mình mẩy con run lên, miệng đánh bò cạp nhưng vẫn đọc. Mẹ con nghe vậy mở máy kinh An Vị Phật, thầy đọc lên, sau đó con hết. Xin thầy giải thích cho con biết đó là hiện tượng gì, con có nên tiếp tục đọc nữa không? Tiếp tục không sao, cái đó gọi là độ dông, cái người đó là gọi là dông theo, thì nói cái dông cho nó dễ, cái người âm nó theo mình là ta thích, ta thích cho pháp môn, có nghĩa là mình tụng cái kinh đây, mình đọc cái kinh này không phải mình nghe, không cả người âm nghe hết, mà trong đó thứ nhất là ông bà cha mẹ mình mà chưa có thấy ông bà cha mẹ mình là những cái người mà ở trong mồ mãi và trong gia đình không chịu đi luân hồi á, thì người ta rất thích cái này, thì người ta đưa cái này ta sẽ nghe rồi ta tái sanh lên làm người để tu theo thiền tông giải thoát. Bởi vì thiền tông này 10.000 năm mới ra một lần chứ không phải đấy đâu, thời gian ngắn thôi. Thì người nào đọc vậy bây giờ tôi khuyên khi mà mình đọc mà nó có cái phản ứng về mặt nó thôi từ từ được rồi. Còn người nào mà thấy có cái thùng chiều thuận thì nên đọc. Thế cái đây là mình giúp
từ cái này duy mình đồng và có công đức, ông bà mình trở lại mình có công đức, chứ không phải cần gì, không phải mua sách mua máy cho ai. Cái này có cái dịp này mình chủ động mình mở cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Có phải bất kỳ đạo nào ra đời sau đạo Phật là đạo thánh không ạ? Bây giờ ba thời kỳ gọi là tam kỳ phổ độ. Tam là ba, kỳ là thời kỳ, phổ là cấp độ. Nó có ba cái loại. Loại đầu tiên là loại thần, đạo thần ra để mà nó cái kiềm hãm cái tánh hung dữ của con người, bộ lạc hung dữ của người. Là thời kỳ thứ nhất. Thời kỳ thứ hai là một vị còn năng còn giác ra đời mà mình gọi là đạo Phật, giải thích tất cả từ con người giảng dần trái đất tam giới Phật giới cả không vũ trụ. Đây là thời kỳ thứ hai của vị toàn năng toàn giác dạy. Sau vị thời toàn năng toàn giác là vị thánh lập. Đây là một tôn giáo, tất cả tôn giáo lập ra nhỏ vị thánh lập gọi là tôn giáo. Thì ba thời kỳ này tức vì sao mà nó có tương tự mà tương tự. Đầu tiên vị thần, thứ hai là một con người toàn năng toàn giác, thứ ba vị thánh. Vị thánh mà tất cả vị thánh lập đạo là đều chú ý vào cái gì? Linh thiêng quyền bí. Phải hiểu ba cái thời gian này và cái công thức lập đạo. Mà nếu mà nói ra, mà nếu mà nói gì cho đúng quá thì chỉ đạo thánh mới được gọi là tôn giáo thôi, còn tất cả kia không được, nó gọi là tôn giáo. Nên mình phải hiểu cái này. Mà cái này tôi nói ngắn gọn thật cho ông đi sâu nó không tốt. Rồi hỏi tiếp đi. Những người trong chính quyền vận động để xuất bản cuốn giáo lý thiền tông, như vậy người này có công đức không ạ? Gì lặp lại? Những người trong chính quyền vận động để xuất bản cuốn giáo lý thiền tông, như vậy người này có công đức không? Không công đức gì cả, giáo lý của đà được rồi. Bây giờ có vận động vận gì chứ còn ai dám cho xuất bản cái giáo lý này? Ông Phật chính đời Phật mà không biết ông trên gì nó chính đời chưa, con giáo lý chưa ra, giáo lý đạo khác ra, đạo Phật hoàn toàn chưa ra. Thì bây giờ tôi nhìn thấy thì có thể giáo lý đời Thích Ca không ra được, từ đó 80%. Rồi bây giờ nhờ động tay ai nhờ động ở đây không ai hoàn toàn ai đủ như thế vậy đâu. Mà tôi không nói chứ không có hậu quả khi mà giáo lý ra đời. Giáo lý ra sở dĩ nhắc được cái giáo lý vậy là để con người nó hạ bớt lại, nó hạ bớt cái tính tham đó lại, nó hạ bớt cái kiếm chấp con người lại để trái đất nó kéo dài được 3.000 năm sau vị Phật ra đời dài đạo. Bây giờ thì còn là 2.563 năm, còn 400 mấy, có thể trái đất mình kéo dài nổi đâu, hay là chết sớm. Thì cái vận động thì vận động tốt, có được là công đức vô lượng, nhưng mà cái chỉ số mà thành công cho giáo lý hoàn toàn còn zero, chưa có một phần trăm. Thì vận động thì tốt không? Giờ hỏi tiếp. Tăng vô nhất vật xưa kia thăng bằng nghĩa là gì ạ? Tâm mình không có dính một vật. Tâm mình không có dính một vật là mình phải thanh tịnh. Thanh có nghĩa là mình tu theo cái đạo Phật này nè, mình phải thanh tịnh và mình phải nghèo. nghèo khổ mới đi sinh chứ không cảnh giàu ai đi sinh. Rồi còn suy nghĩ, có nghĩa là ông Phật một thế tử tại sao không đi ra mà phải đi sinh? Đây là cái gương chỗ những người tu bỏ, lìa bỏ thế giới này. Chứ còn
Bây giờ nói thì lão ông không cần đi sinh, lão ra ngồi đây triều đình đem thức ăn rồi nó còn nghĩa cái gì nữa. À, thành ra một người tu dễ thoát phải thanh tịnh, thanh là thanh tịnh, bần là phải nghèo mới được sinh. nhưng mà nó đổi lại cái người tu mà sinh ăn ta gọi là khất sĩ. Đúng cái người mà tu mà muốn đúng đó, anh xin ăn thì đúng rồi, nhưng mà xong rồi phải ban bố pháp lại, xin một chén cơm phải trả, phải báo đáp nợ một hai câu, nghe câu kinh gì để cho người ta giác ngộ mới đúng là một khất sĩ. Còn bây giờ ông chịu khất sĩ đến hết thì cũng ăn rồi, ông xin cái đầu đi không được, nó không đúng rồi, không đúng rồi. Có nghĩa sĩ là gì? Là người sĩ tử, là người giác ngộ. À, cho tôi và tôi cảm ơn và tôi bố pháp lại, bố thí pháp lại, chỉ cho đạo phật nó là vậy mới gọi là khất sĩ. Bây giờ có nhiều khi mình ở đây nó sai, ông ngồi đó cái mấy người kia lại cúng rồi lại ông, ông không có bố thí gì hết trơn rồi sao? Cái tự ông gieo nhân quả thì cái nhân quả nó phải đi rất nặng, mình phải hiểu cái thế giới này, thế giới lý. Giống như người ta đưa tiền cho mình xài thì mình phải dạy học lại cho người ta. Hồi xưa mà muốn vô gia đình đó thì dạy học thì ta cho mình ăn cơm, dạy học lại trình trừ. Thì cái đạo Phật nó cũng làm trong cái giả này. Vì vậy mấy ngàn năm trước cái loài người nó không văn minh lên cao thì nó phải trao đổi bằng cách là tôi cho pháp, ông cho tôi cơm tôi ăn, nó quề. À, nhưng mà cái người mà bố thí này nó được lời hơn. Cái gì giáo trong giải thoát mà đâu phải đơn giản đâu. Có một chén cơm mà giáo ông đưa ông như vậy thôi, rồi lời quá rồi. Vậy mới đúng là một khất sĩ, một thánh tăng luôn. Còn bây giờ bố thí cho ông được ra đổ xăng ông chạy không mới được. Nó phải thành ra thuộc về phàm phu tăng rồi cũng được. Rồi bảo tiếp đi. Sĩ hiền nghĩa là gì ạ? Đọc lại. Sĩ hiền nghĩa là gì? Sĩ là người có học thức, hiền là người hiền, người học thức. Nói vậy thôi, đơn giản. Sĩ là người có học thức. Ha, hiền là cái người đó ta hiền lắm. Rồi hỏi em khác. Ma Vương từng nói với Đức Phật, sau khi Đức Phật diệt độ thì đệ tử của Đức Phật sẽ tu theo Ma Vương hết. Như vậy Ma Vương đó có phải là cô hồn chúa không? Không phải. Chứ ma là như cái là nó mờ ám, vua mờ ám. Hiểu không? Không phải cô hồn chúa. Chứ ma là mờ ám, vua là vua, vua mờ ám là sao? Con đi đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát mà con không giải, giải cái gì nữa đâu. Thì con tìm sự gì mà dương mới chứ gì nữa. Có nghĩa là cái gì phải nói cho rõ ràng đó. Còn này con đạo giác ngộ giải thoát con không biết. Con lời con nói gì đâu không. Thì nó chịu mờ ám rồi chứ. Để nó cúng tiền cho mình. Cái người nói mờ ám mà có người cúng tiền mình mới trở thành ma vương. Còn nếu mở không phải cúng thôi, không có thành gì hết rồi. Nên thì người ta bắt đầu ma dương xuất hiện. Còn con nói mà ám mà để vui cười thì không sao. Rồi hỏi tiếp đi. Nhờ buổi lễ truyền thiền mà nhiều nhiều người biết con đường về Phật giới. Như vậy những Phật gia được truyền thiền ở buổi lễ đó có công đức gì không ạ? Bây giờ là do cái người nói hai cái anh mà MC, cái người giữ mà đâu có gì công đức. Hai người phát ra, hai người MC nói ra thì cái hai người đó có công đức. Chứ còn dự lễ cũng vậy, đâu phải là tôi vậy. Mình đừng có tưởng đâu mình đến dự lễ được. Người ta nghe cái lễ mình là do cái nơi cái người phát, còn mình là chỉ người tiếp nhận thôi, chứ đâu phải là bố thí cho người ta. Chính cái người phát ra là gọi là bố thí, người đó không có công đức.
rồi có anh à, vị Trần Văn Khởi ở Lạng Sơn có hỏi như sau: bạn con hay nói với con và cùng một số người rằng tôi buông được, tôi không dính, đây là đánh người hay đánh thật nói ạ? Lặp lại. Tức là bạn con thường hay nói với con và một số người rằng tôi buông được, tôi không dính, đây là đánh người hay đánh thật? Không đánh người, đánh thật là đánh cổ. Nói chuyện nhiều lần nó tỏ vẻ là mình muốn linh thiêng chuyện trong cái bài nhắn trò, trong cái bài là gì nữa đó, cái bài diễn đàn khoe khoang này nó thuộc về cô hồ nhưng tên người nó đá nhưng phật nó ghét. Cái này không có tên người tên phật nhưng mà tên cô hồ. Trong diễn đàn nghe cho kỹ là gì, ba loại tánh, cái tánh nào nói về linh thiêng nói siêu tao này là tánh cô hồ á. Rồi hỏi tiếp đi. Nhìn người khác nói rất tức, suy nghĩ họ là Bồ Tát thử mình nên không tức nữa, đây phải là dụng công quán hay không? Cái phần này phân biệt rồi, ai nói gì nói, nhưng mà lấy ba cái căn bản tánh Phật thì nói về cái chân lý, còn tánh người thì khoe pha, cô hồn thì xưng này xưng kia. Đưa ba cái này lọc ra thì sẽ biết cái nó bị phân loại tánh nào. Trong cái tánh này nó có ba loại tánh thôi chứ không có nhiều, rất dễ. Mà bây giờ diễn đàn người ta đã nói rõ rồi đó, một cái căn cứ dạng thế này, chứ đầu tiên ta không nói đâu, từ 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 ta phải nói cho rõ hết. Rồi câu hỏi tiếp đi. Đại câu hỏi, cái gì là đặt câu hỏi rồi tiếp. Qua đây mà. Ngồi ghế là ngồi. Thì vô chú cho con hỏi là tâm cảnh không dính nhau, vậy con xin chú đã giải thích và phân tích rõ cho các này cho con cũng như tất cả mọi người đây biết được không ạ? Lặp lại. Tâm cảnh không dính nhau. Tâm cảnh không dính nhau có nghĩa là gì ạ? Ở trong cái bài ấy gọi là tâm cảnh không dính nhau là giải thoát, phải không? Tâm là cái sự thấy của mình đó. Cái cảnh là cái vật và trước đối diện mình đó. Giữa cái thấy và cái vật nó không dính nhau. Thì bây giờ thì trong đó nói là tâm cảnh không dính nhau là giải thoát, thì con hiểu giải thoát như thế nào? Bây giờ con đi ra ngoài phố thấy bán xe đẹp quá, cái xe là cái cảnh, còn cái thấy con là cái tâm. Nếu không dính nào thì con có dính dáng gì cái chiếc xe đó. Còn nếu con ngồi về là sao? Bây giờ này con phải giữ, có giải thoát rồi không? Mới vừa đi ra kia, mới vừa đẩy ra kia, chậm dừng chạy. Rồi sao? Có nó khổ mình đó, dính. Nhưng mà nếu mà vừa đẩy ra thằng dính chất chạy con người mới vậy thôi, còn không có con buồn rồi còn dính là con khổ, bắt đầu đi vào tứ khổ của con người. Rồi con có hỏi tiếp. Câu thứ hai của con hỏi là tám phần từ phần giới và tam giới một thân con người để làm công đức, khi làm công đức được rồi trở về phần giới là một là kim thân phật, và chú cho con hỏi là thân tứ đại của con người tự tan rã hay đi về đâu ạ? Thân tứ đại của người tan rã đi về đâu vậy? Tan rã hay đi về đâu? Con người mình là đất nước do lửa mà, mình hết thở không khí gì đâu, biết gì về không khí? Nước là gì? Là máu. Thông chia đất lên thành nước, đất thì ra đất hơi ấm thì nó trở về cho cái ánh sáng mặt trời. Tức kia là hết cái này nó phải trở về bốn gốc của nó, không có chạy đường nào cả. Trên cái đất này không có mất cái gì mà không phải mặt để nó tụ hồi lại. Một số lượng máu nó tụ trong con là nó cũng vương tập từ trong nước đi ra, mà khi nó không vô để được thì nó trở về nước.
con không nó thở vô thì nó ra vô hết thì thôi nó về chỗ đó. Đó là cái thân con mất thì nó sẽ trở về cái tứ đại. Còn bây giờ thì con chưa có hỏi về cái tánh đâu, có hỏi chưa có hỏi không? Nếu mà hỏi chú trả lời không không. Mời gì tiếp theo? Đi hết câu hỏi gì sớm hết hả? Hỏi đây là gia hàng 5 phút. Gia hàng 5 phút nữa bà ai hỏi không? Quý vị cứ đặt câu hỏi ra, 5 phút nữa. Tình hình này nghỉ sớm rồi hả? Thưa chú thông báo là giờ chú Trực tới đó thì có trả lời và hiện giờ con có trì chùa đã nhận gần 200 câu hỏi. Thì tới đó bây giờ muốn tham gia thì mai mốt thất tham gia thì phải đợi người ta trả lời hết câu hỏi mới được hỏi. Tại vì 200 câu hỏi này thì sợ là buổi sáng cũng chịu không kịp nữa. Mà nếu mà hỏi ngắn gọn cho trả lời ngắn gọn thì kịp, chứ mà hỏi rồi theo cái kiểu hỏi về dưa thì nó mất thì giờ sợ kịp. Thì đó bây giờ thì cứ tuần tới muốn tham gia thì cứ nhận đặt, nhưng mà nên đặt là đưa thẳng cho ban quản trị để người ta đưa vào để sắp xếp. Vì tới cái ngày này có một số báo lên đặt câu hỏi nhiều, nhưng mà số báo nó chưa có được câu hỏi, nhưng mà sợ nó đột xuất. Tại vì ta đến đây thì thống viên thì nó được quyền phỏng vấn mình đột xuất, nó không nằm trong cái hệ thống mà đặt hỏi trước. Thì cũng thông báo nếu có thì giờ thì đến. Thì cái buổi cuộc để đáp này nó cũng quan trọng là gì, tôi thấy rất nhiều câu hỏi rất hay, thấy không? Thì thôi bây giờ bữa nay hết thì thôi giờ về sớm rồi, cảm ơn rồi. Rồi, giờ hàng 6 phút này. Thưa thầy, em có hỏi là khi người tu thiền tâm thì con đã biết là khi bỏ sát thân rồi thì đi đâu cũng biết. Nhưng mà nếu mới nói với cái người mà không tu thiền tâm hoặc là không tu một cái pháp môn một tí nào thì sau khi mà mất thân rồi thì theo những cái phong tục đó là 21 ngày thì mở cửa hàng. Thì như vậy nếu như không làm người nhà không làm thì đó thì cái người mà mất nó có thể gì không? Lặp lại, cái người mà không tu con thiền tâm cũng không nói không tu pháp môn nào luôn, mà khi mà họ mất đó là khi trước 21 ngày mở cửa mã, nếu mà không có mở cửa mã thì họ người đó có thức dậy được hay không? Bây giờ thế giới vật lý này tại đó là cái thuật thôi, nguyên tắc tu thì tu phước thì lên phước, còn không tu mà làm ác thì xuống rồi ác. Còn mở cửa mở giờ mãi chứ bây giờ thì người ta chết nó thiêu nó không mở đâu, làm sao mở? Cái này là cái thuật của cái đạo lão thôi, không có mở gì trời ơi, thêm quy luật luôn mà. Lương mãi lương hồi là nó quay bắt buộc nó theo quay cái quy luật đó, không có cách nào mở cũng vậy thôi. Nhưng mà ngày xưa á, nếu mà mình làm vậy thì được rồi. Khi mình chết mà không chịu rời dòng tộc đầu thai cứ ở trong mồ mả không là phải mở, nhưng mà mở rồi cũng vậy, đúng giờ nhất nó phải thức dậy thôi. Người ta nói là chết 3 ngày thức dậy bắt buộc mở, người ta nương vào lão tử, nương vào cái gì trước 3 ngày chứ giờ không mở cũng như chứ làm sao ngủ hoài được. Mình cái tứ đại mình thì nó mệt thì nó ngủ, mà người lớn á thì ngủ 8 tiếng, người già ngủ 4 5 6 tiếng thôi cũng có nhiều. Đừng có tới giờ thức dậy khi mà ngủ bằng điện từ âm dương nó cũng nằm tuân theo quy luật này chứ không khác.
nên tự nhiên nó cũng giống trong cái gì vật lý thôi, nó quay mình ở đây quay tứ đại nó mệt nhiều hơn, còn nghĩa tự nhiên nó mệt đến hơn, nó cũng mệt đến hơn, nó ăn thanh cao hơn, tứ đại ăn nó thô hơn, còn nó chịu mở cơ mà là do đạo lão không bày ra gì thôi, chứ mở mở vậy mình ở đây mở vậy, ví dụ mấy ông đạo thiên chúa có mở không? Rồi ta cũng ra vậy ha. Rồi mà cái đạo Phật mà, mấy cái người mà cái đạo Phật chánh nó không mở đâu, chỉ có cái đạo mà gặp theo mới mở thôi, người ta hiểu lầm. Cho bây giờ thì nói thiệt ra giờ đây vừa rồi tại sao năm rồi giáo hội nó cấm nó đốt cái tiền vàng mã, rồi năm nay nó cúng sao cấm sao, cái đó là từ từ giáo hội cũng hiểu được để được dùng lại cho nó đúng. Bởi vì dân tộc mình nó là phải dùng trí tuệ, hiểu cái gì hiểu cho đúng, đừng có hiểu sai. Còn sở dĩ mình hiểu sai đây là vì mình nghe người ta nói rồi nói lỡ thôi, nghe cho đối xuống nói cũng nghe lỡ, nghe thầy nói nghe lỡ chứ không hiểu à. Bây giờ mở không mở gì cũng thân vui quy lực đơn hòa nhân hòa linh hồn ở đây, cái đồ chúng ta nó không có ngủ đâu, mà ngủ lâu nhất là 8 tiếng thôi, không nhiều đâu, lâu nhất là 8 tiếng chết chiều nay gần sáng mai thức dậy rồi. Còn nếu mà giảng sanh trong vòng có mấy tiếng lên nó thức dậy rồi, còn mà trong vòng trở về người Phật giới trong vòng 5 giây là tới là thức dậy rồi, tới đi rồi. Mình hiểu cái nguyên tắc này, nguyên tắc quy luật nhân quả rồi, nó có từng cấp chứ không phải ấy thôi. Yeah, hiểu giờ còn tặng mắt thì còn hỏi tiếp. Con kính thưa thầy, cho con hiểu được. Cho con xin hỏi câu thứ hai là cái trong đám tang của thường hay mấy là cái người ta hay mặc cái trang phục màu trắng đó. Như vậy là cái đó là cái chuyện của người kia gian đặt ra, nếu mà không mặc thì phải có tang, ta không hiểu gì đúng không nào? Lặp lại, trong đám tang á, thường thường người ta mặc nguyên một đồ trắng á, cái đó là do con người đặt ra hay là như thế nào? Không, con người do Trung Quốc á, Trung Quốc á, bởi vậy thành ra năm này nó xuất phát từ văn học Việt Nam, văn học Việt Nam nó có nói là tang trắng, vì nó để đề cập cái tang trắng là cái màu trắng, được nằm trong văn học. Mà cái này là cái gốc này là nếu người Việt Nam mình nói đúng là do ông Nguyễn Du Thiết Du đặt cái chuyện này trong Thiết Kiều, nắm trong đây dần tan trắng này nó nằm ở trong Thiết Kiều, trong Nguyễn Du à. Chứ bây giờ thì này cả con ngày xưa nói sao phải làm vậy, thì cái chữ trắng này thì hứa tổ tiên con sẽ là trong trắng sạch sẽ, tổ tiên dặn gì con làm vậy thôi, chứ mà cởi ra được mặc đồ đen bình thường muốn làm gì làm. Cái này là do cái Việt Nam mình ảnh hưởng đến truyền kỳ Nguyễn Du, mà cái gốc này thì nó nằm ở bên Trung Quốc. Mình bởi vì Việt Nam mình suốt nhiều đời lịch sử 4.897 năm, bốn thời kỳ Bắc Hồ, Trung Quốc cái gì nó lệ thuộc bốn thời kỳ gần cả trên 1.000 năm, thì bây giờ Trung Quốc làm gì phải làm vậy thôi. Cái đó là cái đó theo cái phong tục, cái này là đây là cái do con người đặt ra thôi, chứ còn nó không phải là sự thật. Thì thôi bây giờ tổ tiên mình làm phải làm lại, còn bây giờ thì tâm nó ra đời để nó chuẩn định toàn bộ bất cứ cái gì mà con người có trên đất này, nếu làm thành đúng thiền tâm thì tôi bảo đảm là dân tộc Việt Nam không mê tín một chút nào đâu. Tất cả người Việt Nam mà người nào trong cơ tứ nguyện giáo lý đạo Phật thì trong quan toàn biểu mình ông ấy tính thì ông cúng thì cho 100.000 nó còn cúng được, khi nó hiểu rồi cũng xài lên, thì cũng mong rằng để giáo lý đạo Phật mà ra được đường mà còn dân Việt Nam biết giống như là đội bộ bảo hiểm Việt Nam làm cái đội biết là bị bộ bảo hiểm. Bây giờ gặp có ông nào ra ngoài đường mà không đội mũ không, lâu lâu cũng mấy ông gà nói chứ nếu mà giáo lý đạo Phật thì nó là tất cả.
cả đều xóa hết mê tín, nhà nước không cần bỏ. Vừa rồi á, nhà nước báo cáo rằng bán cái chỗ mà nó bán với tiền nhà bán trên 1.000 tỷ Việt Nam. Nếu mà lấy 1.000 tỷ để chỉ sử dụng cho dân, cho những người mà tay kém may mắn được lợi rất là nhiều, thì mong rằng nếu mà giáo lý được ra là một cái xóa toàn bộ, biểu anh cúng biểu anh lại cũng lại, nó hiểu hết rồi, hiểu quy luật trên cái đất này, cái thế giới này, rồi người kể con người Việt Nam. Mà tại làm sao Đức Phật cũng giao cho dân Việt Nam công bố vị trí này, đây là vị quý dân đến từ cùng thôi. Đó, thành ra tất cả những cái gì mà lạc hậu triều tông sẽ xóa hết để cho con người Việt Nam nó sáng suốt lại, đừng có mê lầm bất cứ gì hết. Mấy dân tộc con rồng cháu tiên mà đây mình được tuổi cháu tiên mà ngon lành quá mà đi cúng không được. Rồi thì con thắc mắc phải tiếp đi. Dạ, người tu theo pháp môn Thiền tông mà khi mà quỳ lại ai đó hay thắp nhang gì đó sẽ mình sẽ công đức bôi đen. Ngoài cái quỳ lại đó ra còn có cái nào để công đức nó bị bôi đen nữa không thưa ạ? Mình cầu xin là bị bôi đen, có nghĩa là mình tự hạ thấp cái bản tánh Phật của mình xuống là bị bôi đen. Bất cứ đối tượng nào, có nghĩa là mình bởi cái đạo Phật thì thôi là không có cầu cúng lại được bất cứ ai. Mà muốn thì chỉ cúi đầu cảm ơn nha, nhớ có lại cúi đầu cảm ơn mới được, hoàn toàn có lại bị bôi đen này đó. Tất cả những cái hành động mà lại cầu xin là bị bôi đen, không phải là con người mình là ngỗ nghịch đâu. Người ta lớn mình cảm ơn, mình vẫn có đâu mà không lại đã làm cái gì. Ông cũng là có tánh Phật, tôi cũng tánh Phật, không có tiền ông giàu vậy thôi, tôi có tiền tôi nghèo vậy thôi, chứ là ai cũng giống nhau, thì ai trong người cũng đều có Phật tánh như nhau. Vì thế mà Đức Phật nói ta là Phật đã thành, còn các ông bà là Phật sẽ thành, cũng giống vậy thôi, nhưng mà ông đi trước ông đi sau thôi. Mà Thiền Tông trong đời đã giải thích cho tất cả những cái chuyện gì có trên cái đất này đừng có làm. Đức Phật Thích Ca muốn cho dân tộc Việt Nam mình không có lầm bất cứ cái gì, chứ không phải là ông đã từng Đức Thích Ca đã đến nước Việt Nam rồi đúng không? Ông đã đến rồi mà tại vì ông nói không phải là về cái đạo, nhưng mà trong kinh đã nói ông đã từng đến nước Việt Nam. Ông Thích Ca là đến, ông đi bằng cái nào không biết, trong lúc ông thành Phật ông vẫn đến nước Việt Nam, ông mới chọn cái nước Việt Nam để công bố vị trí ra. Đây là cái danh dự rất lớn mà mình không nghe, mình không ai giúp đỡ thôi, chứ giờ thì tôn kia bổn phận nói ra thôi. Rồi con thắc mắc con hỏi tiếp. Bây giờ con đòi là mẹ cũng không trả, theo mày thì con có nên
lập là trước kia mẹ của chị này là tu theo pháp môn Tịnh Độ. Vừa rồi á chị này có cho mẹ mượn cái đài để nghe 36 vị tổ. Thì từ khi mà mẹ nghe thì mẹ không còn niệm Phật nữa, cho nên thích nghe. Thì cái chị này có đòi lại thì mẹ không chịu trả, thôi là thích để cho mẹ nghe. Vậy thì chị này phải nên làm sao? Thì còn có công đức á, cúng dường được một đạo nhân vô tu vô chứng rồi đó, ba người thôi đủ sức về đó. Thì đó, tuy là vào đời này là mẹ con, nhưng mà đây cũng là một con người có duyên nợ với nhau, mới là mẹ là con, đây là do cái nghiệp. Còn con tức mẹ con cũng là một con người, con độ bất cứ ai mà ta hiểu cái này thì con có công đức. Cái thuật này đã thay, không có tốn gì hết. Con đòi là đây là cái, nếu mà mẹ con không chịu trả liền thật giữ lại, tự nhiên con có công đức. Nhưng mà chuyện đó con đừng có nói vậy, để làm tin tưởng thì công đức nó trộn nhẹ. Cái nữ nói nhận mẹ nhờ con rồi thu hồi con được, nó bầu liền chắc cả lên là con cô nè. Rồi con hỏi tiếp. Dạ, con có nghe trong sách, nhưng nghe mấy lần thầy nói là cả Như Lai cũng dám phạm điều luật nhân quả trên thế giới này, nhưng mà con nghe thầy chứng đáp nói là có người mà gia đình bị chết trục là mình cho cái mở cái kinh hàng niệm Phật, như vậy là mình có phạm điều luật nhân quả, như vậy mình có bị sao không thầy? Xin thầy thay thế cho con nhỏ. Chị nói là Đức Phật cũng không dám xen vào chuyện nhân quả của người thế gian này, mà khi có những cái gia đình mà có những người thân mà chết chồng á, mà mình đưa cái kinh ra gì Phật để cho người ta xóa được cái hiện tượng này á, thì mình có xen vào chuyện nhân quả của người ta hay không? Nói là mình mở cái kinh ra gì Phật cho cái những cái gia đình mà chết chồng á, để họ thoát cái hiện tượng này á, thì mình có xen vào cái chuyện nhân quả của người thế gian này không? Cái này chết trùng nó thuộc về trùng hộp, nó kéo về về âm, nó trùng hộp của âm nó mới chết trùng. Còn cái này là nó là tự nhiên để nó phá, mình không có ăn thua gì, nhưng mà mình độ được cái này thì tự nhiên nó ta không còn nữa, không còn nữa là mình chỉ có phước đức thôi. Chết trùng mà cái con chết trùng còn chỉ phước đức thôi, không phải là mà khi mà nghe ta hiểu được con mới có công đức phá. Ví dụ trong gia đình nó bệnh mà con đem thầy con tụng cho người ta nghe, ta hết bệnh con có phước thôi, chứ không phải là có công đức đâu. Chừng nào cái người đó hiểu cái này, theo cái này còn có công đức, cũng một cái chân kiện. Nhưng mà người ta hết bệnh thì nó khác, còn ta hiểu ta dạy nó khác đó, nên phải hiểu cái này mà nó cũng hiếm lắm chứ không phải dễ đâu. Thì còn có coi cái chuyện là người mòn có cung kiều thì cũng mấy đấy, mà vô đây đâu có làm cái gì mà đổ hết bệnh, đâu có làm gì đâu, chỉ vô đây nào mình bước vô đây rồi thì mấy cô hồn không tới nữa. Hơn nữa đọc sách thì còn chết, thì đọc sách thì nó chịu. Bởi vì tất cả những người mà cô hồn nhập xác trị bệnh rất hay là cái chỗ này nè, ở ngoài tác động vô nó mạnh nó không ra, mà trong làm sao mà nó cảm thông được ở trong người của mình á, nó thu nhận được vào trong cái tạng thức của mình thì cô hồn mới ra. Cô hồn nào cũng chạy ra, kể cả hồn chú hồn cũng chạy ra, nó là cái thuần đẩy mà. Nhưng mà cái này là chỉ nói vậy thôi, chứ còn người ta hiểu lầm. Ví dụ ta bệnh về cái vấn đề mà cái bao tử ta bị lép rồi mình đem đền tụng đế chân nó chết luôn, nó tự chỉ là ai mà bị âm á thì cái ăn vi phần nó mới trị hết, còn mà bị gì cơ hoặc bị gì chi trùng bị gì gãy xương gãy cốt thì thôi đi mấy ông bác sĩ, chứ đừng có vô đây. Đây là chuyên môn nọ dễ, mà bây giờ cái thế gian này nếu mà bệnh về buồn rầu này kia nọ là nó chiếm rất cao, vì cái thiền tông ra đời, cái ăn nhiều phần ra đời để gì, để nó xóa bớt một phần nào thôi. Đừng có hiểu lầm, đang bị ung thư mà đưa này tổn thương nó chết cột sống nữa, thấy không?
trong mắt nhiều mọi tiếng. Con cứ cầu, con nghe nói là người là có phúc đức, thứ gia ác đức là không có tiếp nhận được pháp môn này. Con mà các bác các chị ở đây mà gặp cái pháp môn này thích như vậy là các chị các bác trong đó có con gì là mình không có phúc đức, không có ác đức, mình có công đức, có đúng không thầy? Là vì nói cái người có phúc đức và ác đức nhiều thì con thể nào thành pháp môn này. Vậy thì tất cả những người có mắt ở nơi đây thì có phải là những người không có ác đức và không mà không có phước đức hay không? Có mặt ở đây mình đều có tưởng đâu là công đức, phước đức, không phải. Nó sẽ có lẫn lộn ở trong. Tại sao có nhiều người họ tu, họ đến tu vô kiền tông, sau này họ phá kiền tông? Chứ vậy đây rồi. Có nhiều người họ vô kiền tông để họ phá kiền tông. Có người tu thiền tông để mà họ tìm đường trở về Phật giới, chứ không phải ai vô thiền tông cũng là giúp hết, đừng có quan niệm tất cả. Nhưng mà những người mà những nghe mà cảm nhận được thì người đó chắc chắn đã có công đức trước rồi, hoặc là được A Di Đà họ ký rồi mới dám mới cầu nghe cái thiền tông. Còn nếu mấy người không có hai cái vật này, không có mong cầu để được cầu 5 phút chạy, người nào giỏi lắm 10 phút cũng đi. Bởi vì mình thấy vậy nè, có nhiều người ở vô kiền tông là nó có cái sứ mạng đi vô để làm cái gì. Nên nhớ mình đừng có tưởng ta vô kiền tông là hoàn toàn là theo anh có đó. Cái này là ta biết, nhưng mà nguyên tắc phổ biến ra thì ai nghe mình cứ tiếp nhận, ai hỏi mình cứ tiếp nhận thôi. Còn như thế nào thì tự người đó biết. Bởi vì tại sao mấy người ta chửi rồi thì tông mà thì tông tưởng vui đâu có nói vậy. Biết người nào chửi như thế nào, chửi để làm cái gì? Thiền tông ra đời mà không có người chửi là quyền nó chết số luôn. Nhờ có người chửi thì nó mới nổi lên. Cái khẩu người chửi ta nó chết sâu luôn. Nó nói mày nghe, nếu mà tu thì tông mà không có người chửi gọi là tu mặt tẳng luôn, là nó chết luôn, nó chết chìm luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, như có bà bác cho tiền con rồi xong con đem tiền để con tạo công đức, thì bác đó có công đức không thầy? Xin thầy sẽ để cho con nghe. Con cảm ơn thầy. Dạ, như này có cái người bác á, cho tiền chị mà chị lấy cái tiền đó đem đi tạo công đức á, tại vì cái người bác nó có công đức hay không? Là sao? Tức là có người bác cho tiền chị, người chị mới lấy cái tiền đó đem đi tạo công đức, vậy thì cái người bác cho đó có công đức hay không? một phần nhỏ có mà chứ phần nhỏ thôi, mà quan trọng là con. Nếu mà người bác đó nói giờ bác đưa tiền cho con làm này để có công đức thì chia đâu đó. Còn nếu mà tặng con hay một xài khác cũng xài để làm này thì cái người đó một phần nhỏ thôi. Mà trong kinh Địa Tạng đó là cái người được, cái người đích thân được 7 phần, cái người được kia 3 phần. Cái Địa Tạng còn nâng cao lên chút, chứ thiền tâm thì nó chỉ bằng 1 phần 10 phần, chứ không có đủ 3 phần như cái Địa Tạng nói đâu. Rồi mà hỏi tiếp đi. Nửa tam muội là gì? Xin thầy giải thích giúp cho con hiểu rõ. Nửa tam muội là nó đốt cháy tất cả cái gì là đến đó. Bởi vì cái lửa tam muội nếu mà tính ra ba đây là cái lửa mà mình nấu mà mình đốt vàng là 1000 độ, đốt sắt 1500 độ, lửa tam muội là 1000 độ. Đó là nó đốt tất cả những cái gì chân chất này đốt tiêu hết và lửa tam muội đó là lửa mặt trời. Vì thế mà nó cách mấy ba mấy ngàn cây số mà tới đây tiêu một con đầu thì hỏi chứ mình ở gần đó là ai là tâm. Vì thế mà mấy nhà khoa học á nó tưởng là dùng phương tiện để thám hiểm mặt trời vô nên nó đốt cháy, nó không dám lại gần đâu. Nhưng mà nó có thám hiểu thì nó được gần thôi chứ nó không đi lại xa. Xa nó lửa tam muội, tam muội là 3
nó ba cái loại mà nó phá được tất cả cái kim cương của một đống giấy luôn. Đó, lửa tâm hồn mà nó cũng kêu rồi, không phải là lửa tâm hồn là nói về lửa mặt trời, em mà phải tại gốc, tại gốc, tại gốc nó nên bây giờ nó lớn một cái hero. Thì cái hero này nó phát ra cái cường lực vậy, nhưng mà không phải là cái lửa này mà tự nó phát, mà trong cái loại mặt trời thì nó có gọi là cái viên thạch đó, viên thạch phát điện. Hero nó bám ở trong cái này, nó cháy nó phát ra cái gì kia, cái gì nó lên cái kêu là nó kêu rồi, tức là lửa tam hồn, chứ không phải là nó phải lửa lửa phải cháy này. Nhờ nó mở cái nhà đồ trong đó là nó gọi là cái đá tam hồn, đưa cái lửa nó đưa vô, khi nào nó đưa vô nó phát ra cái nhiệt rất cao. Vì thế mà về sau đó mà nếu con người mà nó phát minh ra được cái bồn quan tử thì nó lấy từ cái gốc đó ra, có nghĩa là nó phát lại cái ánh sáng mặt trời này. Bây giờ mình ở đó, ở ngoài trời mình thấy 50 độ ha, phát lên được còn mấy ngàn độ cũng bằng ánh sáng này, rồi vô quan tử giống như nguyên tử là một hộp cát nhỏ xíu, hộp bụi nhỏ xíu mà nó là hộp cái hộp bụi đó, nó quấn lại hai cái điện tử vô, hai âm dương nó đụng ra nó cháy, nó phát ra cái gì là 1000 độ. Thì cũng do cái này, do cái gọi là phản ứng khoa học, nói theo cái này gọi là phản ứng khoa học. Lửa tâm hồn nó cũng theo khoa học chứ nó không kỳ khác. Trên thế giới này, vì thế giới này muốn sinh muốn diệt thì phải thời kỳ quan tử mới diệt được thế đất này. Còn nếu nguyên tử, điện tử hoặc là diệt thành không, diệt được một phần nhỏ, muốn tiêu diệt thế đất này phải bằng bùng quan tử, nó kích hoạt lên là mình đang đi kích hoạt lên một cái đang 40 độ lên là 400 độ rồi sao nó nướng rồi luôn đó. Rồi lúc đó rồi ai dám đi ra đường làm mình ở trong bóng mát nó lên còn mấy trăm độ luôn. Đó là do cái khoa học nó phát triển để đi tới cái thời gian là chuyện và thành phố của anh em đi theo quy luật luân hồi của trái đất này. Rồi còn có bài thi người tu thiền tông ăn mặn cá thịt có bị nhân quả trả lại những thứ mà mình ăn không? Cái nhân quả này nè, khi nào mình ăn con cá thịt, đây là cái loại để cho con người ăn thôi, nhưng mà mình ăn mà chất đạm trầu nhập đó, thì nó độc, nó dễ sẽ gây bệnh hơn. Còn chất đạm thực vật ít bệnh, bệnh trùng hợp mà ít bệnh. Vì thế mặt động vật tại sao mà mấy người ung thư mà ăn thịt con heo nó phát nhanh lắm. Theo vì nó ăn con heo nó đã ăn không mất hết rồi. Ăn rau cải nó chậm lại, đó cũng là chất bổ nhưng mà thực vật. Còn thiền tông này nó không nói tới cái chuyện mà ăn mặn, cho bây giờ anh muốn về một giới có công đức anh về, mà công đức anh có rồi thì những cái âm lực dương lực ở trong thế giới này nó không có thua gì. Bây giờ mình hiểu nguyên tắc thoát ra quy luật dương ngoại luân hồi, nó không phải thoát ra bằng cái gì cả, mà cái ông thần quản lý tánh mình á, tính phật của mình á, ông không quản lý cho mình về làm sao cũng được, có nắm được cái mình thôi. Còn ăn chay mặn thì vấn đề, nhưng mà có thể ăn mặn á thì cái theo quy luật vật lý nó mặn lắm, thành con người khó mà thanh tịnh. Thì cái này tôi chỉ nói sơ thôi chứ không muốn đi sâu vào tất cả những cái gì nó mổ bằng thực vật thì nó thanh hơn, còn mổ bằng động vật nó trương hơn, nó thanh tịnh. Mới lại là cái chuyện ăn chay mặn, ăn chay ăn mặn này nó xuất phát từ từ bà Võ Tắc Thiên đó. Trên trước bà Võ Tắc Thiên Phật giáo còn ăn mặn không chay, vì khi bà ngộ đạo rồi đó mà thấy là cái đạo Phật quá hay thì không thể một ông thầy
Còn thánh tăng mà đi ra đi xin ăn thì phải mới nói tất cả những vị tu đều phát cho đất trồng đĩa các nhà cho ở, không lẽ dẫn đến là nuôi con này con kia. Đạo Phật cắn sát sanh mà nếu mà nuôi thì mình phải giết rồi. Vì thế nó xuất phát cái câu chuyện mà ăn chay từ cái lúc mà bà Võ Thập Thiên vua nước Đường ở bên Trung Quốc, đó là từ đời Đường Tổ tới bây giờ thôi. Chứ trước đó không có đâu, trước đó không nói ăn chay mà có cái gì hết á. Gặp con thú á, con thú gặp trái cây ăn trái cây. Sau này khoa học văn minh rồi nó phân định rằng ăn thực vật ít bệnh hơn ăn động vật. Đó thì là cái phong trào ăn chay nó mới có từ cái lúc mà khoa học nó xác minh. Mà nói đúng ra nó đúng là lúc từ Osawa, nếu mà tính tới cái Osawa là 1960, ông viết ra quyển sách này Osawa, từ kiểu Osawa. Đến năm 1965 ông ra Huế, ông có giảng một cái chương trình từ kiểu Osawa ở Huế. Đó là nó xuất phát từ đây, có nghĩa là nay mới có mấy chục năm thôi. Chứ trước nó không có, trước này nó không có. Còn bây giờ ra trong chùa là hàng trăm ra cải là gì, không để đi giết con gà ăn cũng được, sắp nhắm xanh. Vì thế mà nó có cái ăn chay là từ cái lúc bà Võ Thập Thiên, từ vua Đường tới bây giờ. Rồi câu hỏi chính. Con tu theo pháp môn Thiền Tông mà người nhà ghi tên con để lúc sau cải hạn, vậy con có bị sao không? Không, thôi vậy đó. Đó công nhận với cái chuyện đó, nha, đừng có lo. Rồi câu hỏi thứ à, thưa bác, cháu chia sẻ nội dung giải đáp của bác gây sốc lên các nhóm cộng đồng người Việt ở nước ngoài, việc này có nên không ạ? Cái gì? Thưa bác, cháu chia sẻ nội dung giải đáp của bác gây sốc lên các nhóm cộng đồng người Việt ở nước ngoài, việc này có nên không? Bây giờ thế giới, bây giờ nhà nước mà cho tự do mà được có động tới an ninh chính trị quốc gia thôi. Còn này mình xe cái này là mình giúp cho người ta tốt, không nên tính gì đâu. Tính cái này mình làm là để mình có cái kêu phước đức. À, còn mà người ta hiểu thì con có công đức. Nó có hai cái giấy đưa lên cơ bản Facebook hay là YouTube, nó hai cái dạng, một là cô tạo được phước đức, hai là tạo được công đức. Đừng có lo, tuyệt đối về tổ quốc đừng có xâm phạm tới, về an ninh quốc gia đừng có làm tới, thì rất tốt. Mà cái này bây giờ nó khuyến khích, mà khuyến khích là thời buổi này ra thì con mới hiểu được, con mới phổ biến. Chứ trước cái này con phổ biến con không hiểu, con không được, không biết cái, không biết cái phước đức là gì, công đức là gì, tánh phật tánh người là gì, nhân quả luân hồi vật lý âm dương thì không biết chút đâu. Bây giờ biết nói mà ta nói bằng tuần tự bằng khoa học đàng hoàng, từ cõi vô hình và hữu hình ta nói bằng khoa học, chứ không phải nói một cách mơ hồ. Đó, thì con làm vậy thì rất tốt, nhưng mà có một điều, an ninh tổ quốc đừng làm hại quốc gia được thì rất tốt. Rồi hỏi tiếp. Dạ, anh có hỏi như là dịch 2:10, 2:20 thế đó ba quán chị chùa xin nhìn với giải đáp ngày hôm nay. Thế giới này nó là
tứ khổ, cái làm sao chuyện không có làm gì được mà mình lo cho mình thôi. Khổ nhất là cái gì? Mê tín. Mà giờ mình biết hết mê tín là hết khổ. Hồi xưa mình không biết cho mình đi lên xuống xuống châu đốc mình lại hoài, năm nay mình đi nó đỡ cái khổ đi. Mà đi cái khổ không phải là nó tốn tiền, mà một lũ xe nó đụng hai ba tiếng khổ, thấy không? Đừng có làm cái gì hết, có nghĩa là mình lo mình trước đi, mình bớt cái mê tín đi, hết cái mê tín rồi mình khỏe cái mê tín ở chỗ này. Nếu mà bà con dòng họ mình biết nữa thì mình giúp. Chừng nào bà con dòng họ mình mà hiểu đầy đạt được cái này thì mình có công đức, chứ đừng thế gian nào có diệt khổ được. Đừng có nghe ông thầy nói diệt khổ, thế gian này, thế gian này là trời nắng mà biểu đựng nắng là sao? Mình chết luôn. Bên trong cái gian này gọi là sanh lão bệnh tử, bắt buộc tứ khổ, bắt buộc phải đi theo quy luật này. Muốn hết cái này phải chạy về một giới là đâu có. Chứ bên này nó quay theo kiểu quy luật nhân quả luân hồi làm sao không có cái này được. Đừng có tâm thế gian nào có diệt cái gì trời ơi, để nguyên sợ chạy trốn chạy ra ngoài đó. Mình thiền tâm là nó chỉ rõ vậy thôi. Vì thế mà mình thiền tâm ta không cho tu thì tu là dính rồi, tu là mình quay. Anh vừa tu là nó quay, tu là sửa, vừa máy động qua nhân quả, vừa máy động là đã bị nhân quả rồi. Và tu một chết càng tu càng bị luân hồi. Có nghĩa là tu là luân hồi cao, còn tư tu mà lừa gạt người ta thì luân hồi thấp. Tu cái tu cũng hai chiều, chứ không phải là nói là tôi tu phải ông nói tu 80 tuổi sao ông giải thoát thì giờ ông còn nằm đó. Mà ông nằm đó ông lên đó ông sao đó. Mình phải hiểu thế giới vật lý này không tu gì hết, nhưng mà phải biết phục sống. Thiền tâm nó chỉ cách phục sống để thoát ra cái này. Tại vì mình cái tưởng cái khổ là gì, là mình tưởng nó mới khổ. Vì thế mà trong văn học có nói rằng một nhà giàu đứt tay bạn mài đổ ruột. Đứt cái tay cái mình tưởng nó khổ, mà ta đổ ruột ta còn chưa khổ. Bởi vậy thiền tâm là cái thuật cho chỉ cái cuộc sống, chứ không có gì lạ rồi đó. Thuật sống và công thức đi ra ngoài cái tứ khổ này. Là con hỏi tiếp. Trước đây nhà con có thờ, có nhờ người đồng bóng thờ mẫu âm cố tổ đại thần. Nay con tu thiền tâm, nhà con không thờ mẫu và trước nhà không thờ miếu. Trước nhà được không? Và không thờ ông cố tổ đại thần và binh gia con cố tổ đại thần nữa được không? Thờ cố tổ là cái ông cố tổ mình á, là phải vị tướng ngày xưa mới gọi là được quyền là thờ cố tổ. Có nghĩa là ngày xưa tổ tiên mình đã từng lãnh đạo quân đội gọi là mới gọi là cố tổ, nhớ vậy đó. Còn tổ mà tổ thường thôi là tổ thôi, chứ cố tổ 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 là nói về vị tướng ngày xưa. Còn bây giờ thì mình cũng không nên bỏ ngang. Biết rồi, tiễn ông bằng bữa cơm canh nghe gì đấy. Bây giờ con theo thiền tâm thì thôi, giờ cố tổ theo tu theo con này là đâu không tu thì con giờ không có chọn cho cố tổ ông nữa. Thì cô có là không có trịnh trọng như ngày xưa. Bây giờ con theo thiền tâm này rồi, nếu mà con mà cúng cố tổ á thì nó không phải. Mà bây giờ biết cố tổ thì không phải cố tổ giả. Cố tổ đầu thai mất rồi, cái ông cố hồn và cái ông nhậu nó tao là cố tổ không? Rồi sao? Làm sao biết? Vì thế mà cũng phải tiễn một cái. Rồi sau đó mình đưa cái ông Phật cầm canh sen lên để gì? Nó xóa thì cái kia. Rồi cái đưa cái kinh ra, ăn vị Phật ra đọc chữ tháng đi. Mười ông cố tổ cũng chạy. Nhưng mà mình phải làm bài tiễn làm bài, mà phải cúng tiễn làm bài chứ đừng có bỏ thế gian này. Nhưng mà cũng nói đàng hoàng với người ta, nó hồi xưa con không biết, giờ con tưởng là thờ cố tổ định này kia nọ, giờ thôi giờ con biết rồi thôi, giờ cố tổ nếu mà cố tổ còn thì ở đây thôi, nhưng mà còn theo con tu
tôi giải thoát luôn, năn nỉ ông luôn. À, mình phải trả nghĩa, trả lễ cho đàng hoàng, thế gian mình lễ nghĩa phải cho đúng. Thầy ơi, thầy ơi, thầy có khóa miệng không mà mẹ của em vậy thầy? Cái miệng trước nhà là cái miệng trước nhà. Bây giờ nay theo cái chị này theo thiên tông rồi, bây giờ có khóa được cái miệng đấy không? Đúng khóa, đúng khóa. Còn đừng có khóa mặt tử một thời gian để dư vần văn vắng thời gian tự động nó siêu dẹo nó sập thông chứ. Con đừng nhớ là tuyệt đối nha, đừng có khóa miệng mà. Tuy con không cúng nhưng mà ta vẫn ở. Con đừng có phá, đừng từ. Ta thấy buồn quá đó, buồn quá mày cũng bị bệnh đi. Con vừa rồi có nghe cái chuyện mà của bà Thu, có chủ tịch thành phố chết vì cái biểu của Trần Đạo, cái lương hương của Trần Đạo thôi. Con có chuyện dở, cái câu chuyện đó, nó có liên quan ngày xưa. Ngày xưa đó, mà cái thời Ngô Đình Diệm về á, tháng 1054 á, mới dựng lên cái bạc này, cái này gọi bạc ổng nói. Nó là đây là hai bà Trưng nha, nhưng mà người tưởng lớn tưởng nhỏ thì mấy ông Phật giáo nói cái này là thợ gì, thợ mẹ con bà Nhung chứ không bà Trưng gì. Hai bà Trưng thì có bằng nhau, lớn nhỏ là mẹ con bà Nhung. Bà Ngô Dung vì thế mà đảo chánh rồi chị nó kéo, nó kéo cái tượng đó xuống, nó đưa cái tượng Tịnh Đạo lên. Tự đạo là giờ dùng, bây giờ dù ổng không có nhưng mà mình đang đưa tới mình tham gia mời ta, chưa chắc ông trời cũng đạo ở đó đâu. Nhưng mà thế giới này là ai? Thế giới thánh là ổng nhờ vô. Rồi bây giờ á, cái lưu hương đó thì để người ta bả đem bả dẹp để cái thùng rác vô, và mặt ngày sợ giận bả chết luôn. Nó có chứ hay không nhưng mà đều phải hiểu cái này. Nó mà phó chủ tịch thành phố đồng bạc chứ mà nhỏ nó còn giận chết đó. Thì còn con trong cái gia đình cái miễu thì con chỉ nói vậy rồi từ từ con bỏ từ từ ha, chừng nào cô kêu bằng nó tàn lạnh rí là thôi, từ từ nó sập. Ông ơi, vậy là ngày tết mình cũng cúng hoa quả bình thường không? Ngày tết ngày lễ ngày nào mình cũng cúng hoa quả bình thường không? Cúng cho cái miễu á. Thì nó cái miễu được con phá để từ từ được có cúng riết thì nó thì từ từ tự nó thời gian nó sập hoặc là đấy mình thử từ từ thử chứ đừng có đập liền cũng được, nó được mình không có cái lực đó. Chừng nào mà giống như mà con ông thầy mà gọi là phá táo đọ trong tiền sử Trung Hoa có gì ông đi ngang ông vô cái miễu đó, cái này là quỷ chứ đây, ông dám, ông đón dám là vì ông hiểu được cái này, ông nhìn thấy được nói. Người ta nói ông này phá cái biểu này thì chắc chắn là bị bẻ họng chết, mà ông đâu có chết đâu. Tùy theo cái lực phá chứ không phải là. Bây giờ nếu mà nói về cái chỗ Trần Hưng Đạo, một vị tướng nào ngon lành mới là dám lại cái chỗ này, chứ người bình thường cũng dám, một dân sự cũng dám gặp chết luôn. Tuy trên đó là không phải ông Trần Đạo ngự đâu, nhưng mà những cái ông thánh lớn nhất cái vùng đó ta tới thấy chỗ nào thờ là người ta coi cái đất này không có thần nào đây được mà do vị thánh thôi, mà thấy mình yếu cũng chỉ đập mình chết được. Tại nên mình kinh nghiệm đừng có làm tầm bậy, mình không tin thì không tin, không đừng có làm vô cái miễu người ta tự nhiên mình chửi người ta coi có đập mình chết luôn. Thế giới này cái miễu là của hồn thờ, ai dám không? Bây giờ tôi cho mấy ông nào và thượng tọa cỡ nào lớn dám mà chịu cái miễu sử dụng đập chết liệu. Thế giới vật lý mình phải hiểu nguyên tắc, mình không lấy cái thôi chứ đừng có phá người ta. Thế giới này nó có hết chứ được, chứ làm sao không có. Mình không có, mỗi lần bây giờ khởi dễ cái thiền tông ra đời mình nói bằng sự thật, nó có chứ phải cúng miễu vẫn cúng được mà cúng cho cô hồn. Mình tướng đó mà được lợi sinh, đã có hồn mà còn lợi sinh gì nữa, đã mình đem bố thí người ta được, rồi lợi sinh người ta sao được, là mê tín.
người ta chuẩn lệnh thôi chứ đâu phải là đâu ta gọi là phá cái miễu đâu, không có phá. Ngủ nó phải có đàng hoàng, nhưng mà được có linh giới cái người mà mê tín, còn người không mê tín làm gì linh. Nó phải hiểu về thế giới này, bởi vì đúng không, dù miễu ở đâu người cũng không có xâm phạm người ta. Ở nhà mình cũng vậy, từ từ mình cúng cũng có mình cúng ăn mình cũng nói đàng hoàng, nói hồi đó con biết rồi con nói cái thầu gì thì con cúng bữa chó này thì con cho mình ăn đi được con tu theo thiền tông cái gì đó, nói đàng hoàng ai lại mình cái tư tưởng như ngang nhiên một phá cũng được rồi làm thế à, con tu thiền tông con không bỏ kinh Pháp Hoa và đọc kinh Pháp Hoa hàng ngày có được không? Đọc làm đọc kinh Pháp Hoa được sao, được mà đọc làm sao có lộ cái tri kiến Phật đó, thì nên tụng. Còn đọc tụng mà không lộ tri kiến Phật đừng tụng. Kinh Pháp Hoa là cái loại quyển kinh chỉ cho tri kiến Phật, tụng học gì loại ra là tốt nha. Còn tụng mà như con két đọc thì thôi, mặc tông thì muốn rảnh thì cứ đọc ai lại mình. Nhưng mà có một điều đó là không kinh, tất cả nhiều kinh là phải hiểu được đạt cái ý sâu mỏng của kinh. Kinh nào thì cũng có cái ý sâu mỏng hết, chứ không chúng ta mới đứng hiểu rồi cái mình cho là cái bài kinh đó là giải thoát, không đúng đâu. Giải thoát nó phải đi làm tụng kinh, giải thoát là đi học công thức. Kinh đây là chỉ là ru ngủ với lòng người thôi, để cho người ta hiền lành lại thôi. Cái kinh, trong kinh người ta nói nhưng mà không hiểu thì mình đọc kinh để mình hiền lành. Không có ông nào mà đang bỏ mỏ mà người ta chửi mà chửi lợi ra cũng có nó hiền, nó vậy, cái thuật nó vậy thôi, tụng thì tốt thôi, ai rầy. Nhưng mà muốn đạt kết quả thì phải tụng kinh mà lộ được tri kiến Phật thì nên tụng. Còn không tụng thôi, rồi như lau nhà đi, rồi quét nhà, rồi trong vô cho ngon lành đi, đừng có ngồi nó mệt lắm. Thì cái gì đó là thế giới vật lý, làm cái gì thì mình phải hiểu kết quả rõ ràng, chứ đừng có làm mơ hồ. Mơ hồ là không tốt. Rồi còn hỏi nữa. Chị tại anh câu hỏi, tôi bị nào mà câu hỏi. Hay nếu không có câu hỏi thì bà con chị xin nhiều quẹ đáp ngày hôm nay.